Chương 2307, khoác lên vỏ bọc nhà máy quân đội. Lãnh đạo, ngài không thể cứ để việc này như vậy được. Diệp Phàm thấy cũng không xê xích gì nhiều, chẳng đào được thêm tin tức gì từ chỗ Trang Thế Thành, dứt khoát chuyển đề tài. Khó. Trang Thế Thành bất ngờ có vẻ hơi chán nản. Đến Phượng Gia một chút, chuyện khó nào cũng có thể biến thành chuyện dễ mà. Hơn nữa, Phượng Gia chắc cũng không trơ mắt nhìn lãnh đạo chịu thiệt như thế đâu. Lãnh đạo phải liên hệ nhiều với cấp trên mới được, ngài cho rằng cái gì cũng khó, cho rằng bọn họ có lẽ đã bỏ rơi ngài rồi. Có lẽ, bọn họ căn bản không hề nghĩ vậy, chỉ là lãnh đạo có chút tự ti quá đáng mà thôi. Cho dù là vô dụng hay hữu dụng, đi vẫn tốt hơn không đi mà. Diệp Phàm nói. Ha ha ha. Trang Thế Thành bất ngờ cười rất thoải mái, điều này rất hiếm thấy, ông ta vỗ bàn một cái, nói. Bí thư Diệp nói đúng lắm, tôi vẫn còn có chút không bỏ được chút sĩ diện này. Đúng đúng, cuối năm rồi, cũng nên đi chúc Tết thôi. Đi khỏi nhà Trang Thế Thành, Diệp Phàm đi thẳng đến nhà Đoàn Hải Thiên. Không ngờ Đoàn Hải Thiên đã ngồi nhà đợi, không lâu sau, Trần Quân và Vu Kiến Thần cũng đã tới. Vội vã như vậy nhất định có chuyện rồi, cậu cứ nói thẳng là được, đừng lãng phí thời gian. Phu nhân Đoàn Hải Thiên đã pha sẵn trà. Mấy người dứt khoát ngồi bên bàn ăn trong phòng khách, vừa uống chút rượu Đoàn Hải Thiên vừa hỏi thẳng. Còn không phải chuyện của ông anh vợ tôi hay sao? Diệp Phàm kể một lượt, hơn nữa, cũng nói một chút suy đoán của mình. Đoàn Hải Thiên nằm trong đám bạn hữu của hắn, hơn nữa, vị trí cũng cao hơn Trang Thế Thành, hiện tại đang đảm nhiệm bí thư đảng quần chúng tỉnh Nam Phúc. Khả năng quan sát xa hơn, sắc sảo hơn, Diệp Phàm hy vọng có thể thu hoạch được lợi ích thực tế từ chỗ ông. Bằng không, căn bản không còn kịp rồi. Chỉ dựa vào bản thân mù quáng gây sức ép, chớp mắt là đã đến cuối năm. Giải quyết chuyện này của cậu có hai cách. Thứ nhất chính là bãi bình phòng đốc tra nội các chính phủ, to thì giữ lại, nhỏ thì bỏ đi, xử lý qua loa là xong việc rồi. Thứ hai chính là cách Trang Thế Thành đã nói, cũng có thể xem là một cách. Có điều, muốn chuyển đổi ruộng cơ bản thành ruộng phi cơ bản cần có mấy điều kiện. Trong đó, các thủ đoạn phi pháp, vi phạm quy định là không thể sử dụng. Bởi vì người nào để tâm sẽ quan sát rất chặt, nếu như anh lừa gạt, cuối cùng sẽ bị tra ra là vi phạm quy định, chuyện càng phiền phức hơn, sai càng thêm sai. Tôi cho rằng, trừ phi có thể chuyển đổi ruộng cơ bản một cách hợp lý thì tốt. Cậu phải chú ý điều tra tiền căn của mảnh đất này, điều tra xem mấy chục năm trước nó có phải là ruộng cơ bản hay không. Hoặc có nguyên do nào đó khiến cho nó từ ruộng phi cơ bản hiện giờ thành ruộng cơ bản. Đoàn Hải Thiên sau khi nghe thì trầm ngâm một lúc, nói. Ông Đoàn làm từ cơ bản lên, lời ông nói vẫn rất có tính dẫn dắt đối với Diệp Phàm. Ha ha, nói về chuyện này, tôi cũng đã có chút thu hoạch. Lúc này, không ngờ Vu Kiến Thần lại cười rộ. Có liên quan đến chuyện của ông anh vợ tôi sao? Diệp Phàm hỏi. Tối qua sau khi anh gọi điện cho tôi đã chú ý đến rồi. Hơn nữa, vừa vặn tôi có người bà con thân thích, tên là Vu Tín Lễ. Là chú họ của tôi, đảm nhiệm chức phó chủ tịch địa khu Nam Lĩnh. Tính tình chú ấy thành thật, làm gì cũng rất cẩn thận chặt chẽ, cũng chẳng dựa dẫm, nhờ vả ai. Mười mấy năm vẫn ngồi yên vị ở vị trí phó chủ tịch địa khu đó. Tất nhiên, cũng rất khổ, đôi khi, cấp trên còn chẳng thèm quan tâm. Chuyện lần này tôi gặng hỏi mãi mà chú ấy lúc nào cũng giả bộ không biết để lừa tôi. Cuối cùng tôi tức giận, chú ấy mới nói ra chút lịch sử. Nói là mười mấy năm trước miếng đất của tập đoàn chế phẩm sữa này kỳ thực cũng không phải ruộng cơ bản. Lúc ấy chỗ đó là một triền núi thoai thoải, rất bằng phẳng. Hơn nữa, vươn thẳng ra bên ngoài là bờ sông thung lũng núi. Lúc đó khu Nam Lĩnh nói là để hưởng ứng lời kêu gọi của một vị lãnh đạo trên tỉnh, cần phát triển mạnh ngư nghiệp, cho nên, phải xây đập cách bờ sông thung lũng núi chừng hơn 30 mét. Cho nên vây mảnh đất kia lại. Mà ở giữa, đào đất ở triền núi lên đổ hết vào thung lũng. Bọn họ làm như vậy chỉ là muốn làm một căn cứ ngư nghiệp thật lớn, đào ao cá thôi. Tuy nhiên, điều cực kỳ đáng tiếc là, sau đó vị lãnh đạo già kia không ngờ không lâu sau liền qua đời. Mấy đồng chí cấp dưới thấy thế, cái việc phí công tốn sức mà không lấy lòng được ai này dĩ nhiên không ai làm nữa. Kết quả trở thành một công trình xây cho có, đập kia cũng chỉ xây dựng đến độ cao một nửa. Mà bên trong cũng chưa kịp vét sạch toàn bộ. Kết quả,
một thời gian dài, nơi đó bởi vì bên ngoài có một đập xây cho có mà nước từ trên núi chảy xuống liền bị vây. Không lâu sau thì để cho nông dân địa phương chia thành từng khoảnh ruộng trồng lúa. Sau này thì quy thành ruộng cơ bản do Ủy ban Nhân dân khu Nam Lĩnh quản lý. Mà mấy năm gần đây, cái đập xây cho có kia vì chất lượng công trình kém, hơn nữa lúc đó địa khu cũng không có tiền, chỉ là công trình chiến tích mà thôi. Kỳ thực chỉ là một đống đá dồn vào một chỗ, giữa các khe đá còn không có xi măng. Tôi nghĩ, lúc đó có làm đập cũng không ngăn được nước, thuần túy chỉ là một công trình xây lên cho có mà thôi. Cho nên, đập bị người ta dẫm dẫm đạp đạp, hơn nữa một số gạch đá cũng bị người ta mang đi xây nền rồi. Mà đất bên trên lại sụp xuống, dần dần, cái đập kia toàn bộ bị đất lấp mất. Sau đó người ta còn xây một đường quốc lộ đá vụn trên cái đập bị bùn đất lấp mất. Nếu không nói cho anh, chắc anh cũng không phát hiện ra được dưới mảnh đất kia còn tồn tại một cái đập nham nhở tương đối dài. Vu Kiến Thần nói, nếu chỉ dựa vào điều này có lẽ vẫn khó để xoay chuyển toàn bộ cục diện, người ta sẽ nói đấy là chuyện xa xưa lắm rồi. Sau này địa khu Nam Lĩnh liệt vào danh sách ruộng cơ bản thì vẫn là ruộng cơ bản thôi. Đương nhiên, dựa vào đoạn lịch sử này vẫn có thể xoay chuyển một chút. Nếu như có thể thêm vào một vài thao tác liền có thể hợp pháp hoàn toàn rồi. Đoàn Hải Thiên nói, đại ca, tôi nghĩ có phải là nên quan hệ một chút với quân đội không, như thế dễ giải quyết hơn. Lúc này, Trần Quân trong đầu buồn bực, sau khi uống hết bát canh hạt sen liền buột ra một câu. Đúng rồi, Diệp Phàm, tin rằng cậu cũng đã nghiên cứu rất kỹ về luật bảo vệ ruộng cơ bản của nước ta, hình như là ban bố năm 98 thì phải. Trong đó quy định rõ ràng, nghiêm khắc chiếu theo quyền hạn pháp luật quy định để phê duyệt đất đai. Quyền phê duyệt việc chuyển dùng đất trồng trọt và trưng thu thuế đất thuộc về nội các chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương không được làm trái với pháp luật và trao quyền phê duyệt đất đai cho cấp dưới dựa theo quy định pháp quy hành chính. Sau khi khu bảo vệ ruộng cơ bản được xác định theo luật, bất cứ đơn vị và cá nhân nào cũng không được thay đổi hoặc chiếm dụng, các hạng mục xây dựng trọng điểm như năng lượng, giao thông, thủy lợi quốc gia, phương tiện quân sự, chọn địa điểm thực sự không thể tránh khỏi khu bảo vệ ruộng cơ bản, cần chiếm dụng ruộng cơ bản là liên quan đến việc chuyển dùng đất dùng cho trồng trọt hoặc đất trưng dụng đấy, nhất định phải được nội các chính phủ thông qua. Đồng thời phải dựa theo tiêu chuẩn của văn kiện số 238 năm 2004 của Trung ương, đền bù gấp 31 lần cho nông dân bị trưng dụng đất. Nếu như chiếu theo tiêu chuẩn này, nông dân bị trưng dụng đất vẫn không đạt được mức sống vốn có. Do Ủy ban Nhân dân địa phương lấy ra một tỷ lệ nhất định từ tiền lời thu được từ việc sử dụng đất đai thuộc sở hữu của nhà nước để trợ cấp. Nếu dựa theo ý kiến của Trần Quân, quan hệ một chút với quân đội là sau này có thể sử dụng hợp pháp mảnh đất này. Huống chi, trước kia mảnh đất này cũng không phải ruộng cơ bản. Phối hợp cả hai cách, chuyện của Kiều Báo Quốc đã có thể giải quyết rồi. Đương nhiên, thao tác cụ thể thế nào vẫn tương đối khó khăn. Những chuyện thế này ấy à? Nói thì dễ chứ làm thì khó lắm. Chỉ riêng chuyện phê duyệt của nội các chính phủ, đối với các cán bộ bình thường thì đúng là khó bằng lên trời. Tuy nhiên, cậu đã từng làm việc trong đó rồi, cho nên, chuyện này đối với cậu có dễ dàng hơn một chút. Có điều, dù sao chuyện này cũng có người chọc gậy bánh xe, nhất định sẽ có tranh chấp. Trần Quân, cậu nói xem, nên quan hệ với quân đội thế nào? Diệp Phàm hỏi, tôi làm sao biết được? Tối qua đại ca gọi điện cho tôi đã chú ý đến điều này rồi. Vừa nãy mới đến còn chưa hiểu ra làm sao, có điều, vừa rồi nghe cha nói tôi mới nghĩ đến cái này. Cụ thể thao tác thế nào tôi cũng không rõ lắm. Trần Quân sờ sờ đầu, có chút xấu hổ nói. Thằng danh cậu chẳng biết gì mà cũng phát biểu linh tinh, thật là bực mình. Diệp Phàm cực kỳ tức giận, búng một cái vào trán Trần Quân, hừ nói. Còn sờ đầu, sờ cái con khỉ. Cách này nhất định cậu phải nghĩ ra cho tôi, bằng không, hừ. Đại ca, tôi ở quân đội, không phức tạp như bên chính phủ các anh đâu. Tôi nào có nghĩ nhiều đến vậy, việc này, tôi thực sự không làm được đâu. Nếu như bảo tôi giơ giơ tay duỗi duỗi chân tôi còn làm được chứ. Trần Quân kêu khổ nói. Thằng danh anh hiện giờ chỉ biết có ngày ngày rèn luyện với rèn luyện, ngay cả trong mơ cũng hô 121. Làm cho Hạnh Nhi có lúc không tài nào ngủ được. Lúc nào đó cũng phải rèn luyện đầu óc đi, anh cho rằng chỗ quân đội đơn giản lắm sao?
Đó là nhờ bí thư Diệp người ta trước đó đã trải sẵn đường, nếu không có bí thư Diệp bảo kê anh, thằng danh như anh đã bị người ta đá đi nơi nào ngồi khóc rồi. Mau nghĩ cách đi, bát canh này của anh khoan hãy uống. Đoàn Hải Thiên nói, một phen chuyển bát canh hạt sen trước mặt Trần Quân đi chỗ khác. Nhạc phụ, cha để con uống xong được không? Việc này, rất phức tạp, con thật sự không nghĩ ra được. Phiền toái như vậy, không bằng, chuyển thành công xưởng binh khí thôi. Đến lúc đó, chuyện gì cũng phải nhường đường cho việc kiến thiết quốc phòng phải không? Trần Quân nói ra một tràng, thật khiến người ta dở khóc dở cười. Đoàn Hải Thiên chỉ vào anh ta, mắng. Cái chủ ý vớ vẩn này có lẽ chỉ có con rể ngốc của ta mới có thể nghĩ ra, người ta là tập đoàn chế phẩm sữa, anh cũng hay nhỉ, sửa thành công xưởng binh khí, có phải định chế tạo bom pháo từ sữa đậu không hả? Khoan đã bí thư Đoàn, tôi cảm thấy đề nghị của Trần Quân dường như cũng không tệ đâu. Dựa vào điều kiện phê duyệt ruộng cơ bản, những hạng mục liên quan đến giao thông, năng lượng, thủy lợi, phương tiện quân sự, thể nào cũng có thể được nội các chính phủ thông qua. Giao thông nhất định không được, lại không có đường gì lớn phải qua đó. Năng lượng càng không thể, phương diện thủy lợi cũng không thỏa đáng, chính là phương diện quân sự có thể thao tác được. Diệp Phàm nói, quay sang hỏi Trần Quân. Quân đoàn trưởng Hầu có muốn uống sữa hay không? Có, chẳng những ông ta uống, đám binh sĩ của căn cứ trên cơ bản mỗi sáng đều có thể được phân một hộp. Mà đội viên báo săn của chúng ta càng cần uống hơn, thân thể không có tố chất tốt làm sao có thể bảo vệ tổ quốc. Mà tư lệnh Lâm Hồng và quân đoàn trưởng Hầu ở căn cứ lúc nào cũng nói không thôi về tố chất quân nhân. Yêu cầu mọi người ngày thường tập luyện nhiều, luyện cho thân thể thật tốt, lúc đánh nhau mới có thể không biết mệt mỏi. Mà quân đoàn 2 về mặt quân kinh phí cũng đầy đủ hơn các đội khác một chút. Cho nên mới có tiền dư giả mà mua này mua nọ. Về phần báo săn, vậy thì càng không cần nói nữa, mua sữa là một bữa ăn sáng rồi. Trần Quân nói. Đúng vậy, người ta là thương gia lớn từ Australia tới. Chế phẩm sữa làm ra nhất định rất có dinh dưỡng. Đến lúc đó, chúng ta thuyết phục được hai người tư lệnh Lâm và quân đoàn trưởng Hầu, mỗi năm đều mua sữa từ nhà máy chế phẩm sữa đó, coi như quân dụng đặc thù mà cung cấp. Diệp Phàm cười nói. Chương 2308, tiếp đãi long trọng. Ha ha ha, kế này hay lắm, dứt khoát xây dựng nhà xưởng của quân và dân là được. Đoàn Hải Thiên cười nói. Cứ như vậy không phải biến thành nhà máy quân dụng rồi sao, tuy nói là hợp tác, nhưng quân đội cũng có phần mà. Đến lúc đó, chúng ta lại lôi ra nguồn gốc lâu đời của nó, thêm vào việc quân đội gia nhập, chuyện này, phỏng chừng 8 phần có thể chót lọt. Diệp Phàm cười nói, tâm tình thoải mái hơn. Cách này có lẽ chỉ có đại ca anh mới làm được. Nếu là người khác, không có cửa đâu. Chỗ nào không có sữa chứ, lại còn muốn chuyên cung cấp cho quân đội, còn không phải mấy thứ đặc biệt cần cung cấp. Tuy nhiên, quân đội đóng quân tại tỉnh Nam Phúc chúng ta không ít. Chỉ riêng quân đoàn 2 của quân đoàn trưởng Hầu đã có mấy chục nghìn người phân bố ở các nơi trong các tỉnh rồi. Còn căn cứ Vịnh Lam Nguyệt vốn đã có mấy ngàn quân nhân, hơn nữa thành viên của báo săn, phỏng chừng cũng đến 10.000 người. Bao nhiêu người như vậy đều chỉ uống sữa do nam lính cung cấp, có lẽ miệng của vị hoa kiều Australia kia phải vui đến nỗi nở hoa mất. Ít nhất, chế phẩm sữa của ông ta trước khi xuất xưởng đã đạt hạn ngạnh 20-30% rồi. Trần Quân cũng đã hiểu rõ, cười nói. Điều đó là đương nhiên, Diệp Phàm có thể diện mà. Bằng không, cho dù là Đoàn Hải Thiên tôi ra mặt, quân đoàn trưởng Hầu và tư lệnh Lâm người ta cũng chẳng thèm ngó ngàng. Đoàn Hải Thiên cười nói. Ha ha, tôi bị mấy người khen xấu hổ quá. Diệp Phàm sờ đầu một chút, nhìn Vu Kiến Thần, cười nói. Tuy rằng không đạt được mục tiêu đề ra lúc trước, giúp cậu trở về sở tỉnh, đảm nhiệm chức phó giám đốc thường vụ sở, nhưng dù sao cũng là phủ chánh. Thế nào, gần đây công tác ở Thương Hải vẫn tốt chứ? Ha ha, cũng tạm, chuyện này, nhân vật số một so với trợ thủ, thực ra thoải mái hơn nhiều. Trước kia bị kẹp ở giữa hai người Hứa Chí Cường và Trung Luân khó sống quá. Hiện giờ Hứa Chí Cường cút lên sở rồi, mà Trung Luân được Lý Sương Hải sắp xếp ngồi vào vị trí bí thư đảng ủy công an thành phố Thương Hải của Hứa Chí Cường này rồi. Mà bí thư Lý lại đẩy tôi lên vị trí cục trưởng công an thành phố Thương Hải. Ít nhất, sau này, không còn bánh bích quy nhân Hứa Chí Cường nữa. Ngay cả Trung Luân vị bí thư này muốn chút giận vào tôi cũng phải suy nghĩ một chút.
Có điều tôi vẫn luôn cảm thấy bí thư Lý Sương Hải có chút kỳ quái, ông ta làm vậy là có mục đích gì? Phu Kiến Thần cười cười, nói. Ha ha Kiến Thần, nếu như tôi đoán đúng, trước kia Lý Sương Hải muốn dùng Hứa Chí Cường để kiềm chế Trung Luân. Mà hiện giờ Lý Sương Hải đã đưa Hứa Chí Cường lên sở. Và ông ta đề bạt cậu lên, cậu liền trở thành vũ khí kiềm chế bí thư đảng ủy công an Trung Luân. Mà hai người các cậu đối chọi lẫn nhau, đồng chí Sương Hải ngư ông đắc lợi rồi. Ít nhất, để nhận được sự ủng hộ của tỉnh, hai người các cậu đều phải để tâm nghe lời ông ta. Thủ đoạn kiểu này chính là chơi cân bằng, chỉ là bình mới rượu cũ, chẳng có gì mới mẻ cả. Làm như không những vừa có thể chiếu cố Hứa Chí Cường mà lại không đắc tội Diệp Phàm. Mà Trung Luân còn nói được gì nữa, anh từ vị trí cục trưởng công an lên bí thư đảng ủy công an, hơn nữa đã vào thường vụ, ba bên đều có lợi. Mà người được lợi nhiều nhất là đồng chí Sương Hải, ông ta nắm chắc quyền lãnh đạo trong tay. Tôi không thể không bội phục, nghệ thuật khống chế người khác của đồng chí Sương Hải đúng là rất hoàn hảo. Đoàn Hải Thiên nói, ba người Diệp Phàm đều đã hiểu được sơ lược gật gật đầu, trong lòng thầm nhủ, thật đúng là nghệ thuật lãnh đạo. Trong tình huống không tốn một viên đạn, tôi lợi anh lợi mọi người đều lợi, còn có thể làm cho mọi việc viên mãn như vậy, không hổ là cao thủ trong chốn quan trường. Được rồi, không hàn huyên nữa, Trần Quân, đi cùng tôi đến Vịnh Lam Nguyệt một chuyến. Diệp Phàm phải tranh thủ thời gian đi làm công tác thuyết phục Tư lệnh Lâm và quân đoàn trưởng Hầu. Ha ha ha, tôi thấy đại ca sắp trở thành nhân viên bán sữa rồi. Trần Quân ha ha phá lên cười, đầy vẻ vui mừng khi người khác gặp họa. Còn có cách nào khác, việc này, dù sao cũng phải có người đi làm, số tôi vốn vất vả mà. Diệp Phàm nhún vai, kỳ thực, tâm tình đầy thích thú. Nếu như có thể giải quyết được chuyện của Kiều Báo Quốc, chuyện của Ngô Chính Phong cuối năm đó có thể đòi bố vợ trả nợ rồi. Ở trong xe, Diệp Phàm nói quyết định của mình cho Kiều Báo Quốc một lượt. Giao cho anh ta lập tức đi điều tra lịch sử của mảnh đất kia. Hơn nữa, lúc này, có phải bỏ thể diện đi cũng phải làm. Chú ruột Phu Tín Lễ của Vu Kiến Thần chính là một trong những nhân chứng quan trọng. Nếu như có thể để ông ta dẫn đầu tìm ra một lượng lớn chứng cứ, vậy thì chuyện này coi như đã thành công một nửa rồi. Kiều Báo Quốc đồng ý lập tức đi làm ngay. Diệp Phàm biết, tên này tuy trong lòng còn có chút không phục. Nhưng chuyện liên quan đến bản thân anh ta tuyệt đối sẽ không đùa cợt với mình. Sau đó Kiều Báo Quốc nói lại chuyện này cho Kiều Viễn Sơn. Thằng danh này, đúng là có chút bản lĩnh, trong thời gian một ngày mà hắn có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy. Anh mau đi làm đi, chứng cứ càng đầy đủ càng tỉ mỉ càng tốt, nhân chứng phải nhiều. Chỉ có một điều. Trong chuyện này nếu như anh có phát hiện gì ngoài ý muốn thì phải lập tức báo lại cho Diệp Phàm ngay, không được giấu giếm gì. Lần này, chuyện của anh có lẽ sẽ giải quyết được trong tay Diệp Phàm. Báo Quốc, anh cũng đừng có không phục, thằng danh kia có chút khôn vặt đấy. Bạn bè người ta nhiều, toàn tai to mặt lớn. Anh cũng học tập đi, đừng cả ngày cho mình xuất thân từ Đại viện Kiều ra là người ta có thể đánh giá anh cao một chút. Kỳ thực, trong cả nước. Những gia đình tương đương với Kiều gia còn rất nhiều, thậm chí, những gia đình trên cả Kiều gia cũng không ít. Gặp phải những người đó, người ta chưa chắc đã nể mặt anh. Chuyện lần này đúng là một bài học sâu sắc, anh đó, chính vì kinh nghiệm cơ bản thiếu sót cho nên mới xảy ra những chuyện này, để người ta hãm hại. Cho nên, bình thường phải đến cơ sở nhiều một chút, nhìn nhiều nghe nhiều ý kiến của các đồng chí khác. Người ta muốn học phải khiêm tốn không có gì là xấu cả. Anh phải nhớ cho kỹ vào. Kiều Viễn Sơn không ngờ khen Diệp Phàm một câu trong điện thoại, đồng thời cũng cảnh cáo đứa con. Cha, con đang lo hắn không giải quyết được chuyện bên quân đội. Đến lúc đó, bên quân đội người ta lại nói là không hề có chuyện này, vậy thì chúng ta chạy đông chạy tây bên này còn có tác dụng gì? Đến lúc đó, không chừng còn chọc giận đến chủ tịch hội đồng quản trị toàn đến từ Australia. Lửa đổ thêm dầu không phải càng phiền toái hơn sao? Hay là, việc này, bảo bác cả đến Vinh Lam Nguyệt chào hỏi vài câu. Bác cả trước kia cũng là tư lệnh của quân khu lĩnh Nam, Vịnh Lam Nguyệt dù thế nào cũng phải nể mặt một chút đúng không ạ? Kiều Báo Quốc nói, tên này vẫn không yên tâm. Ha ha, năng lực của ông em rể anh còn chưa phát hiện ra đâu. Yên tâm, việc này nếu hắn đi làm, có thể chắc chắc đến 8 phần 10. Nếu như không làm được, có lẽ đã gọi cho bác cả của anh từ lâu rồi. Anh cho là hắn sẽ ngu xuẩn như vậy sao,
chủ ý cùi bắp như vậy cũng nghĩ ra được, còn chuyện gì hắn không thể nghĩ đến. Anh cứ yên tâm liên hệ với chủ tịch Toàn đi, phải ra sức thuyết phục chủ tịch Toàn. Hơn nữa, việc này đối với ông ta chỉ là khoác lên bộ quân trang màu xanh mà thôi. Trăm lợi không một hại. Kiều Viễn Sơn cười nói, xem ra, tâm tình khá tốt. Ban đầu Kiều Viễn Sơn đã tính toán đến tình huống xấu nhất, Diệp Phàm không giải quyết được thì mình đành phải ra tay. Cũng không thể dương mắt nhìn con trai mình bị người ta chỉnh. Kiều gia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Đối với chuyến viếng thăm của Diệp Phàm, mấy vị tư lệnh Lâm Hồng căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, Hầu Bình quân đoàn trưởng quân đoàn 2, Thiếu tướng Trịnh Phương thủ trưởng đội báo săn cùng với Cố Thiên Kỳ phó tư lệnh căn cứ đã đứng bên ngoài sơn khẩu bên ngoài báo săn nói cười chờ Diệp Phàm từ lâu. Ở trong này, dường như Lâm Hồng, Hầu Bình, Trịnh Phương và Cố Thiên Kỳ đều biết được Diệp Phàm chẳng những là bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh, người ta còn từng là vương bài trẻ tuổi của tổ đặc nhiệm A. Bởi vì, Cố Thiên Kỳ đã từng đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng quân đoàn 2, quân đoàn 2 từng giây từng phút đều sẵn sàng hỗ trợ và phục vụ tổ nòng cốt thứ 8. Cho nên, quân đoàn trưởng của quân đoàn này biết nội bộ báo săn kỳ thật chính là tổ nòng cốt thứ 8 của tổ đặc nhiệm A. Mà Hầu Bình sau đó cũng biết được thân phận của Diệp Phàm rồi. Vừa xuống xe, Trịnh Phương liền chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn với Diệp Phàm, miệng hô. Xin chào thủ trưởng. Khiến cho anh chàng thiếu tá canh cổng báo săn cho rằng mắt mình nhìn nhầm, vội vàng dụi mắt, đích thực phát hiện thiếu tướng Trịnh Phương thủ trưởng tối cao của báo săn đang cúi chào một người trẻ tuổi. Trong lòng anh thiếu tá khiếp sợ há hốc mồm, trong lòng thì thầm cũng không làm ầm ĩ, hiểu được người thanh niên này dường như lai lịch rất không tầm thường. Không thể ngờ được người mà đám người tư lệnh Lâm, sư đoàn trưởng Trịnh chờ đợi lại chính là người thanh niên này. Ha ha ha, chào sư đoàn trưởng Trịnh. Diệp Phàm mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Trịnh Phương, mà Lâm Hồng tất nhiên hiểu rất rõ, biết Diệp Phàm là phó tổ trưởng tổ đặc nhiệm A. Trịnh Phương là cấp dưới chính tông của Diệp Phàm. Cấp dưới cúi chào cấp trên là hoàn toàn chính đáng. Còn Hầu Bình và Cố Thiên Kỳ lại có hơi ngẩn ra. Bởi vì hai người họ không biết Diệp Phàm hiện giờ đã thăng chức thành phó tổ trưởng tổ đặc nhiệm A, là một trong những thành viên quan trọng nhất của tổ đặc nhiệm A. Diệp Phàm tuy là lãnh đạo cũ của báo săn, nhưng hiện giờ đã tháo bỏ quân trang, chuyên tâm vào địa phương rồi. Nghe nói là bị thương nên rút khỏi, Trịnh Phương lễ nghĩa như vậy với lãnh đạo cũ, coi như tròn lễ nghĩa rồi. Hai người vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, bởi vì, Trịnh Phương là một người cao ngạo, bình thường nhìn thấy tư lệnh Lâm Hồng có lúc còn tỏ ra lạnh lùng, sao có thể để ý đến thế với Diệp Phàm một lãnh đạo cũ đã hết thời, từng là vương bài chứ. Hai bên bắt tay, sau khi hàn huyên thì lại lên xe, trực tiếp lái vào bên trong báo săn. Bí thư Diệp, anh có lộc ăn rồi. Tư lệnh Lâm đi tuốt ở đằng trước, Diệp Phàm đi bên cạnh ông ta. Tư lệnh Lâm cười tủm tỉm, nói. Ô, chẳng lẽ lại có những thứ tốt như lợn rừng? Diệp Phàm hơi sững sờ, cũng rất thoải mái. Những thứ thổ sản vùng núi món ăn thôn quê, các sĩ quan cao cấp của báo săn mỗi tháng đều mở tiệc 1 đến 2 lần. Ha ha ha, vừa nghĩ đến thịt hươu, thịt chó đen, thịt lợn rừng cách thủy nóng hầm hập, miệng tôi đã chảy nước miếng rồi. Trần Quân ở một bên cười khan. Ha ha, tôi cũng vậy. Hầu Bình rướn rướn cổ. Dường như miệng cũng có phản ứng rồi. Đám người này, đều nghiện ăn cả rồi. Quả nhiên, đi vào một gian phòng đặc biệt cách âm. Trên bàn đã dọn sẵn mấy chậu đặc sản miền núi đang bốc hơi ngun ngút, hương thơm ngào ngạt. Tất nhiên, tại Thủy Châu thành phố ven biển này, hải sản cũng đầy một chậu trên bàn. Tất cả đều dùng chậu rửa mặt bằng inox thường dùng trong quân đội. Mọi người trước tiên uống một chén canh làm ấm bụng rồi tính tiếp nào. Lâm Hồng không khách khí chút nào, vừa nói vừa làm, có điều, tư lệnh Lâm sau khi múc đầy một bát súp thịt liền đẩy về phía Diệp Phàm. Không không không, tư lệnh Lâm, anh là chủ nhân Vịnh Lam Nguyệt, anh dùng trước. Diệp Phàm vội vàng từ chối, bởi mình cũng không thể không giữ lễ nghĩa cấp bậc được. Người ta Lâm Hồng dù gì cũng là tư lệnh trung tướng, thành viên quân khu Nam Lĩnh. Chương 2309, ăn của người thì phải làm cho người thôi. Triệu Quát thượng cấp trước kia vừa đi liền trở thành phó tư lệnh số 1 quân khu Bắc Kinh. Những vị có thể ngồi trên bảo tọa tư lệnh Vịnh Lam Nguyệt này đều là những nhân vật tai to mặt lớn trong quân đội, không thể quá coi thường. Ha ha ha, bí thư Diệp, anh cũng thật là. Vừa rồi anh cũng đã nói, tôi là chủ nhân của Vịnh Lam Nguyệt, anh là khách từ xa đến, cho nên,
đừng từ chối nữa, bát thứ nhất tất nhiên phải thuộc về người bạn từ phương xa đến của chúng ta rồi. Tư lệnh Lâm lại nhẹ nhàng đẩy bát canh đến trước mặt Diệp Phàm, cười sang sảng. Đúng đúng đúng, bí thư Diệp, anh cũng không nên từ chối, chúng tôi thường xuyên ăn uống ở đây rồi, anh là khách lại là bạn, tất nhiên anh nên dùng trước. Đám người hầu bình, Cố Thiên Kỳ cười, phối hợp với Tư lệnh Lâm. Diệp Phàm không làm khó người ta nữa, nhận lấy, hắn cũng biết, Tư lệnh Lâm nể vị trí của mình tại tổ đặc nhiệm A mới cư xử như vậy. Đương nhiên, trước kia cũng có chút thân thiết. Bí thư Diệp uống rượu gì, Mao Đài hay là rượu Ngũ Lương? Trịnh Phương hỏi, bởi vì, nơi này là địa bàn của báo săn, Trịnh Phương mới là chủ nhân đích thực. Lâm Hồng quản lý toàn bộ căn cứ, nhưng cũng không quản được địa bàn báo săn. Báo săn nghiễm nhiên là nước trong một nước. Lâm Hồng cảm thấy mình giống một tư lệnh phục vụ làm việc vặt cho báo săn hơn. Trong mắt người ngoài mình là tư lệnh, rất uy phong rất có quyền, tất cả mọi việc trong căn cứ này đều có thể quản. Chỉ tư lệnh Lâm biết rõ, chuyện của báo săn, mình thế nào cũng không thể nhúng tay vào. Lúc nào cũng là Trịnh Phương truyền thông báo của tổ đặc nhiệm A đến, Lâm Hồng truyền xuống, chỉ đạo căn cứ chấp hành là được. Điều này, trong lòng quân đoàn trưởng Hầu và phó tư lệnh đang ngồi cùng đều rõ. Trần Quân, trong xe tôi có rượu, lấy 4 bình ra, còn nữa, mang cả cây thuốc đến đây. Diệp Phàm đưa chìa khóa xe cho Trần Quân. Mọi người vừa nghe, tất cả đều nhìn Diệp Phàm chăm chăm. Sao thế, các vị, nhìn chăm chăm người khác như vậy có vẻ không lịch sự lắm nhỉ? Diệp Phàm nhún vai, nói. Ha ha ha, Lâm Hồng người này không ngờ dẫn đầu cười gượng, khiến cho mọi người cả phòng đều cười gượng cả. Nhưng lại không có ai hỏi hay đáp gì hết. Không lâu sau, Trần Quân mang rượu và thuốc lá đến. Đừng nhúc nhích, để tôi giám định trước một chút. Quân đoàn trưởng Hầu nhanh tay lẹ mắt, một phen giành lấy đồ trong tay Trần Quân. Ha ha ha, tôi dù sao cũng là lãnh đạo già, tốt hơn là để tôi trước. Không ngờ Cố Thiên Kỳ gần Trần Quân hơn, người ta vừa vươn tay ra đã giành lấy được thuốc lá rồi. Quân đoàn trưởng Hầu chỉ còn biết dương mắt nhìn. Sao nào, không phục phải không đồng chí quân đoàn trưởng Hầu? Cố Thiên Kỳ liếc đồng chí Hầu Bình đang lườm lườm một cái, cười nói. Tôi chịu phục, dạo này toàn là như vậy, to hơn người ta một cấp là đè đầu cười cổ. Hầu Bình tức giận bất bình nói. Ha ha ha, toàn bộ đều cười rộ lên. Không cần xé ra đâu, vừa thấy kiểu đóng gói này tôi liền biết là hàng tốt rồi. Lâm Hồng chỉ liếc qua một cái, nói. Tuy rằng tư lệnh Lâm chưa đạt tới tiêu chuẩn đãi ngộ cấp phó quốc, nhưng người sau lưng người ta lại được hưởng đãi ngộ cấp phó quốc đó. Tất nhiên, loại hàng tốt thế này người ta cũng đã từng được thưởng thức. Chính là loại đó sao? Quân đoàn trưởng Hầu nuốt nước miếng, dựng thẳng ngón tay chỉ vào trần nhà. Còn phải hỏi lại sao? Tư lệnh Lâm cười một tiếng. Cái này, bí thư Diệp, hay là như vậy đi? Buổi tối uống mất thì tiếc quá. Dứt khoát mỗi người một bình, anh dù sao cũng uống rồi, uống nữa cũng lãng phí, cái này, chúng tôi mang về nhà chậm rãi thưởng thức một chút. Còn thuốc lá này, chúng tôi cũng chia ra. Tất nhiên, nếu như bên anh có hàng rời, thì mở một hộp hoặc một bình cho chúng tôi thưởng thức một chút là được. Quân đoàn trưởng Hầu vẻ đứng đắn, nói. Diệp Phàm thiếu chút nữa tức giận vì sự không biết xấu hổ của người này, chỉ vào quân đoàn trưởng Hầu thật lâu nghẹn họng. Tuy nhiên, sau đó... Diệp Phàm bất ngờ giật mình, cười nói. Tư lệnh Lâm, tư lệnh Cố, sư đoàn trưởng Trịnh, quân đoàn trưởng Hầu. Vừa đủ 4 người, rượu có 4 bình, vừa hay mỗi người 1 bình. Thuốc lá này mỗi người 2 bao là được. Còn thừa 2 bao thì mở luôn để các anh em hút tại đây. Tối nay uống rượu Mao Đài của các anh vậy. Bí thư Diệp, còn tôi thì sao? Trần Quân không chịu nổi nữa, nhưng cũng không dám to tiếng hỏi. Tên này ở bên cạnh thì thầm, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm 4 lão trung niên hớn hở chia rượu và thuốc. Tuy nhiên, tiếng tên này thì thầm cũng không nhỏ, mọi người đều nghe thấy. Diệp Phàm biết tên này cố ý, trừng mắt nhìn anh ta, hừ nói. Chỉ có từng này, thế này đi, cậu cầm lấy một bao còn lại để chúng ta hút là được. Còn rượu ấy à, không có đâu. Keo kiệt, Trần Quân tay chân lanh lẹ đưa tay nhận lấy thuốc, vừa nói thầm một câu. Tuy nhiên, lần này nói thầm rất nhỏ. Keo kiệt hả, vậy thì cậu đừng lấy bao thuốc này nữa. Động tác Diệp Phàm cũng không chậm,
bao thuốc vừa ở trên tay Trần Quân đã bị tên này ngay lập tức lấy về. Anh hai à, chỉ còn có một bao anh còn lấy lại, còn để thằng em này sống không hả? Trần Quân cuống lên, thậm chí còn nhận là thằng em. Trần Quân, cậu còn trẻ, uống rượu làm gì, uống rượu khổ lắm đấy, đừng uống rượu hút thuốc làm gì hỏng người ra. Chúng tôi già rồi, hỏng thì cũng hỏng rồi, cậu thì phải kiềm chế một chút. Cố Thiên Kỳ óng ẹo cười nói, trêu đùa Trần Quân. Hay là như vậy đi, anh cố thấy khổ thì để thằng em này chịu khổ thay cho anh, thế nào? Chia sẻ ưu phiền cùng lãnh đạo cũng chính là việc cấp dưới như tôi phải làm mà. Các vị tướng quân, nỗi khổ của các vị Trần Quân tôi đồng ý chịu thay. Trần Quân cười gượng, tay vươn đến bao thuốc của Cố Thiên Kỳ. Sao thế được, làm lãnh đạo càng phải gánh vác trách nhiệm, sao có thể đẩy khổ sở cho cấp dưới gánh vác được, lãnh đạo như vậy là vô trách nhiệm lắm đấy. Cố Thiên Kỳ tôi cũng không muốn làm loại lãnh đạo ấy đâu. Cho nên, cái khổ này cứ để mình tôi chịu. Cố Thiên Kỳ gạt một cái, lại đẩy tay Trần Quân về. Ha ha ha. Mọi người thấy hai người này đẩy tới đẩy lui, toàn bộ đều cười rất vui vẻ. Được rồi Trần Quân, trong cốp xe phía sau của tôi còn có ít hàng. Mang lên, mỗi người hai bình, cậu cũng được thêm. Diệp Phàm phất phất tay. Vẫn là đại ca hào phóng. Anh xem ông cố đi, đúng là một tướng quân keo kiệt. Trần Quân lon ton vừa cười vừa chạy ra bên ngoài lấy rượu và thuốc lá. Tất nhiên, mọi người đều vui cười hớn hở nhận lấy quà của Diệp Phàm. Các vị lãnh đạo, người ta có câu ăn của người thì phải làm cho người. Ha ha, các vị hiểu ý này chứ? Diệp Phàm lúc này cười khan một tiếng, nói. Ý gì, chẳng lẽ bí thư Diệp muốn chúng tôi mở cửa sau sao? Mặt quân đoàn trưởng Hầu cứng đờ, trong lòng nhủ thầm quả nhiên rượu này không dễ uống, thuốc này hút cũng không yên tâm. Một chút chuyện nhỏ, gần đây tại trấn Khê Sơn địa khu Nam Lĩnh. Diệp Phàm nói vắn tắt câu chuyện, cũng nói ra mục đích của mình. Nhà máy sữa Nguyệt Thần hợp tác với chúng tôi, cái này, nếu như nói nhà máy này là do doanh nghiệp nước ta đầu tư vào thì cũng không tệ. Anh cũng nói rồi đấy, không cần chúng tôi bỏ ra đồng nào, chỉ là gắn mác. Dù sao chúng tôi cũng phải mua sữa, chỉ cần sữa bọn họ sản xuất phù hợp với điều kiện của chúng tôi, thì cũng không phải chuyện gì quá khó. Chỉ có điều, vừa rồi nghe anh nói tập đoàn sữa Nguyệt Thần này là Hoa Kiều Australia đầu tư. Cái này, sẽ không có một loạt vấn đề trải ra trước mặt chúng ta đấy chứ. Hợp tác với bên ngoài, không dễ giải quyết đâu. Vấn đề này, có chút nghiêm trọng. Lâm Hồng ngẫm nghĩ một chút, nói. Tôi biết, cho nên... Tập đoàn Thủy Châu Bàn Đế cũng sẽ giữ cổ phần. Cổ phần có lẽ sẽ xấp xỉ với số chủ tịch toàn Thành Lâm nắm giữ. Nhiều nhất là ít hơn vài phần trăm thôi. Diệp Phàm nói, nếu có doanh nghiệp trong nước tham gia thì chuyện này sẽ dễ làm hơn rồi. Thao tác cũng linh hoạt hơn. Tất nhiên, hợp tác chỉ dừng lại ở phương diện chế phẩm sữa. Lâm Hồng gật gật đầu, nhìn Cố Thiên Kỳ, quân đoàn trưởng Hầu một cái, hỏi. Các anh thấy thế nào? Tôi không có ý kiến gì, cũng không phải hợp tác sản xuất bom đạn, ngay cả những thứ này tôi thấy cũng có thể hợp tác. Không phải nước ta cũng hợp tác với Racer một số dự án hay sao, còn hợp tác nghiên cứu chế tạo phi cơ quân dụng, với các quốc gia khác nữa mà. Sữa cũng không phải là chuyện gì lớn, về vấn đề thao tác tuy nói có chút khó khăn, bởi vì là đầu tư từ bên ngoài. Nhưng, vẫn có thể giải quyết được. Trịnh Phương lại giành nói trước, Diệp Phàm người ta đã ra mặt. Trịnh Phương sao có thể cự tuyệt? Ừ, chỉ là dự án sữa thì thật ra không khó. Tất nhiên, nếu là hợp tác như vậy, chúng ta cũng phải phái tầm 2-3 người đi giám sát sản xuất. Quân đoàn trưởng Hầu gật đầu nói. Việc này, cuối cùng trao đổi thêm một hồi, liền quyết định ngay trên bàn rượu. Tất nhiên, Diệp Phàm biết, mọi người nể mặt hắn. Nếu như là Kiều Báo Quốc, nhất định không xong việc. Tuy nhiên, sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Kiều Báo Quốc khá uể oải nói. Em rể, việc này, phiền toái rồi, ôi. Sao cơ, chẳng lẽ toàn Thành Lâm không đồng ý hợp tác với quân đội? Diệp Phàm hỏi. Chủ tịch toàn muốn hợp tác đấy, chỉ là có điều băn khoăn. Dù sao, hợp tác sản xuất với bên quân đội, tuy nói chỉ là gắn cái mác, nhưng, người ta vẫn sợ. Trước giải phóng có lời đồn là Tổng Cộng sản Tổng Cộng vợ. Hiện tại tuy đã cải cách nhiều năm, nước ta cũng đã mở rộng giao lưu với nước ngoài, tuy nhiên,
đề cập đến vấn đề hợp tác sản xuất giữa quân và dân người ta vẫn không nắm vững chính sách hiện giờ lắm. Kiều Báo Quốc nói, ừ, Chủ tịch Toàn có băn khoăn như vậy cũng là hợp lý. Cái này, phỏng chừng chẳng những lo lắng về chúng ta, mà còn lo lắng chính phủ Australia nói này nói nọ chuyện này. Dù sao, một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, hợp tác sản xuất với quân đội ngoại quốc cũng chẳng ra làm sao cả. Diệp Phàm tỏ ra thông cảm. Lời Phó Chủ tịch Phu Tín Lễ nói có phải là thật không, có chứng cứ không? Diệp Phàm lại hỏi chuyện khác. Cục trưởng Kiến Thần gọi điện cho Phó Chủ tịch địa khu, cho nên, nể mặt mũi ông ta, Phó Chủ tịch địa khu thật ra cũng khá phối hợp. Chúng tôi lập tức liền phái người đi ra xung quanh để tìm hiểu. Việc này, đã tìm đủ nhân chứng vật chứng, còn có chứng minh liên quan của Cục Đất Đai. Kỳ thật, chuyện này cũng có thể nói có chút không thỏa đáng. Lúc trước, Ban Quản lý thôn Khê Sơn Trấn Khê Sơn khu Nam Lĩnh thuộc địa khu Nam Lĩnh cũng biết mảnh đất này không thuộc phạm chủ ruộng cơ bản. Chỉ là quy định bảo vệ chính thức bảo vệ ruộng cơ bản được chế định vào năm 1998, căn cứ vào luật nông nghiệp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và luật quản lý đất đai của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mà khi đó chuyện vây đê sớm hơn, là năm 1993. Sau đó người dân thôn thấy mảnh đất bị vây bởi triền núi Khê Sơn này và bãi sông thu hoạch rất được mùa, liền đề nghị tính vào ruộng đất của thôn. Kết quả, lúc chia đất đã chia cho, sau đó, khu Nam Lĩnh tự nhiên sẽ xếp mảnh đất này vào phạm chủ ruộng cơ bản. Kỳ thật, dựa vào sự kiểm chứng của chúng tôi, mảnh đất này trên căn bản chính là đất hoang. Bởi vì lúc trước mọc đầy toàn cỏ lau và thực vật có gai, tuyệt đại bộ phận mảnh đất thuộc về chỗ bãi sông. Là nơi vô chủ, theo lý mà nói hẳn là thuộc đất quốc hữu. Chỉ có 20% là thuộc đất triền núi, là đất của thôn Khê Sơn. Kiều Báo Quốc nói. Chương 2310, nhanh chóng hành động. Việc này đúng là kỳ lạ thật. Dù đó có là đất hoang thì sao chính quyền thị trấn Khê Sơn lại có thể dương mắt lên nhìn một bãi ven sông rộng như thế bị người dân thôn Khê Sơn chiếm đoạt. Sau đó khu đất trống quanh đê đã biến thành một khu đất tốt, nuôi trồng lúa nước rất ổn. Một bãi ven sông như vậy thì chính quyền khu Nam Sơn nên thu về thành tài sản quốc hữu mới đúng. Sao lại để cho người dân thôn Khê Sơn lọt qua được khe hở đó? Diệp Phàm có chút thắc mắc hỏi lại. Những chuyện bên trong thì rất phức tạp, lại còn liên quan đến các hành vi phạm pháp nữa. Theo tìm hiểu ban đầu thì thị trưởng thị trấn đó là Trần Khảo Quốc, em rể ông ta là trưởng thôn Khê Sơn. Trưởng thôn Khê Sơn nhắm được khu rất đó, muốn lấy về làm xưởng cho thuê. Tuy nhiên vì 70% khu đất đó được hình thành từ đất bãi xong nên muốn chính thức thực hiện kế hoạch kia cần phải nhận thầu trước chính quyền thị trấn Khê Sơn, mà tiền thầu thì lại không thấp. Vì thế ông ta đã xoay một vòng, cùng hợp tác bí mật hành động với người anh rể Trần Khảo Quốc. Trưởng thôn Trần Hùng lộ diện, ngấm ngầm biến khu đất đó thành đất thuộc thôn Khê Sơn, lại còn mô phỏng đề ra quy định phân đất. Thực ra là đều phân đất đến tay bạn bè hoặc những người trong thôn có quan hệ tốt với ông ta. Mọi người đều biết anh rể của Trần Hùng là Trần Khảo Quốc, hơn nữa bí thư đảng ủy Nam Lĩnh khi đó là Nạp Lan Nhược Phong và Trần Khảo Quốc lại có mối quan hệ rất tốt với nhau. Người trong thôn đều không phục nhưng không có ai dám ra mặt gây sức ép về việc này. Mặt khác khu đất đó vốn cũng là của nhà nước. Nếu người trong thôn một mực gây sức éo thì cuối cùng khu đất đó chắc chắn sẽ bị nhà nước thu hồi. Có gây sức éo cũng không có tác dụng gì, người ta lại là thổ bá ở đó. Làm gì có ai dám đụng vào. Trần Hùng phân khu đất đó cho những người có quan hệ với hắn, sau đó lại đưa cho họ chút tiền. Thế là khu đất đó biến thành tài sản riêng của Trần Hùng. Ông ta đã xây hai khu xưởng trên mảnh đất đó, một cái là xưởng gạch, cái còn lại là xưởng đá. Số đất không dùng đến thì cho một ông chủ thuê lại. Tiền thuê đất một năm cũng không ít. Ông chủ thuê đó cũng hiểu được mối quan hệ giữa Trần Hùng và Trần Khảo Quốc nên dù tiền thuê có hơi đắt nhưng vẫn tự nguyện. Ít nhất là xây xưởng ở đó có thể trốn thuế mà Trần Hùng thì lại là thổ bá ở đó. Mảnh đất đó dĩ nhiên thuộc quyền quản lý của ông ta. Làm gì có tên mù mắt nào dám đến gây chuyện, các ông chủ khác thấy chỗ lợi như thế cũng kéo đến. Kết quả là chủ tịch hội đồng quản trị đã nhắm khu đất đó. Khi đó tôi vội giữ chủ tịch hội đồng quản trị lại nên đã có chút sai sót về lý lịch của khu đất đó. Mặc dù khi đó đảng ủy khu Nam Lĩnh đại diện cho tập đoàn sản xuất sữa đã ký hợp đồng với thôn Khê Sơn về khu được gọi là đất nông nghiệp đó. Thế nhưng kết quả là vẫn phát sinh những việc này.
Kiều Báo Quốc nói, giọng điệu ông ta đầy hối hận. Nói như vậy thì khu đất này căn bản còn tồn tại rất nhiều các yếu tố bất hợp pháp. Chúng ta hoàn toàn có thể căn cứ vào nguồn gốc mà lật lại từ đầu. Chúng ta cần làm sáng tỏ cái được gọi là đất nông nghiệp cơ bản đó, biến nó thành đất ven sông. Thêm nữa khi đó vì hai tập đoàn Toàn Đống và Thủy Châu hợp tác xây dựng xưởng nên vì dụng quân, ông đã nóng vội. Như thế, ông không những không sao mà lại còn lập công nữa. Chuyện này còn có một chút rắc rối. Muốn lật lại thì tôi sẽ phải lôi ra chuyện cũ. Đến lúc đó Trần Khảo Quốc và Trần Hùng chắc chắn sẽ lật lọng. Trần Quốc Khảo bây giờ là ủy viên thành ủy Nam Lĩnh, lãnh đạo cũ của ông ta, tôi đã vừa nói rồi đó. Đó chính là Nạp Lan Nhược Phong phó bí thư quản lý xây dựng nhà đất và đô thị của tỉnh. Ông nói xem, trong chuyện này liệu có bóng dáng của Nạp Lan Nhược Phong không? Diệp Phàm hỏi, đột nhiên hắn thấy giật mình. Rất có khả năng, tôi sẽ gọi điện cho bố tôi. Nghe nói chuyên viên hành chính của khu vực Tam Dương là Lưu Kỳ Lâm chính là một trợ thủ đắc lực của Nạp Lan Nhược Phong. Hai người bọn họ còn là bạn học cũ của nhau. Bố tôi phân tích rồi đặt ra câu hỏi liệu có phải là đã giao dịch gì với nhau không? Về sau họ lợi dụng việc này nên đã đẩy tôi và Điền Chí Không đi. Nói cách khác là họ bôi nhỏ tôi, khiến tôi không có cơ hội cạnh tranh cái chức bí thư địa ủy hoặc bí thư thị ủy Đức Bình. Nghe nói Nạp Lan Nhược Lan một mực cố gắng để Lưu Kỳ Lâm ở Tam Dương đảm nhận một trong hai chức đó. Tuy nhiên bây giờ khu vực Nam Lĩnh cũng đã quyết định để Lưu Trần Thiên từ Đức Bình tới đảm nhận chức bí thư tỉnh ủy của khu vực. Trong chuyện này có lẽ cũng có tác động của trưởng ban tổ chức văn phòng tỉnh Lưu Minh Châu. Mặt khác Lưu Kỳ Lâm muốn ngồi lên cái ghế bí thư thị xã Đức Bình cũng khá khó. Phí Mãn Thiên tất nhiên là hiểu được lai lịch của tôi vì vậy không thể viện vào chuyện này mà cắt chức tôi được. Ông ta chỉ có thể tạm thời đình chỉ tôi thôi. Đợi sóng gió qua đi, nhà họ Kiều chắc chắn sẽ ra tay giải quyết việc này. Tuy nhiên nếu như vậy, tôi sẽ mất cơ hội ngồi lên chiếc ghế bí thư thị ủy. Chúng ta thậm chí còn không có cả cái cớ bất mãn với nhà họ Phí. Cuối cùng người ta sẽ bỏ qua chúng ta mà chúng ta vẫn phải cảm ơn họ. Kiều Báo Quốc nói, nếu thật sự là như vậy thì việc ông lật lại sẽ khó rồi. Nhưng cũng có thể không đúng như vậy. Biết đâu chỉ là Nạp Lan Nhược Phong hoặc một người nào đó bên tỉnh đã sai người âm thầm ra tay. Tôi nghĩ có khi nào việc này có khi nào liên quan đến đồng chí Kim Thụ Dương mà bố vẫn ủng hộ để vào ban tổ chức trung ương không? Nếu như các tập đoàn hoặc các phái khác nhau của Kiều Gia Đại Viện ra tay, sai người chơi xấu ông để cho Kiều Gia Đại Viện rơi vào tình thế khó xử. Mà bọn họ lại còn đục nước béo cò, cho rằng Kiều Gia Đại Viện sẽ bỏ rơi Kim Thụ Dương để giải quyết việc của ông. Dù sao thì đem so sánh ông và Kim Thụ Dương, ai quan trọng hơn ai không cần nói cũng biết. Bỏ rơi Kim Thụ Dương để giải quyết cho ông là việc mà bọn họ cho rằng Kiều Gia Đại Viện sẽ làm, từ đó mà họ đạt được mục đích của mình. Liệu có khi nào khả năng này xảy ra hay không? Diệp Phàm hỏi. Việc này tôi không dám đoán bừa. Đây là việc của cấp trên, bố tôi nói rất phức tạp. Các tình tiết bên trong còn chưa sáng tỏ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mấu chốt là tìm không ra người đứng đằng sau. Nếu như tìm được ra ông ta thì tốt rồi. Thời buổi bây giờ, một cái tem trong tay người dân cũng chẳng có tác dụng gì. Anh có ngoại giao thế nào, gây sức ép thế nào, cuối cùng cũng chẳng có ai quản anh cả. Tuy nhiên nếu rơi vào tay một số người thì lại có thể bôi nhỏ cán bộ khác, thậm chí là có thể tước cái ghế họ đang ngồi. Vì thế muốn tra ra người nào đứng đằng sau quả thật rất khó. Bố tôi bảo tôi không cần đi tra làm gì. Lao tâm khổ tứ mà lại mệt người ra. Một khi đợt điều động nhân sự này kết thích, cục diện của toàn tỉnh sẽ được hé mở. Chắc chắn sẽ tìm được manh mối trong đó. Bố tôi cũng đã nói, việc cấp thiết nhất hiện nay là việc của trưởng ban Kim. Về phía tôi thì ông ta nói chỉ có thể cho tôi phối hợp với ông cùng giải quyết. Kiều Báo Quốc không khỏi cúi đầu xuống. Bởi vì chỉ trong vòng một ngày Diệp Phàm ở Thủy Châu đã điều tra ra nhiều việc như vậy, khiến cho Kiều Báo Quốc cũng được mở rộng tầm mắt. Bây giờ tuy là có chút không cam tâm nhưng chí ít thì miệng vẫn phải nói là phối hợp với Diệp Phàm. Cha thì không cần cha nữa. Tuy nhiên việc này chúng ta vẫn phải chuẩn bị. Dự án sữa bò giữa hội đồng quản trị và bên căn cứ Vịnh Lam Nguyệt cần phải được quyết định. Việc này sẽ có tác dụng giải thích cho một số lỗi khi đó ông đã mắc phải. Thứ hai là chúng ta phải lật lại toàn bộ sự việc. Có chiến đấu cũng phải chiến đấu đến cùng. Có phải là Nạp Lan Nhược Phong hay không chúng ta cũng phải đấu với ông ta? Diệp Phàm nói. Được,
Tôi sẽ nghe ông, muốn đấu cũng phải đấu đến cùng. Mẹ kiếp, Nạp Lan Nhược Phong thì làm sao, cho dù bọn họ có mưu đồ hại tôi thì dù thế nào cũng lật lại chuyện này được. Kiều Báo Quốc nói với vẻ đầy kích động. Gác điện thoại xuống, Diệp Phàm lập tức gọi cho Triệu Thiết Hải của Sở Công an tỉnh và Hạ Hải Vĩ bên Ủy ban Kỷ luật. Không lâu sau hai người họ đã đến chỗ của Diệp Phàm. Diệp Phàm kể lại chuyện về khu đất thôn Khê Sơn thị trấn Khê Sơn thuộc khu Nam Lĩnh một lượt. Nếu quả thực chuyện này có liên quan đến bí thư Nạp Lan thì muốn lật lại chuyện này quả thực là khó rồi. Nếu chuyện này mà còn liên quan đến cấp trên nữa là bí thư Phí thì chúng ta không lật lại được đâu. Chuyện này dù thế nào chúng ta cứ đi thăm dò trước là được rồi. Còn nếu công khai điều tra thì e rằng phía bên Trần Khảo Quốc sẽ hủy hết mọi chứng cứ rồi. Tôi thấy chỉ còn cách. Hạ Hải Vĩ nói đến đây thì nhìn Diệp Phàm. Tôi đã sai Vương Triều sang chỗ đó giải quyết một việc khác rồi, tạm thời anh ta không thể để lộ thân thế được. Bên này chỉ có ông và Thiết Hải, rõ ràng là không đủ sức. Bởi vì thời gian không cho phép chúng ta đánh lâu dài nữa mà phải nhanh chóng xuất đao dẹp loạn, tranh thủ trong vòng vài ngày có thể ran gay được kết quả. Vì thế việc này tôi chỉ có thể áp dụng những biện pháp phi nguyên tắc. Tôi không tin rằng những mối quan hệ giữa Trần Hùng và các bằng hữu lại bền chặt. Chuyện này, hai ông công khai còn tôi và Lý Cường sẽ âm thầm ra tay. Hơn nữa Cục trưởng Cục Công an Nam Lĩnh là Tằng Hoa lại là người của đại ca tôi. Người này còn mắc nợ tôi. Các ông đến Nam Lĩnh có thể hoàn toàn dùng người của anh Tằng để tung lưới. Có lẽ trong quá trình thẩm vấn, Trần Hùng sẽ kín kẽ không hé răng, nhưng tôi tin rằng mấy thuộc hạ gân cốt của tôi sẽ trị được hắn. Diệp Phàm đã trực tiếp sắp xếp đâu vào đó. Tôi sẽ nghe theo lời bí thư Diệp, Triệu Thiết Hải tôi là một thanh đao, cần người thì tôi sẽ làm còn tung đao tung quyền thì để Diệp ca là được rồi. Triệu Thiết Hải nói rất ngắn gọn. Được, chúng ta lập tức chia nhau ra hành động. Diệp Phàm gật đầu, gọi là anh cũng tức là Tổng Giám đốc Tập đoàn Bạch Đế là Diệp Cường, còn có đại diện phía quân đội phái Lam Nguyệt Loan Cơ, do Trần Quân dẫn đầu đã tiến thẳng đến Nam Lĩnh. Vì phải loại bỏ những mối liên quan đến Australia, tức là tập đoàn bản đế cũng sẽ dính líu đến. Đến lúc đó hình thành một doanh nghiệp có bản địa tham gia, lại thêm đầu tư nước ngoài thì nhà máy do ba bên quân đội hợp tác sẽ dễ tiến hành hơn. Tin rằng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Toàn nhìn thấy tập đoàn bản đế gia nhập vào thì cũng sẽ bớt băn khoăn. Dù gì thì tập đoàn bản đế cũng có chút tiếng tăm ở phía Nam rồi. Hơn nữa mấy công ty thuộc tập đoàn bàn đế cũng là các xí nghiệp bán quân sự hợp tác cùng nhà nước sản xuất thạch giao. Cái này tất nhiên là giao dịch bí mật giữa Diệp Phàm và Tổ A. Trên danh nghĩa thì không phải là Tổ A mà trong giao dịch ngầm là bên Bộ Quốc phòng. Nếu có tra ra xí nghiệp hợp tác ba bên này thì cũng chẳng có chuyện gì cả. Bởi vì một loạt các chuyện xảy ra gần đây, toàn Thành Lâm đã rót xuống Khê Sơn Nam Lĩnh gần 200 triệu, tất nhiên là thấy sót số tiền ấy rồi. Cho nên hai ngày nay Chủ tịch Hội đồng Quản trị Toàn đã dẫn luật sư và các nhân viên quản lý của tập đoàn về khách sạn Nam Lĩnh để tập trung phân tích diễn biến tình hình. Một giờ chiều Diệp Phàm đã đến thủ phủ Nam Lĩnh. Chương 2311, làm cho người ta không thể không quy chụp. Kiều Báo Quốc đã chờ ở nhà khách Nam Lĩnh từ trước, Diệp Phàm cùng anh trai Diệp Cường bước vào. Mà Hạ Hải Vĩ cũng bí mật đưa người đến thị trấn Nam Lĩnh điều tra. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Toàn. Đây là em rể tôi Diệp Phàm, hiện giờ là bí thư Thành ủy Đồng Lĩnh. Kiều Báo Quốc nghiêm túc giới thiệu. Toàn Thành Lâm rõ ràng hơi sững sờ, tuy nhiên lập tức cười chào. Là bí thư Diệp của Đồng Lĩnh, xin chào. Tôi cũng đã từng đến Đồng Lĩnh, đó là một nơi rất tốt. Tuy nhiên, Toàn Thành Lâm cũng không tin Diệp Phàm là bí thư Thành ủy, mà chỉ là phó bí thư. Bây giờ giới thiệu, thì chức phó cũng giới thiệu là bí thư. Toàn Thành Lâm Duy nói là Hoa Kiều ở Australia nhưng ở Trung Quốc cũng không ít năm, nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Hơn nữa, đối với một số việc trong thể chế cũng có chút hiểu biết. Dù sao, thương nhân không thể nào tách rời khỏi chính khách. Một thương nhân thành công phải biết giao tiếp với các lãnh đạo. Bởi vì, rất nhiều mấu chốt trong kinh doanh đều là do các lãnh đạo mang đến. Cho nên... Tổng Giám đốc Toàn vừa nghe thấy Diệp Phàm trẻ tuổi như vậy có thể leo lên đến vị trí bí thư Thành ủy quả thực có chút khiếp sợ. Toàn Thành Lâm biết được sau lưng người thanh niên này có lẽ sâu không lường được. Hoặc là nói như trong truyền thuyết là cách mạng đời thứ ba. Ha ha, xin chào Chủ tịch Hội đồng Quản trị Toàn. Diệp Phàm cũng giơ tay ra bắt tay Toàn Thành Lâm,
sau đó chỉ vào Diệp Cường nói. Tổng Giám đốc Toàn, đây là Chủ tịch Tập đoàn Bàn Đế Thủy Châu Diệp Cường, đối với chế phẩm từ sữa của Tổng Giám đốc Toàn, Tổng Giám đốc Diệp cũng thấy hứng thú. Tập đoàn Bàn Đế, xin chào Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Toàn Thành Lâm dù giàu có nhưng cũng rất khiêm tốn, không tự cao tự đại. Hà Bên nói chuyện vài câu rồi ngồi xuống. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Toàn, hôm nay không nói dài dòng, cứ nói thẳng về sản phẩm sữa của Tập đoàn Anh. Chuyện xảy ra ở thị trấn Khê Sơn đã đem đến cho sản phẩm sữa của tập đoàn của Chủ tịch Toàn một chút phiền toái. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay cơ bản đã được giải quyết xong. Chủ tịch Hội đồng Công ty Sữa Nguyệt Thần. Cho nên, Chủ tịch Toàn tính tiếp tục ở xây dựng công ty sữa ở đây hay là thế nào? Diệp Phàm nói thẳng, đương nhiên, đối với chuyện này cũng không cần phải giải thích nhiều, tin rằng Toàn Thành Lâm sẽ không hiểu. Bí thư Diệp, theo điều tra của chúng tôi. Khu ruộng ở Thông Khê cư thuộc phạm vi bảo vệ đồng ruộng của các anh. Không thể nào bị trưng dụng, mà chúng tôi đã đầu tư hơn 2 tỷ, 10 triệu trước mắt chúng tôi có thể xem xét bảo qua. Tổ tiên tôi là người Trung Quốc, việc này coi như là chúng tôi cống hiến một chút vì đồng bào. Thiệt thì thiệt nhiều, tôi hy vọng Ủy ban Nhân dân và Địa ủy Nam Lĩnh có thể thực hiện lời hứa với chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần thu hồi 200 triệu đầu tư giai đoạn trước là được. Toàn Thành Lâm vừa nói là Diệp Phàm hiểu ý ngay, hóa ra Chủ tịch Toàn sợ hãi muốn rút vốn. Chẳng lẽ các ông không cân nhắc đến việc tiếp tục đầu tư? Diệp Phàm hỏi. Hiện giờ trong tình hình này, Bí thư Diệp, anh nói một chút, bảo chúng tôi làm sao yên tâm tiếp tục đầu tư. Kinh doanh lấy chữ tín làm đầu, tôi hy vọng Địa ủy và Ủy ban Nhân dân Nam Lĩnh có thể thực hiện đúng theo thỏa thuận ban đầu. Nếu không chúng tôi sẽ thực hiện lên tòa án. Đương nhiên. Đây cũng là nước đường cùng, chúng tôi cũng không muốn lên công đường. Đây là điều mà chúng tôi cũng không muốn. Toàn Thành Lâm vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ha ha, tôi muốn nhắc nhở Tổng Giám đốc Toàn kinh doanh thì có lỗ có lãi, phiêu lưu gắn chặt với lợi ích. Trên đời này, rất khó tìm một cách kiếm tiền mà không có một chút phiêu lưu mạo hiểm, được gọi là tay không bắt giặc. Chuyện trái pháp luật thì chúng ta không nói, nếu Tổng Giám đốc Toàn dám đưa lên tòa án thì chưa chắc các ông đã thắng. Thứ hai là mặc dù các ông thắng thì trong khoảng thời gian ngắn muốn lấy lại 200 triệu cũng không thể nào có được. Các ông kéo dài không nổi, làm không nổi, đương nhiên điều tôi nói không phải là Tổng Giám đốc Toàn không nghĩ đến. Ý của tôi không phải là như thế, chỉ cần Tổng Giám đốc Toàn đồng ý tiếp tục hợp tác, Tập đoàn Bàn Đế tình nguyện đưa ra một số vốn để hợp tác đầu tư kinh doanh. Ví dụ như nếu ông cảm thấy vẫn còn bất ổn thì Tập đoàn Bàn Đế có thể bỏ 300 triệu tiền vốn. Các anh nếu không thêm thì chỉ cần đầu tư 200 triệu từ trước. Việc này đương nhiên sau này cổ phần khống chế của Tập đoàn Sữa Nguyệt Thần sẽ không phải là Tập đoàn Thiên Hải Australia các ông mà là Tập đoàn Bàn Đế Thủy Châu của Trung Quốc. Diệp Phàm nói. Nhất thời Toàn Thanh Lâm vẻ mặt có chút khó coi. Đây là không có logic rồi, đất không thể dùng, chúng tôi đầu tư 200 triệu xây dựng nhà máy cùng ký túc xá đành bỏ không, các anh còn muốn chúng tôi tiếp tục đầu tư. Đây không phải là ép chúng tôi ném tiền vào vũng bùn sao? Đây là cái gì, Bí thư Diệp, nếu các anh có thái độ này tôi nghĩ chúng tôi đành phải đi đến tòa án vậy. Cho dù chúng tôi phải làm gì đó, chúng tôi cũng sẽ tìm luật sư giỏi nhất. Lúc này một người thanh niên bên cạnh Toàn Thanh Lâm tức giận nói. Hơn nữa, khá ngạo mạn chỉ vào mấy người anh nói. Các vị này cũng là luật sư mà chúng tôi mời đến. Tin rằng ông ta sẽ cho các anh biết thế nào là pháp luật, thế nào là chữ tín. Toàn Đống, chớ nói lung tung. Toàn Thành Lâm nhắc nhở một câu sau đó nhìn Diệp Phàm nói. Có chuyện này tôi không hiểu, nếu bây giờ mảnh đất ở Khê Sơn đã là vũng bùn, vậy tại sao Tập đoàn Bàn Đế lại đồng ý đầu tư khoản vốn lớn như vậy? Đây không phải rõ ràng nước đổ lá khoai sao? Tôi tin tưởng Tập đoàn Bàn Đế cũng nhìn thấy điều này. Toàn Thành Lâm là tên giảo hoạt trên thương trường, lời Diệp Phàm nói lúc nãy làm y chú ý. Toàn Thành Lâm chú ý đến nguyên nhân của chuyện này. Đây đương nhiên cũng là điều mà Diệp Phàm mong muốn, coi như Toàn Thành Lâm mắc câu rồi. Do đó Diệp Phàm đem hết kế hoạch nói ra. Diệp Phàm tin rằng chuyện quân đội vừa nói ta chắc chắn Toàn Thành Lâm không muốn Tập đoàn Bàn Đế nắm cổ phần khống chế nữa. Ha ha, việc này đương nhiên là có nguyên nhân, nếu Tổng Giám đốc Toàn đồng ý nghe. Bí thư Diệp có thể tiếp tục giải thích cho ông một chút. Diệp Cường cười nhạt, có vẻ thần bí nói. Đương nhiên là đồng ý.
Bí thư Diệp anh tiếp tục đi, tôi đang lắng nghe. Toàn Thành Lâm không ngờ thản nhiên cười bởi vì y cảm giác được. Không chừng chuyện xấu có thể biến thành tốt. Đúng thế, vì giải quyết chuyện mảnh đất kia, chúng tôi đã liên lạc với căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu. Bọn họ đang xem các tư liệu về sản xuất sữa của các anh, sau đó cũng có ý hợp tác sản xuất sữa. Diệp Phàm nói đến đây chỉ vào Trần Quân giới thiệu. Hiện giờ tôi giới thiệu với Chủ tịch Hội đồng Quản trị một chút, vị này chính là đại diện có căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Phó Sư đoàn trưởng Trần Quân. Tin rằng chuyện quân đội cùng hợp tác để xây dựng nhà máy sản xuất sữa trước đây Chủ tịch Địa khu Kiều đã nói qua với các anh. Lúc ấy nghe nói các ông có băn khoăn, tôi nghĩ chỉ là việc bình thường, tuy nhiên, hôm nay họ đến đây để giải thích mọi chuyện. Trần Quân lấy ra các tài liệu liên quan đến việc hợp tác sản xuất sữa. Có tư lệnh Lâm Hồng của tập đoàn Quân thứ hai ký và viết giấy ủy quyền cùng các tài liệu liên quan. Toàn Thành Lâm sau khi nhận lấy rất nghiêm túc xem xét, sau đó đưa cho mấy người bên cạnh. Ước chừng 2 tiếng trôi qua, họ yêu cầu một căn phòng nhỏ khác để nghiên cứu một chút, sau đó quay trở lại phòng họp. Bí thư Diệp, chúng tôi còn có một vấn đề không rõ. Quân đội hợp tác thì có thể, nhưng chúng tôi không có mảnh đất thì làm sao triển khai? Lúc này Toàn Đống, con trai của Toàn Thành Lâm hỏi. Ha ha, tin rằng luật sư của các cậu đã nghiên cứu cơ bản về chính sách bảo vệ ruộng đất của chúng tôi. Có một phần dành riêng cho quân đội, nói là nếu quân đội thật sự cần đất thì có thể xin chính quyền. Hơn nữa, điều kiện bồi thường cũng từ từ. Chúng ta nói rõ đi, thật ra, mảnh đất ở Khê Sơn còn có hiện tượng vi phạm quy định. Trong chuyện này có liên quan đến một số cán bộ có hành vi vi phạm quy định, cấp trên cũng đang tiến hành điều tra. Tôi hy vọng các anh có thể giữ bí mật, cũng là vì Nguyệt Thần có phải không? Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc nói. Nếu các anh thật có thể làm vậy thì chúng tôi có thể suy nghĩ lại chuyện tiếp tục đầu tư. Đầu tiên như bí thư Diệp đã nói, các anh phải cam đoan giải quyết chuyện đất đai, hơn nữa phải hợp pháp. Thứ hai, chuyện hợp tác với căn cứ Vịnh Lam Nguyệt giới hạn trong việc dùng sản phẩm của công ty. Điều khoản phải rõ ràng, nếu quân đội không đầu tư thì chúng tôi đồng ý chuyện chuyên cung cấp sản phẩm sữa cho căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Trong quá trình đó bọn họ có thể cử ra người để giám sát. Chẳng qua, trong việc giữ bí mật kỹ thuật thì hy vọng quân đội có thể làm được. Việc này là gốc rễ của tập đoàn Thiên Hải chúng tôi, đối với mỗi công ty đều là vấn đề được bảo mật tuyệt đối ý. Đương nhiên cũng suy tính từ góc độ các anh, còn tập đoàn Bàn Đề một khi thỏa thuận được điều kiện. Tôi nghĩ, quyền khống chế Nguyệt Thần vẫn là cho chúng tôi. Tất nhiên điều kiện thứ ba là tập đoàn Bàn Đế phải đầu tư một phần vốn. Mức cụ thể chúng ta sẽ đàm phán rồi quyết định. Toàn Thành Lâm nói. Tiếp theo, ba bên chính thức ngồi vào bàn đàm phán. Toàn Thành Lâm thấy trong này rất nhiều lợi nhuận. Căn cứ Vịnh Lam Nguyệt có số quân nhân không phải là nhỏ. Theo hợp đồng thì số lượng sản phẩm cung cấp gần như chiếm gần hết 30% công suất của Nguyệt Thần. Chỉ với lợi nhuận này cũng có thể phát triển Nguyệt Thần. Các sản phẩm khác ở Nam Lĩnh mặc dù không nhiều nhưng chắc chắn không lỗ vốn. Chuyện tốt như vậy đương nhiên Toàn Thành Lâm không thể để tập đoàn Bàn Đế cầm đầu to. Thật ra, Diệp Phàm cũng không muốn tập đoàn Bàn Đế lên mặt, nếu việc này thực sự đặt lên bàn thì Diệp Phàm không thể không tư lợi vì anh trai. Hôm nay bảo Diệp Cường đến đây chỉ vì chuyện góp tiền, muốn cho Toàn Thành Lâm một viên thuốc an thần, giải quyết chuyện công ty sữa Nguyệt Thần. Mà quân đội tham gia vào Nguyệt Thần lại là một cái khóa an toàn nữa, tương đương hai bảo hiểm rồi. Toàn Thành Lâm không thể không động tâm. Trong chuyện này là Diệp Phàm giúp Kiều Báo Quốc giải quyết, cũng không muốn bất luận lợi nhuận gì. Chương 2312, làm việc suốt đêm. Nếu Toàn Thành Lâm cảm thấy được, thì Bàn Đế không đầu tư cũng được. Hơn nữa, theo tính toán của Diệp Phàm thì cũng chẳng đầu tư được bao nhiêu. Bởi vì, điểm kinh doanh của Bàn Đế không ở mặt này. Hơn nữa, lời nói rất đáng sợ. Sau khi ăn tối xong, nghỉ ngơi một chút cũng đã đến 8 giờ. Diệp Phàm lặng lẽ đến một căn miếu ở một góc vắng vẻ của địa khu Nam Lĩnh. Trần Quân và Triệu Thiết Hải đã đứng ở bên ngoài chờ từ lâu. Đại ca, em rể của Trần Khảo Quốc là Trần Hùng, hiện tại đã bắt được rồi. Tên này cũng cứng đầu lắm, không ngờ còn giỡn trước mặt tôi. Sau đó phải cho nó vài quyền thì nó mới biết điều đấy. Tuy nhiên, Trần Khảo Quốc cũng thật sự là sằng bậy. Em rể của y là Trần Hùng học còn chưa hết tiểu học, đã cho lên làm phó chủ tịch thị trấn Khê Sơn rồi. Mẹ nó chứ, trong chuyện này mưu mẹo không nhỏ nhỉ. Trần Quân cười nói. Còn chưa khai sao?
Diệp Phàm hỏi. Chưa, Trần Hùng cứng đầu lắm. Tưởng rằng có anh rể là bí thư khu ủy cho nên cứng đầu không chịu khai đây mà. Tuy nhiên, số thôn dân có liên quan đến mảnh đất kia đều đã khai hết rồi. Họ nói là lúc đó bị Trần Hùng lừa, mới đầu thì nói tiền thuê đất mỗi người chịu một nửa. Kết quả là, một hai năm đầu còn chia cho họ một ít. Nhưng về sau chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Trần Hùng là thổ bá vương ở thị trấn, trước kia lại là trưởng thôn, về sau lại là cán bộ của thị trấn, hơn nữa có anh rể ở trên, làm gì có ai dám đến đòi tiền hắn chứ. Triệu Thiết Hải nói, tiến triển cũng không tệ lắm nhỉ, mới có hơn nửa ngày thôi mà. Diệp Phàm cười nói, điều đó là đương nhiên, tôi và Thiết Hải liên thủ với nhau, đâu chịu bó tay được. Huống chi, chúng tôi dùng thủ đoạn phi thường, đám Trần Hùng kia sớm đã coi chúng tôi là kẻ thù của Trần Khảo Quốc rồi. Thật là buồn cười quá. Trần Quân cười nhạt nói, có gì mà buồn cười với không buồn cười chứ, nói không chừng Trần Khảo Quốc là kẻ đâm dao cũng nên. Ít nhất, người này cũng rất đáng nghi. Cho dù không phải là kẻ cầm dao đâm thì cũng là kẻ xung phong dẫn đầu. Diệp Phàm hừ nói. Mọi người đều dùng thuốc biến đổi khuôn mặt của tổ A, cho nên không sợ bị người khác nhận ra. Bên của lão Hạ thì sao? Diệp Phàm hỏi. Bên lão Hạ thì âm thầm điều tra cán bộ vi phạm kỷ luật. Mục tiêu nhắm tới là Trần Khảo Quốc. Ngay cả với thằng em rể chưa học hết cấp 1 mà ông ta cũng nâng lên làm phó chủ tịch thị trấn được cơ mà. Trong chuyện này nhất định vi phạm quy định rồi. Hơn nữa, lão Hạ cũng nói, ngay cả bãi đất sông của thôn Khê Sơn cũng có không ít mưu mẹo. Cũng không biết đã bị hai người Trần Khảo Quốc moi bao nhiêu tiền. Cái này, một khi đã vạch ra được thì có lẽ khu Nam Lĩnh sẽ xảy ra một cơn địa chấn nho nhỏ đấy. Trần Quân nói, bớt những lời ong tiếng ve đi, chúng ta lập tức hạ Trần Hùng cái đã. Về sau... Nếu có tiến triển đột phá thì lập tức đem Trần Khảo Quốc đến đây rồi trị cho một trận. Thủ đoạn của tôi cũng phải khiến cho bọn chúng nếm thử một chút. Dù sao cũng đều không theo quy tắc thông thường cả mà. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng rồi bước vào căn miếu. Các người là ai, có biết tôi là cán bộ cao cấp của đảng, là phó chủ tịch thị trấn hay không? Anh rể của tôi là bí thư khu Nam Lĩnh. Các người mau thả tôi ra, nếu không các người sẽ biết thế nào là lễ độ đó. Mẹ kiếp! Ăn phải gan hùm rồi hay sao mà dám bắt ông đây? Diệp Phàm đi vào trong, chỉ nghe thấy tiếng chửi bới của Trần Hùng. Ha ha, một phó chủ tịch thị trấn mà cũng đòi làm cán bộ cao cấp của đảng sao? Vậy thì đảng ta có bao nhiêu cán bộ cao cấp nhỉ? Trần Quân ôm bụng cười nói. Sau đó gã đưa tay lên cổ vặn cái, rắc. Trần Hùng vừa nghe thấy, lập tức nghĩ đến trận đòn ban nãy, cho nên liền rụt cổ lại, không dám ho he thêm nửa lời. Tao nhổ vào, mày mà cũng là cán bộ cao cấp thì cả cái nước này là cán bộ cao cấp. Đồ chó hoang nhà mày mà cũng đòi sao? Triệu Thiết Hải đi đến liền tung chân đạp cho Trần Hùng một cái khiến y kêu lên thảm thiết, tuy nhiên, không dám mắng lại nửa lời. Diệp Phàm không muốn lằng nhằng cùng y làm gì cho mất thời gian, liền giơ tay lên, cách không cho y một đòn. Diệp Phàm hiện tại đã đạt đến thập đẳng, việc thi triển phân thác cốt thủ cũng không mất nhiều sức lực. Không lâu sau, Trần Hùng đau đến mức mồm miệng méo sạch. Chân tay co giật giãy giụa giống như một con chó bị đánh sắp chết vậy. Hai phút sau, Diệp Phàm lại thi triển hóa âm mê thuật. Trần Hùng không còn cách nào nữa, đành phải khai toàn bộ. Y thú nhận rằng mảnh đất trống này là do hai anh em rể bọn họ gây ra. Sau lợi nhuận nhiều, hai người bỏ túi cũng không ít. Mà Trần Khảo Quốc cũng rất giàu hoạt, số tiền này y chẳng cần phải động đến. Bởi vì, vợ của y là Lưu Liên mở một cửa hàng cao cấp, đều kêu Trần Hùng đem tiền thông qua mấy ông chủ mua sắm vật liệu xây dựng cả. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm tiếc nuối chính là không thể moi được từ miệng Trần Hùng ra chuyện liệu có phải hai người bọn họ câu kết để cho Kiều Báo Quốc một vố hay không. Chẳng lẽ không phải do hai đứa chúng nó làm sao? Diệp Phàm trong lòng nói thầm một câu, nhìn Triệu Thiết Hải một cái, hừ nói. Lập tức kêu bí thư Tằng phối hợp. Đem theo thân tín bắt hết số ông chủ cung cấp vật liệu xây dựng cho Lưu Liên. Phải nhanh chóng, chúng ta phải làm trong đêm nay. Nếu như tiến triển nhanh, thì có thể sẽ hỗ trợ lão Hạ để tóm Trần Khảo Quốc. Thời gian không đợi người. Nếu như Trần Hùng bị mất tích quá lâu, thì e rằng Trần Khảo Quốc sẽ cảnh giác mà thủ tiêu hết chứng cứ thôi. Bí thư Tằng đang đợi cách đây không xa. Ông ấy cũng đem thò mười mấy người thân thiết sẵn sàng đợi lệnh.
Trần Quân nói, dẫn theo Triệu Thiết Hải lập tức xuất phát. 10 giờ tối, một đám ông chủ đều bị đám người Trần Quân bí mật bắt đến căn miếu hoang kia. Lập tức triển khai công tác thẩm vấn. Hễ cứ thấy miệng tên nào cứng ngắc là Diệp Phàm lại dùng hóa âm mê thuật. Kết quả, đương nhiên là đám người này đều phải khai ra hết. Sau đó, đám Trần Quân hành động suốt đêm, đi đến những nơi mà các ông chủ này khai để lục soát chứng cứ. Đến 2 giờ sáng, tất cả đều đã được chuẩn bị hòm hòm. Hạ Hải Vĩ cũng vội vàng chạy đến ngôi miếu. Mấy người thương lượng một chút, sau đó quyết định xuất kích. Suốt đêm đi bắt bí thư khu quỷ Nam Lĩnh Trần Khảo Quốc. Bởi vì người này có hậu trường là phó bí thư tỉnh ủy Nạp Lan Nhược Phong, cho nên đã bắt thì phải có kết quả. Bằng không sẽ phiền phức lớn. Hạ Hải Vĩ đương nhiên trở thành chủ soái, bởi vì y là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Đi bắt Trần Khảo Quốc cũng là chuyện bình thường, vốn việc này phải báo cáo cho tân bí thư Lô Trần Thiên một chút. Tuy nhiên, Lô Trần Thiên còn đang ở Đức Bình để bàn giao công tác. Cho nên, Hạ Hải Vĩ đành phải gọi điện thoại cho anh ta một chút. Lô Trần Thiên tỏ vẻ tôn trọng quyết định của ủy ban kỷ luật. Tuy nhiên, chỉ nói là tôn trọng chứ không nói là ủng hộ. Hơn nữa, Lô Trần Thiên còn yêu cầu phải xử lý việc này một cách thận trọng. Cái này thì cũng là điều dễ hiểu, bởi vì, Lô Trần Thiên biết người đứng sau lưng Trần Khảo Quốc là Nạp Lan Nhược Phong. Cho nên, nói rất thận trọng là tôn trọng, chứ không phải là ủng hộ. Sau này nếu có chuyện gì, thì Lô Trần Thiên cũng dễ ăn dễ nói. Còn Hạ Hải Vĩ hỏi Lô Trần Thiên ngày mai có về hay không, bởi vì gã cũng muốn giáp mặt báo cáo cho Lô Trần Thiên một chút. Tuy nhiên, Lô Trần Thiên nói là còn chưa bàn giao xong. Sau khi cúp máy xong, Hạ Hải Vĩ không kìm nổi, liền mắng một câu. Cáo già! Bình thường mà, anh ta không về cũng là cách tránh né tốt nhất. Đối với những việc như thế này, đương nhiên anh ta cũng không muốn dính vào làm gì. Hơn nữa, việc này, Lô Trần Thiên cũng nhìn thấy được mờ ám trong đó rồi. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Trần Khảo Quốc tóc hơi bạc, dáng người trung bình, mặt tròn, mặc một bộ đồ tây phục. Tuổi chưa đến 50, người trông vẻ rất từng trải mà lại nho nhã. Nếu như không điều tra được ra bao nhiêu việc làm bẩn thỉu của ông ta thì Diệp Phàm tuyệt đối sẽ tin người này là một cán bộ liêm khiết. Các người là ai? Dẫn tôi đến đây để làm gì? Mặc dù là bị bắt cóc, nhưng Trần Khảo Quốc vẫn không hề tỏ ra bối rối, ngược lại giọng nói vẫn rất sắc bén. Chuyện ông làm mà ông cũng không biết sao. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tất cả mọi người đã khôi phục nguyên bộ mặt cũ, đã vào giai đoạn phá án chính thức rồi, cũng không sợ người ta nói ra nói vào nữa. Nực cười, Trần Khảo Quốc tôi công tác gần 30 năm nay, đã làm bao nhiêu là việc. Ví dụ như xây cầu, xây trường học, phát triển kinh tế, giúp dân làm giàu, nhiều lần được bầu làm đảng viên ưu tú. Những cái này, các người muốn nghe chuyện gì nào? Trần Khảo Quốc lôi ra một đống thành tích của mình rồi hỏi lại. Địa ủy bình thường không có thường ủy, ủy viên địa ủy chính là thường ủy, vì vậy cấp bậc của Trần Khảo Quốc cũng là phó giám đốc sở. Lại cộng thêm chức bí thư khu ủy Nam Lĩnh nữa, thực sự ông ta cũng là một nhân vật quan trọng. Vốn việc bắt giam những người như vậy phải được chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh đồng ý. Chẳng qua vì có Nạp Lan Nhược Phong, cho nên Hạ Hải Vĩ tạm thời dùng thủ đoạn không theo quy tắc thông thường. Đem những cái này cho ông ta xem. Ông đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hạ Hải Vĩ lạnh lùng hừ nói. Triệu Thiết Hải đem đống tài liệu đặt trước mặt Trần Khảo Quốc. Trần Khảo Quốc cầm lên lật xem, bỗng ông ta vỗ bàn một cái nói. Nói đi, các người moi được những tài liệu vu tội này ở đâu? Tất cả đều là vu cáo cả. Các người vu tội cho một đảng viên, một cán bộ cao cấp của đảng như vậy là phạm tội, có biết không hả? Tôi muốn phản ánh chuyện này lên tỉnh ủy. Tôi chính là Hạ Hải Vĩ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hạ Hải Vĩ lộ ra thân phận của mình. Trần Khảo Quốc nghe xong, liền có chút sững sờ. Diệp Phàm phát hiện, người này khóe miệng trở nên co quắp lại. Chương 2313, đêm đến phí ra. Đôi mắt ưng phát hiện sắc mặt có chút thay đổi. Dù sao, cái danh Ủy ban Kỷ luật tỉnh thật khiến người ta phải e dè. Đối với những cán bộ cấp sở trở xuống của tỉnh Nam Phúc thì đây đúng là một lực uy hiếp. Hơn nữa, Hạ Hải Vĩ đã từng bắt rất nhiều cán bộ cấp phó giám đốc sở. Danh tiếng đồn xa, dù chưa gặp mặt bao giờ, nhưng Trần Khảo Quốc không thể không nghĩ đến phương diện khác. Ủy ban kỷ luật cũng phải làm việc theo pháp luật,
không thể làm ẩu. Hơn nữa, tôi muốn xin gặp Bí Thư Lô. Các anh dựa vào cái gì mà bắt cóc tôi lúc Bí Thư Lô không có mặt? Đây là các anh đang phạm tội. Trần Khảo Quốc dùng rằng. Đồng chí Trần Khảo Quốc, bây giờ tôi tuyên bố, ông bị bắt giam. Diệp Phàm đột nhiên dùng hóa âm mê thuật hừ một tiếng. Sắc mặt Trần Khảo Quốc lập tức sửng sốt, trong nháy mắt đã trắng bệch. Những chứng cứ này, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Hơn nữa, vợ ông, Lưu Liên đã nhận rồi. Ông còn định chối đến bao giờ? Ông như vậy chỉ càng làm tăng thêm tội của mình thôi. Thật thà sẽ được hưởng lượng khoan hồng, ngoan cố sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Là đảng viên, ông chắc chắn rất hiểu điều này. Lập tức nói hết từ đầu đến cuối những việc ông làm, tận dụng lượng khoan hồng. Diệp Phàm tiếp tục thi triển hóa âm mê thuật tiến hành tấn công bằng sóng âm. Nói bừa, tôi và vợ vẫn đang ở nhà. Trần Khảo Quốc chí lực rất vững, không ngờ có thể chống cự lại hóa âm mê thuật của Diệp Phàm lâu như vậy. Thật ư, phát băng ghi âm. Hạ Hải Vĩ hừ một tiếng, không lâu sau, lời cung khai của Lưu Liên được phát ra. Đằng sau còn có lời của Trần Hùng và vài đồng chí cấu kết lúc trước làm bằng chứng. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi đừng làm, ông cho rằng bằng việc chuyển qua tay người khác, ông có thể lau sạch dấu vết chuyện ông ăn tiền à. Thật buồn cười, Trần Khảo Quốc ông là một cán bộ nhận lương của nhà nước, dựa vào đâu mà có được cả một ngôi biệt thự. Con gái ông đi du học Mỹ, hơn nữa, người nào người nấy lái Mercedes-Benz. Ông lấy tiền đâu ra? Diệp Phàm hừ nói. Anh là ai, anh dựa vào cái gì mà hỏi tôi như vậy? Vợ tôi mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng, kinh doanh lớn, kiếm được nhiều tiền cũng không được sao? Bà ấy là tay làm hàm nhai, tôi dùng tiền của vợ chẳng lẽ cũng là phạm pháp? Đây là quy định pháp luật gì vậy? Trần Khảo Quốc rảo biện. Tôi là Diệp Phàm, bí thư đương nhiệm thành ủy thành phố Đồng Lĩnh. Tuy nhiên, tôi còn có một thân phận khác, phó giám sát trưởng phòng đôn đốc vụ cảnh sát bộ công an. Vụ án này đã khiến cấp trên chú ý. Tôi xuống đốc thúc việc khai triển công tác của Cục Công an Địa khu Nam Lĩnh và Cục Công an tỉnh Nam Phúc. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Trần Khảo Quốc lập tức sắc mặt trắng bệch, ông ta nghĩ tới rất nhiều điều. Trong lòng tự nhủ lẽ nào phía tỉnh định ra tay với mình. Sau 2 giờ tiến vào, dưới hỏa lực và sự tấn công mạnh mẽ liên tục của Diệp Phàm và đám người Hạ Hải Vĩ, Trần Khảo Quốc cuối cùng sụp đổ, nói ra hết thảy. Sau khi xử lý xong thì trời đã sáng rõ, mấy người chợp mắt một lúc rồi lại tiếp tục bận rộn. Cả ngày hôm sau, thu lưới toàn bộ và bổ sung chứng cứ. Mọi người bận rộn cả một ngày, thu hoạch cũng rất phong phú. Anh định làm gì? Trên bàn, Hạ Hải Vĩ vừa ăn cơm chiều vừa hỏi. Lão Hạ, anh nói xem, người đâm dao vào anh vợ tôi lần này có thể là ai? Diệp Phàm hỏi. Từ kết quả điều tra lần này, hẳn không phải là hai anh em Trần Khảo Quốc. Hai người bọn họ còn chẳng che chở nổi cho chính mình, sao có thể dính tới chuyện này? Vậy chẳng phải tự mình chuốc lấy đòn sao? Tuy nhiên, hai người này cũng thật xui xẻo, tự dưng lại gặp tai bay vạ gió. Hạ Hải Vĩ nói có chút cảm thán. Vậy chuyện lần này không phải là Nạp Lan Nhược Phong chỉ điểm rồi. Diệp Phàm nói. Cái này cũng không dám khẳng định. Có lẽ, Trần Khảo Quốc chỉ là một con cờ trong tay Nạp Lan Nhược Phong thôi. Sứ mạng của ông ta đã hoàn thành, đến lúc cần vứt bỏ ông ta, tin là Nạp Lan Nhược Phong chắc chắn sẽ không nương tay. Hơn nữa, nếu có thể mượn việc này chỉnh kiều báo quốc một chút để đạt được mục đích gì đó thì chúng ta cũng không thể đoán ra được đâu. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng việc này có một người khác đứng sau điều khiển. Rốt cuộc là ai, rất nhiều đồng chí có khả năng. Ta không nên đoán bừa. Hạ Hải Vĩ lắc đầu. Từ những lời khai của Trần Khảo Quốc cho thấy, ông ta chỉ tặng cho Nạp Lan Nhược Phong một bức tranh sơn thủy. Tuy nhiên, bức cửu mã đồ này lại là bút tích của danh gia Lý Tuấn. Nếu đem ra chợ bán đấu giá, chắc chắn không dưới 2 triệu. Các anh nói xem, nếu có số tiền này, có phải đủ cho Nạp Lan Nhược Phong uống cả bình rồi không? Trần Quân cười nói. Tôi thấy cũng nên để lão già này uống mấy bình là tốt nhất. Ông ta vẫn luôn đối nghịch với anh Diệp. Trước kia anh Diệp công tác ở tỉnh Nam Phúc, lão già này không ít lần soi mói dòm ngó. Bây giờ nếu chúng ta đã nắm được điểm yếu trong tay, dứt khoát tính sổ với lão già này luôn. Bằng không, động tí lại sinh sự, cũng thật đáng ghét. Triệu Thiết Hải nói. Không nhất định. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nói gì vậy anh Diệp? Trần Quân có chút không hiểu,
chớp mắt hỏi. Nạp Lan Nhược Phong là người già dặn trong quan trường rồi, không thể dễ dàng bị ngã như vậy. Người ta có cách nói của mình, đến lúc đó nói là bức tranh Trần Khảo Quốc tặng khi đó chỉ là hàng giả hoặc là tranh chép. Mình chỉ là không nhìn được bút tích thực thôi. Đối với những người làm quan, cũng có một bộ phận là những người tao nhã, bình thường câu cá, nói chuyện dưỡng sinh, thưởng trà, bàn luận tranh chữ, luyện thư pháp cũng là thú vui. Mặc dù biết là Nạp Lan Nhược Phong đang nói dối trắng trợn, nhưng cấp trên phỏng chừng đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Đến lúc đó không những không khiến ông ta ngã, còn chuốc thủ oán vào thân. Đương nhiên, chúng ta không phải sợ ông ta, chủ yếu là việc này cứ giải quyết thế là được, giới hạn trong một phạm vi nhất định. Muốn bắt được con cá sấu lớn như ông ta, không thể thiếu chứng cứ đầy đủ. Còn phải đủ năng lực để đá đổ thực lực của ông ta mới được. Chứng cứ của chúng ta chưa đủ, cho dù có muốn đẩy ngã ông ta thì chúng ta cũng phải trả giá đắt và thê thảm, không lợi lộc gì. Diệp Phàm nói, những tài liệu này tôi cứ giao cho anh, xử lý thế nào anh tự quyết định đi. Hạ Hải Vĩ nói, được rồi, anh sao một bản cho tôi là được, đến lúc đó quyết định thế nào là chuyện của tỉnh Nam Phúc. Đương nhiên, hai người Trần Khảo Quốc, Trần Hùng chắc chắn phải bắt. Đối với loại người như vậy, cho dù không phải vì chuyện của anh vợ tôi thì Diệp Phàm tôi cũng không thể để loại người như vậy tiếp tục hại dân. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngày thứ ba, sau khi ăn cơm trưa, Diệp Phàm vội vàng quay về Thủy Châu, đã tối rồi. Hắn xách theo hai túi đặc sản đi thẳng tới Phí Gia. Tòa nhà số 1 của người nhà tỉnh ủy được bao quanh bởi cây cối im ắng, đèn đường chiếu xuống qua kẽ lá, khiến ngôi nhà phủ thêm một tấm màn thần bí. Diệp Phàm vừa mới tới gần cửa lớn, thấy Phí Hướng Hùng đã đứng ở cửa lớn rồi. Anh Diệp tới rồi, mời vào. Phí Hướng Phi bước mấy bước lớn tới, vẻ mặt nhiệt tình đưa tay ra. Trước kia Phí Hướng Thiên cũng không chào đón Diệp Phàm. Sau này, với sự trợ giúp của Diệp Phàm, anh ta được thăng từ trung tá lên thượng tá. Đương nhiên, thiếu gia của Phí gia cũng cảm nhận được năng lượng lớn của Diệp Phàm. Hơn nữa, Diệp Phàm còn hỗ trợ Phí gia đánh bại Hoành Đoạn gia của Nhật Bản. Đương nhiên, đại thiếu gia của tỉnh Nam Phúc này cũng thay đổi cách nhìn với Diệp Phàm. Bằng không, anh ta sao lại đón Diệp Phàm từ cửa? Người ta dù sao cũng là thiếu gia đứng đầu của tỉnh Nam Phúc. Không nói mắt cao tựa đỉnh, nhưng cũng là mắt cao hơn người. Thế nào, gần đây khỏe chứ? Diệp Phàm cười nói. Cũng ổn, tuy nhiên, cứ cảm thấy làm việc ở quân phân khu này không thích lắm. Lần trước vốn định qua bên kia, kết quả lại không đi, thật đáng tiếc. Phí Hướng Phi có chút tiếc nuối lắc đầu. Vốn là lần trước Diệp Phàm hỗ trợ, Phí Hướng Phi có thể đến tập đoàn quân thứ hai, quân khu lĩnh Nam thường trú tại Thủy Châu. Sau lại vì một số nguyên nhân đặc biệt, quân hàm của Phí Hướng Phi lại tăng lên. Chỉ có điều, chuyện đi tập đoàn quân thứ hai lại chưa chìm xuống. Tuy nhiên, Phí Hướng Phi là do quân phân khu Thủy Châu điều đi đảm nhiệm thượng tá tham mưu trưởng quân khu tỉnh. Bây giờ nghe Phí Hướng Phi nói như vậy, Diệp Phàm trong nháy mắt liền hiểu. Phỏng chừng, Phí Hướng Phi đang ngấm ngầm tính toán, không muốn tiếp tục ở lại quân khu tỉnh. Còn chuyện lần trước không thành công, phỏng chừng là thái độ của Phí Mãn Thiên có chút không rõ ràng. Dù sao, tới quân dã chiến cũng khá vất vả. Hơn nữa, về phương diện thăng tiến lại không bằng ở quân khu tỉnh. Bởi vì, quân khu tỉnh chịu sự lãnh đạo của hai bên tỉnh ủy và đại quân khu lĩnh Nam. Còn Phí Mãn Thiên vẫn kiêm chức chính ủy thứ nhất quân khu tỉnh. Cái này, gần quan được ban lộc, con đường thăng tiến của Phí Hướng Phi đương nhiên cũng nhanh hơn không ít. Nếu đi tập đoàn quân thứ hai thường trú ở Thủy Châu, đó là cơ quan bộ đội trực thuộc đại quân khu lĩnh Nam, căn bản không phải nơi mà Phí Mãn Thiên có thể ảnh hưởng hay nhúng tay tới. Ha ha, có phải muốn chuyển chỗ làm phải không? Diệp Phàm vừa đi vừa nói. Đổi thì cũng muốn đổi, chỉ có điều, chỗ đó không dễ vào. Phí Hướng Phi nói. Hả, có chỗ mà Phí đại thiếu gia không vào được sao? Diệp Phàm lại có chút kỳ lạ, dừng bước, nghiêng đầu nhìn Phí Hướng Phi. Nghe nói anh Diệp trước kia từng ở đó. Phí Hướng Phi ấp úng nói ra, hai người đã tới cạnh cửa. Bí thư Phí, đang đọc báo à? Thấy Phí Mãn Thiên đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Diệp Phàm liền chào trước. Sao rồi, về quê chơi phải không? Phí Mãn Thiên đặt tờ báo trong tay xuống, nhìn Diệp Phàm cười hỏi. Đúng vậy, mấy tháng không về, nên muốn đến chỗ Phí Thúc thăm hỏi. Diệp Phàm cười nói.
ngồi đi Tiểu Diệp, mấy tháng không gặp, cậu càng ngày càng hoạt bát. Tiểu Diệp, nghe nói cậu tới làm bí thư thành ủy Đồng Lĩnh. Rất giỏi. Vợ Phí Mãn Thiên, Lâm Hồng rất nhiệt tình mời Diệp Phàm ngồi xuống. À, mới được mấy tháng, chào gì Lâm. Diệp Phàm vừa ngồi xuống vừa chào hỏi. Ôi, đứa nhỏ này, đúng là giỏi. Mới từng ý tuổi, đã là bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh. Cậu xem đi, Hướng Phi, đã 30 tuổi đầu rồi, bây giờ vẫn lăn lộn chỉ đủ cơm ăn ở quân khu tỉnh. Lâm Hồng nhìn Diệp Phàm, lại nhìn con mình một chút, vừa pha trà vừa cười nói. Dì Lâm, Hướng Phi cũng đã là thượng tá tham mưu trưởng rồi, sao có thể là lăn lộn chỉ đủ cơm ăn? Nước Cộng Hòa chúng ta có được bao nhiêu thượng tá trẻ tuổi như vậy nào? Thêm vài năm nữa là thành đại tá, thậm chí có thể là tướng quân. Diệp Phàm cười nói. Nó không bằng cậu, đừng rát vàng lên mặt nó. Nếu không phải người ta nể mặt Phí ra, tiểu tử này còn muốn lăn lộn làm thượng tá tham mưu, phỏng chừng đến trung tá còn khó. Hơn nữa, cũng chỉ là phó tham mưu thôi. Phí Mãn Thiên hừ nói. Cha, cha cũng không nên quá hạ thấp con thế. Khi trước con ở quân phân khu Thủy Châu, cũng không mấy người biết thân phận Phí gia của con. Chẳng phải con đã lăn lộn đến trung tá sao? Chương 2314, anh đang uy hiếp tôi. Mọi người đừng tâng bốc tôi, đến lúc bay cao lại ngã đau. Tôi chỉ là may mắn chút thôi. Diệp Phàm cười nói. Đúng rồi, Hướng Phi, nói đến tham mưu như con, chẳng phải lần trước con nói muốn tới bộ tổng tham mưu sao? Không ngờ Lâm Hồng đột nhiên nói ra một câu, Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu. Hóa ra Phí Hướng Phi muốn tới làm việc tại bộ tổng tham mưu. Chẳng lẽ Phí Mãn Thiên có định hướng gì đó? Diệp Phàm nhạy bén, cảm nhận được ý đồ gì đó trong chuyện này. Không chừng Phí Mãn Thiên sắp điều về thủ đô, cho nên Phí Hướng Phi điều đi trước. Chẳng lẽ có quan hệ với việc Ninh Chí Hòa đến tỉnh Thiên Phủ nhận chức chủ tịch tỉnh? Phí ra đây là xuống một, về thủ đô một. Cái này gọi là một lên, một xuống. Ẩn chứa trong chuyện này là gì, Diệp Phàm rốt cuộc vẫn không nghĩ ra. Bước tiếp theo của Phí Mãn Thiên hẳn là vị trí cấp phó chủ tịch nước. Về thủ đô thì sẽ nhận chức gì? Nếu là cấp bộ trưởng, trừ phi là bộ nào có tiếng tăm, bằng không, còn không tốt bằng chức bí thư tỉnh ủy Nam Phúc. Đương nhiên, Phí Mãn Thiên cả đời này cũng có chút phiền muộn. Vì sao? Bởi vì Phí gia sinh ra một Phí Nhất Hoàn. Cho nên Phí Mãn Thiên không thể nào tiến vào lĩnh vực chính trị, ủy ban cục. Nhiều nhất thì đời này ông ta cũng kết thúc ở cấp phó chủ tịch nước nhưng không vào ủy ban. Nói với cha từ lâu rồi nhưng cũng chưa có động tĩnh gì. Con lại không có bản lĩnh, làm sao mà vào được. Phí Hướng Phi trong lời nói có ẩn ý, Diệp Phàm cảm giác không biết có phải hướng vào mình không. Đương nhiên, thời điểm như này Diệp Phàm sẽ không tùy tiện xen miệng vào. Muốn vào thì tự con lo đi, đừng làm phiền cha. Phí Mãn Thiên khoát tay, liếc nhìn Diệp Phàm một cái nói. Nếu có việc thì theo tôi lên gác. Có chút việc muốn tìm Phí Thúc một chút. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, tự nhủ lẽ nào Phí Mãn Thiên đã nghe nói đến cái gì lạ ở địa khu Nam Lĩnh. Vậy lên đây. Phí Mãn Thiên đứng lên đi lên thư phòng. Diệp Phàm vội đi theo. Lần này cậu về chắc không chỉ đơn giản là về đi đây đó thôi. Sắp sang năm mới rồi, Đồng Lĩnh có bao nhiêu việc chờ đại bí thư như cậu về giải quyết. Phí Mãn Thiên trong lời nói hình như có hàm chứa chút hơi hướng trào phúng. Cái này, không quá rõ ràng, chỉ là cảm giác của Diệp Phàm. Cái gì mà đại bí thư, không dám, Phí Thúc. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Không dám, ha ha, bí thư Diệp cậu bây giờ xem chừng sắp thành Sherlock Holmes, có thể phá bất cứ vụ án phức tạp nào rồi. Phí Mãn Thiên thản nhiên cười cười. Cái này, Phí Thúc, tôi cũng không phải là công an, Phí Thúc đề cao tôi quá. Diệp Phàm bày ra khuôn mặt tươi cười, nói, trong lòng thì thật sự buồn bực. Lúc này hắn có thể khẳng định đến ba phần, hoạt động của mình ở Nam Lĩnh có bí mật đến đâu, phỏng chừng vẫn có người nói đến tai Phí Đại Bí Thư rồi. Thiên hạ này, thực không có bức tường nào không lọt gió. Lấy ra đi. Phí Mãn Thiên đột nhiên đưa tay ra. Chính là những thứ này. Diệp Phàm cũng dứt khoát thức thời, mở túi ra ra, đưa tới. Cũng không tồi, trong thời gian 2-3 ngày có thể điều tra được những điều này, tôi nói chứ, cậu sắp vượt mặt cả Sherlock Holmes cũng không phải là nói quá đâu. Tuy nhiên, vì sao lại đưa cho tôi, cứ trực tiếp giải quyết theo phép công là được. Phí Mãn Thiên nói,
Cái khác đều dễ xử lý, chính là bức thư họa này thì không dễ. Cái này, chúng tôi không hiểu lắm, cho nên, muốn xin chú chỉ thị một chút. Diệp Phàm giơ ngón tay chỉ vào đoạn chữ viết trên bức thư họa mà Trần Khảo Quốc tặng cho Nạp Lan Nhược Phong. Tôi nhớ là báo quốc đối với cậu cũng chẳng ra gì mà. Lần trước nghe Nhất Độ nói, báo quốc còn gây sự làm ầm lên với cậu. Em rể như cậu, vẫn phải để ý chút. Phí Mãn Thiên không nói chuyện kia, chuyển đề tài. Biết sao được, vợ tôi là em gái anh ta. Diệp Phàm nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Liếc nhìn Phí Mãn Thiên một cái, nói. Huống chi, việc này, thật sự là anh ta không làm gì sai. Chỉ là bị người đứng sau gây ra như vậy. Đối với chuyện như vậy, không cần nói anh ta là anh vợ tôi, cho dù chỉ là đồng nghiệp, tôi có lẽ cũng sẽ đứng ra. Phí Thúc hiểu rất rõ tính cách của tôi đúng không? Ôi! Phí Mãn Thiên khoát tay, không ngờ thở dài. Im lặng một hồi mới nói. Mang về đi, chuyện bức thư họa dừng ở đây. Còn nữa, việc của đồng lĩnh cũng không ít, cậu về đi, sắp sang năm mới rồi. Vẫn nên quản lý cho tốt mảnh đất mẫu ruộng của mình thì hơn. Hắn hiểu, chuyện của Trần Khảo Quốc và Trần Hùng, bí thư Phí đã đồng ý xử theo phép công, cũng chính là giao cho Hạ Hải Vĩ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hai anh em này tuyệt đối là phải xử lý dứt điểm. Còn chuyện của Nạp Lan Nhược Phong, Phí Mãn Thiên sẽ tự mình xử lý. Tuy nhiên, đối với câu cuối cùng của Phí Mãn Thiên, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cũng đoán ra đại ý. Đơn giản đối với chuyện mình chạy từ đồng lĩnh tới Nam Phúc gây sức ép, Phí Mãn Thiên trong lòng có chút không thoải mái. Đã quấy rầy Phí Thúc, tôi đi trước. Diệp Phàm nói. Về đồng lĩnh đi, ôi! Không ngờ Phí Mãn Thiên lại khoát tay, vẫn lặp lại những lời này. Việc này khiến Diệp Phàm chẳng hiểu ra làm sao. Phí Mãn Thiên chẳng lẽ chán ghét mình tới mức đó, một giây cũng không muốn mình ở lại tỉnh Nam Phúc gây sức ép gì nữa. Vừa xuống tầng, Phí Hướng Phi cười tủm tỉm nói. Anh Diệp, lúc nào về thủ đô tôi mời anh, nghe nói anh thân với lãnh đạo bên Bộ Tổng Tham mưu. Quen một hai người, nói là thân cũng không hẳn. Diệp Phàm nói. Sớm hiểu được chủ ý của người này. Quen là tốt rồi. Phí Hướng Phi cười nói. Đừng lôi thôi nữa, tiễn bí thư Diệp một đoạn. Phí Mãn Thiên đứng trên bậc thang, mặt nghiêm nói. Diệp Phàm cảm giác như là mình bị đuổi ra khỏi Phí gia vậy, hắn không khỏi có chút buồn bực. Tuy nhiên, vừa mới bước vào trong xe, điện thoại vang lên. Truyền đến giọng nói có chút lo lắng của nhị thiếu gia của Kiều gia, Kiều Thanh Dương. Anh Diệp. Cha gọi anh lập tức trở về đồng lĩnh. Mau về. Có chuyện gì mà vội thế? Diệp Phàm vừa nghe, lập tức chấn động. Những ý nghĩa khác trong lời nói của Phí Mãn Thiên khi nãy lập tức xuất hiện. Có người đem chuyện vụ tai nạn ở mỏ than Hải Sơn của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc ở thành phố Đồng Lĩnh các anh nói với lãnh đạo phía trên. Bên phía nội các chính phủ đã yêu cầu phòng đốc tra và cục giám sát an ninh, hợp thành tổ điều tra liên hợp. Phỏng chừng lập tức sẽ yêu cầu tỉnh ủy Tấn Lĩnh hiệp trợ điều tra chuyện này. Còn tổ điều tra phỏng chừng ngày mai sẽ xuống, anh mau về. Kiều Thanh Dương nói. Là con chó hoang nào thế, cái lúc sắp sang năm mới mà còn gây ra, chuyện tốt, này à. Diệp Phàm không kìm nổi mắng một câu. Đề xuất kiến nghị lần này chính là ủy viên Trương Hướng Đông. Còn tổ trưởng tổ điều tra liên hợp là lão già Điền Lâm, chủ nhiệm văn phòng nội các chính phủ kiêm phó trưởng ban thư ký chính phủ. Anh Diệp, chuyện ở Giang Đô lần trước anh gây sức ép với người ta quá. Lão già này nghe nói rất mất mặt, lần này, là trả đũa đây. Sau khi đặt điện thoại xuống, Diệp Phàm đi thẳng đến sân bay. Ở trên xe, Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu được lời của Phí Mãn Thiên. Phỏng chừng, người ta còn biết tin sớm hơn Kiều gia một bước. Cho nên, Phí Mãn Thiên mới nhắc đi nhắc lại dục mình về. Lại còn là, quản lý cho tốt mảnh đất mẫu ruộng của mình. Đây đều là nhắc nhở mình ở Đồng Lĩnh đã xảy ra chuyện lớn. Thời khắc này, Diệp Phàm lại âm thầm cảm kích Phí Mãn Thiên, cảm thấy ông ta cũng không tệ lắm, khá đáng yêu. Sau một hồi ngẫm nghĩ, tính toán, Diệp Phàm gọi điện cho Phượng Tứ, nói chuyện cấp trên sắp tới điều tra với cô ta. Yêu cầu người cầm lái của toàn bộ sản nghiệp Phượng gia, Phượng Khải Mai mau lau khô mông. Tuy nhiên, Diệp Phàm trong lòng hiểu được, việc này, nhất định là Trương gia hướng vào mình. Nếu thật sự muốn làm một cách nghiêm túc tới cùng, chuyện mình mất mũ quan là tuyệt đối có thể xảy ra. Xem bộ dạng của Trương gia, lần này hình như nếu không nắm được mình, phỏng chừng cũng phải đưa mình vào tù.
Hậu quả nghiêm trọng nhất của chuyện này là gì? Phượng Tứ hỏi, cô ta cũng có chút nóng nảy. Chuyện sản nghiệp của Phượng gia cũng là chuyện liên quan đến cuộc sống của rất nhiều người. Nếu không có cái này, Phượng gia căn bản không xong. Nếu quả thật điều tra ra, sau đó tập đoàn Thiên Mộc chắc chắn sẽ xui xẻo. Còn mỏ than Hải Sơn thì trước tiên sẽ bị đóng cửa. Bởi vì cấp bậc của tổ điều tra xuống đây lần này quá lớn, sắp tới cấp cao nhất rồi. Hơn nữa, lãnh đạo tổ điều tra còn có chút đụng chạm với tôi. Chuyện lần này nhất định là nhằm vào tôi, còn các cô thì bị liên lụy xui xẻo theo. Tuy nhiên, bây giờ nói điều đó cũng vô dụng. Mấu chốt là làm thế nào để xử lý việc này mới là việc cấp bách. Thật là phải xử lý tôi, nhiều nhất tôi cũng bị xử phạt thôi. Còn cổ phần tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc của Phượng gia thì rất có thể sẽ bị nhổ tận gốc. Diệp Phàm nói, sao có thể, tuy mỏ than Hải Sơn đã xảy ra tai nạn mỏ. Nhưng anh trai Phượng Thảo Thiên của tôi hiện tại cũng đã vào tù. Mà Phượng gia cũng bỏ ra hơn 200 triệu để bồi thường các kiểu. Tính ra thì cũng gấp mấy chục lần nhà nước bồi thường rồi. Nhà nước còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ thật sự muốn diệt Phượng gia chúng tôi sao? Hơn nữa, làm gì cũng phải để ý đến chứ, Lý. Như vậy thì có phải đưa lên tòa án quốc tế chúng tôi cũng không sợ. Hơn nữa, phòng trừng bí thư Diệp thì xui xẻo hơn nhiều. Người ta nếu đã là nhằm vào anh, thì cũng không thể chỉ xử lý đơn giản như vậy. Tôi nghe nói, phía dưới, nếu phát sinh sự việc như này mà cán bộ giấu giếm thì chuyện mất mũ quan là chuyện nhỏ, vào đại lao là thường. Những người làm quan như các anh thích nhất là gây chuyện rồi tìm được một con dê thế tội để làm những người khác hả giận. Bí thư Diệp, ha ha, anh không phải chính là con dê kia chứ, con dê, đáng thương. Ha ha, Phượng Tứ từng học cao đẳng, nói cái gì ra cái nấy. Hơn nữa, lời kia nói ra, thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm phun máu. Ha ha, xem ra Phượng Tứ của chúng ta cũng hiểu khá rõ những quy tắc ngầm trong thể chế nhỉ. Diệp Phàm châm chọc nói. Ha ha, Phượng gia tuy nói không ai chen chân vào quan trường. Tuy nhiên, Phượng gia cũng quen vài người làm quan đấy. Chính là có thể nhìn ra rất nhiều thứ từ những gì người ta phát trên máy tính, TV, hay trong thực tế. Lẽ nào tôi nói không đúng? Cho nên, Bí thư Diệp, vì mũ quan trên đầu, để không bị vào tù, bản thân anh vẫn nên xuất toàn lực giải quyết chuyện này. Phượng gia chúng tôi rất tin tưởng năng lực của Bí thư Diệp. Một bí thư thành ủy một thành phố cấp 3 trẻ tuổi như vậy, bí thư của thành phố lớn đứng trong top 3 của tỉnh Tấn Lĩnh. Tôi không tin sau lưng bí thư Diệp không có ai đỡ lưng. Phượng Tứ đúng là rất giảo hoạt, Diệp Phàm vẫn luôn răng bẫy, nhưng người ta không chui vào. Thôi vậy, cô đã nói vậy tôi còn gì để nói nữa. Tuy nói lãnh đạo cấp trên đó là nhằm vào tôi, muốn bắt Diệp Phàm tôi vào nhà tù, cứ cho là tôi là con dê chịu tội thay. Nhưng... lý do là gì, cô đã nghĩ tới chưa? Bằng không, làm thế nào mới đánh đổ tôi được? Diệp Phàm cười khan một tiếng nói. Anh đang uy hiếp tôi. Phượng Tứ có chút tức giận, giọng lớn hơn. Chương 2315, anh không biết xấu hổ. No, tôi sao lại uy hiếp cô? Tôi đây là đang giúp cô. Đến lúc đó, muốn bắt tôi, bọn họ chẳng phải là trước tiên phải xác định rõ ràng tội danh của các cô sao? Một khi tội ác của các cô đã bị xác định rõ ràng, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc các cô có chạy đằng trời. Muốn trốn tránh trách nhiệm à, không có cửa đâu. Huống chi, Phượng Thảo Thiên mấy năm nay đã làm không ít chuyện dùm beng. Lần trước các cô bỏ tiền ra, vì nghĩ cho đại cục nên họ không đào sâu hơn vấn đề. Đó là nằm trong phạm vi có thể khống chế được, nhưng lần này rõ ràng không giống với lúc trước, là người từ phía trên xuống. Hơn nữa... người ta đến là nhằm vào tôi, cô. Người ta còn không tóm lấy cái đuôi điều tra tới cùng ý chứ. Đến lúc đó, càng điều tra, lỗ hổng càng lớn, càng tra càng ra nhiều chuyện. Đến lúc đó, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc phỏng chừng cũng sẽ khá gay gâu. Không có tài lực to lớn chống đỡ, Phượng gia các cô ngay cả sống cũng không xong, sao còn có thể ung dung tự tại, đóng góp gì cho xã hội. Tôi đây là có ý tốt nhắc nhở các cô, vào lúc này. Chúng ta phải đoàn kết một lòng, chúng ta đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền rồi. Nếu các cô không bỏ ra chút tâm sức, chúng ta sẽ bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó, Diệp Phàm tôi đương nhiên không giữ được mũ quan, tuy nhiên, các cô, phỏng chừng cũng không xong. Nếu muốn gây sức ép với quốc gia,
Phượng gia các cô còn chưa đủ tư cách. Không phải nói tới các cô nhìn xem, trên đời này, gia tộc nào có thực lực chống lại quốc gia, tuyệt đối không có. Trước mặt cơ quan quốc gia tộc có dũng mãnh đến đâu cũng là chỉ là gà đất chó kiểng. Phượng gia các cô có cao thủ, nhưng quốc gia cũng có tổ chức ngăn chặn được các cô. Hơn nữa, không cần nói đến cao thủ, chỉ phái một đoàn thôi cũng đủ trực tiếp san bằng Phượng gia thôn. Huống chi, việc này, nói ra thì tôi mới chính là thằng xui xẻo. Là do Phượng gia các cô làm tôi xui xẻo. Việc lần trước tôi làm dù sao cũng là có ân đối với các cô, vậy mà các cô đối đãi với ân nhân như vậy sao? Thật không có lương tâm. Diệp Phàm ép tới. Tôi không nói lại được với anh, mấy người làm quan như các anh đều giảo hoạt, đều là sói. Vậy anh nói đi, nên làm gì bây giờ? Phượng Từ im lặng một hồi, cũng hiểu được quan hệ lợi hại trong đó, không thể không cúi đầu. Đến lúc tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc sập rồi, cho dù Diệp Phàm có vào tù thì đối với Phượng gia cũng chẳng có tác dụng gì. Kỳ thật, biện pháp thì không phải không có. Diệp Phàm nói. Vậy anh cứ nói đi. Tôi hôm nay mới phát hiện anh rất dài dòng. Giống như 1, 3, 8. Phượng Tứ hừ nói, hiển nhiên là tức giận. Không dài dòng chút, cô sao hiểu được. Thực ra, Phượng gia các cô chẳng phải có mấy cao thủ sao. Diệp Phàm bắt đầu dẫn dắt đến chủ đề. Bởi vì, hậu quả liên đới của việc này, Diệp Phàm cũng từng tính toán rồi. Từ lâu đã có một dự định nhất định, chỉ có điều vẫn chưa ngả bài ra với Phượng gia thôi. Hiện tại bị ép buộc. Bất đắc dĩ phải nói ra. Đương nhiên có, nhưng căn hệ gì đến anh, thật sự không hiểu ra sao cả. Phượng Tứ tức giận hừ nói. Tôi có người bạn, công tác tại cơ quan bí mật quốc gia. Phỏng chừng các cô đã nghe nói đến. Diệp Phàm bắt đầu dẫn dụ Phượng Tứ. Bộ 2, bộ 3 tham mưu gì đó của Bộ An ninh quốc gia. Phượng Tứ hừ nói. Không phải, bí mật hơn một chút, hay là cô chưa nghe nói đến. Tin là lão tổ tông của nhà cô hẳn là đã nghe nói tới. Diệp Phàm nói. Không phải là tổ đặc nhiệm A sao? Nghe nói cũng không ra sao, một đám người bản lĩnh ở bậc trung tụ lại cùng nhau. Cho rằng cầm súng, dựa vào chút thân thủ ít ỏi là có thể xử lý chuyện Võ Lâm. Võ Lâm rất phức tạp, bí thư Diệp. Thật sự gặp phải những cao thủ siêu cấp thì mấy người thân thủ hèn kém cầm súng cũng vô dụng. Người ta sẽ không cho bọn họ cơ hội. Phượng Tứ có vẻ khinh rẻ tổ đặc nhiệm A. Diệp Phàm nghe xong thật sự muốn bật cười. Cũng không biết Phượng Tứ nghe được tin đồn từ đâu, phỏng chừng người đó quá coi thường năng lực của tổ đặc nhiệm A. Ếch ngồi đáy giếng thôi. Diệp Phàm hừ nói. Anh nói ai là ếch? Phượng Tứ thanh âm nặng lên không ít. Không phải cô thì còn là ai? Diệp Phàm phun ra những lời này. Anh, không nói với anh nữa. Phượng Tứ định gác điện thoại. Gác đi. Gác thì càng tốt, cùng lắm thì cuối cùng cá chết lưới rách, Diệp Phàm tôi phải vào tù thì cũng muốn tìm mấy cái đệm lưng đấy. Diệp Phàm cũng nói rất hung hăng. Tôi thấy anh thật đúng là một đại cao thủ quá vô lại, sao cứ cố tình nói mãi những lời vô lại vậy? Phượng Tứ nghẹn họng. Thời buổi này, các cô gái thường thích những chàng trai vô lại, đàn ông không xấu, đàn bà không thương mà. Diệp Phàm chẳng biết xấu hổ gì, nói. Không biết xấu hổ. Phượng Tứ hừ nói. Thôi đi, không nói chuyện tào lao nữa. Cô thật sự quá coi thường tổ đặc nhiệm A mà tôi vừa nói đó. Người bạn kia của tôi chính là ở trong tổ đặc nhiệm A. Thân thủ của người ấy ngang ngửa tôi, cô có thể nói là năng lực của tổ đặc nhiệm A rất yếu sao? Nghe nói người bạn kia của tôi chỉ là nhân viên thuộc bậc trung trong tổ đặc nhiệm A. Có bao nhiêu người thân thủ cao hơn anh ta? Cho nên, tôi nói cô là ếch ngồi đáy giếng thì cũng có căn cứ đó. Với thân thủ yếu như cô, trước mặt tôi còn không làm được gì, nói gì đến người khác. Trước tiên hãy tự lượng sức mình rồi hãy nói tiếp. Diệp Phàm hạ Phượng Tứ xuống gần cấp trung rồi. Anh là đại cao thủ, được chưa? Tuy nhiên, tổ đặc nhiệm A này, không quan hệ gì với chúng tôi. Phượng Tứ hừ nói. Dài dòng một hồi như vậy, đương nhiên là có quan hệ. Nghe nói tổ đặc nhiệm A có thể đặc biệt tuyển đội viên trúng tuyển. Nếu thân thủ của cô tương đối cao, thì cho dù cô làm chút chuyện xấu, bọn họ cũng sẽ không so đo, hơn nữa còn có thể giúp cô xử lý. Chỉ cần sau đó cô sửa chữa, cống hiến cho tổ đặc nhiệm A, có thể gia nhập tổ đặc nhiệm A. Lần trước tôi gặp người bạn đó, tôi nói đến chuyện Phượng gia các cô với anh ta.
Nghe nói người bạn đó của tôi cũng cảm thấy khá hứng thú. Diệp Phàm bày ra bao nhiêu trò, cuối cùng cũng nói ra ý chính. Anh đúng là bát quái, sao có thể nói việc này cho bọn họ nghe? Phượng Tứ Thanh âm cao lên đến 8 độ. Sau khi vừa nhận được tin, tôi liền nghĩ, chuyện của nhà các cô nếu phải xử lý, không có lãnh đạo tổ đặc nhiệm A ra tay thì không được. Diệp Phàm nói, không để ý đến lời châm chọc của Phượng Tứ. Có ý gì, tổ đặc nhiệm A chẳng lẽ sẽ đồng ý giúp chúng ta xử lý việc này mà không cần báo đáp ư? Bọn họ có tốt như vậy không? Phượng Tứ tôi không tin thiên hạ này có bữa cơm nào miễn phí. Phượng Tứ nói, ha ha, đương nhiên, thiên hạ không có chuyện bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Bọn họ xử lý việc này cho các cô cũng phải đền bù một chút. Diệp Phàm cười nói. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, 100 triệu có đủ không? Phượng Tứ suýt chút nữa nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ không thiếu tiền, cần người. Diệp Phàm nhấn mạnh. Cần người, tôi hiểu rồi, các anh muốn ép người của Phượng gia gia nhập tổ phải không? Nghĩ cũng không cần phải nghĩ. Người Phượng gia lười biếng quen rồi, không muốn làm nhân viên công vụ, càng không muốn làm quân nhân. Phượng Tứ quả quyết từ chối. Cô kiên quyết không gia nhập thì thôi bỏ đi. Tuy nhiên, ví như thủ hạ của cô, cái người có biệt danh Thanh Xà đó bản lĩnh hình như cũng không thấp. Hẳn là Lục Đẳng, còn nữa, nếu các cô đồng ý, bọn họ sẽ âm thầm xử lý chuyện của anh trai Phượng Thảo Thiên của cô. Ví như, anh cô lập nhiều công lớn, có thể lập công chuộc tội, hoãn thi hành hình phạt, gia nhập tổ đặc nhiệm A. Sau này, Phượng Thảo Thiên cũng không phải là tội phạm nữa, mà là anh hùng của quốc gia. Là anh hùng vì nước vì dân. Còn Phượng Lôi kia, đêm hôm đó tôi đã nghe thấy, nghe nói là vệ sĩ luôn bên mình của cô, thực lực cũng phải ngủ đẳng. Thân thủ của cô cũng đã là bát đẳng rồi, còn cần bọn họ bảo vệ gì nữa? Đây chẳng phải là lãng phí nhân tài sao? Để bọn họ gia nhập tổ đặc nhiệm A, vì nước làm chút việc, Phượng gia các cô chẳng phải cũng vinh dự sao? Diệp Phàm nói, anh muốn lấy hết những người bên cạnh tôi đi phải không? Không thể được, tuyệt đối không được. Dù sao tôi cũng phải giữ lại vài thủ hạ lót thân, không thể chuyện gì một cô gái như tôi cũng phải tự đi làm được. Họ Diệp, anh rất thủ đoạn, đừng nhìn vào gia nghiệp của Phượng gia chúng tôi lớn mạnh, thật ra, cao thủ cũng chỉ có mấy người này. Anh là cao thủ, anh cũng biết, bồi dưỡng một cao thủ ngũ, lục đẳng khó khăn như nào. Tôi thậm chí hoài nghi, anh chính là phần tử của tổ đặc nhiệm A. Lần này gây chuyện với Phượng gia, chính là các anh dựng nên. Xác định mục tiêu xong, các anh ngoài mặt thì bảo là vì muốn tốt cho chúng tôi, thực là đều là một đám cường đạo. Phượng Tứ tức giận, giọng nói như viên đạn bắn hướng về Diệp Phàm. Hừ, lòng tốt bị cô coi là lòng lang dạ sói. Việc này, cho các cô 5 tiếng suy nghĩ. Sau đó, Diệp Phàm tôi sẽ mặc kệ. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. 3, 1 tiếng, liền cúp máy. Anh là tên khốn kiếp. Đây là lời cuối cùng của Phượng Tứ truyền đến. May là tới kịp chuyến bay đêm về thủ đô, Diệp Phàm gác máy, liền gọi điện cho hai người Bao Nghị và Vương Long Đông, hai người đi chuẩn bị từ lâu. Bởi vì trên máy bay phải tắt điện thoại di động, Diệp Phàm liền ngồi suy nghĩ xem đàm phán thế nào với đồng chí Cung Khai Hà. Chuyện này, khẳng định phải nhờ tới tổ đặc nhiệm A. Nhờ đồng chí Cung Khai Hà dùng thủ đoạn đặc thù đến tác động phía nội các chính phủ. Từ đó xử lý việc này trước khi xuất phát. Phượng Tứ cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng và nghiêm túc của việc này. Cho nên, trước tiên nói thông tin cấp trên sắp xuống điều tra cho người cầm lái toàn bộ sản nghiệp của Phượng gia là Phượng Khải Mai. Vừa đặt điện thoại xuống, Phượng Tứ vội vàng tìm Phượng gia tổ tông, Phượng Thanh Hương. May là sư phụ Tài Đông Mi cũng đúng lúc ở đó, liền kể lại chuyện này một lượt. Hai người nghe xong, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, im lặng một hồi. Phượng Thanh Hương nói. Đông Nghi, bà nói xem, có phải là âm mưu của Diệp Phàm không? Cái này, khó nói. Tuy nhiên, theo lý mà nói thì không phải. Bởi vì chuyện này đối với cán bộ bọn họ mà nói thì rất nghiêm trọng. Nếu xử lý không tốt, bản thân Diệp Phàm sẽ rơi xuống hầm đầu tiên. Một khi rơi xuống, bò lên cũng khó. Nếu quả thật như Diệp Phàm nói, người phụ trách tổ điều tra do nội các chính phủ phái tới là nhằm vào Diệp Phàm. Vậy chuyện này lại nghiêm trọng hơn, muốn nắm được Diệp Phàm, trước tiên phải làm lớn chuyện vụ bê bối của tập đoàn Thiên Mộc, từ đó mới dễ nắm được Diệp Phàm. Tài Đông Nghi cau mặt nói. Ừ,
theo suy luận như vậy, chính là không có chuyện gì cũng phải làm cho thành to chuyện. Hơn nữa, Diệp Phàm nói cũng có lý. Phượng Thảo Thiên mấy năm nay làm rất nhiều chuyện không ra sao. Nếu cấp trên nhất định điều tra đến cùng, tới lúc đó tập đoàn Thiên Mộc chắc chắn sẽ bị xử lý nặng. Vị cán bộ họ Điền bên nội các chính phủ nghe nói là cán bộ cấp thứ trưởng, có khả năng tác động đến cả doanh nghiệp chúng ta. Hơn nữa, đại đa số quan viên đều không phải đám người não đầy ruột già. Bọn họ thật ra là thế hệ những người tinh anh của nước Cộng Hòa. Đặc biệt là về sự thông minh, chúng ta không đấu nổi với những cán bộ cao cấp này. Chúng ta biết cái gì, động tay động chân thì còn được, chơi đầu óc thì hỏng. Đừng tưởng Phượng Thanh Hương lớn tuổi rồi, thực ra đầu óc bà không hề lạc hậu. Năng lực tiếp nhận cái mới rất mạnh. Chương 2316, hai con gà chọi. A Tứ, ta đã nói với con rồi, tổ đặc nhiệm A của nước Cộng Hòa chúng ta không hề đơn giản như con nói. Về điểm này thì Diệp Phàm nói đúng tình hình thực tế. Gia tộc lớn như chúng ta đây, tổ đặc nhiệm A người ta phỏng chừng có tư liệu đấy. Bọn họ đều có ghi chép về một số cao thủ. Tổ đặc nhiệm A trên thực tế là một tổ chức đặc biệt quản lý vấn đề an ninh quốc gia và toàn bộ võ lâm. Từ lời Diệp Phàm nói có thể thấy, bọn họ đã nhắm trúng gia tộc chúng ta rồi. Trước kia, lúc nhà chúng ta không xảy ra chuyện gì, người ta cũng là ném chuột sợ vỡ đồ, không nắm được chúng ta. Hiện tại khác rồi, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chính là dù bên nội các chính phủ có không xuống, bọn họ cũng tuyệt đối có thể xuống. Về mảng điều tra án, bọn họ còn lợi hại hơn công an nhiều lần. Hơn nữa, việc điều tra của bọn họ không từ thủ đoạn. Bởi vì, bọn họ không có gì phải băn khoăn. Tài Đông Nghi thở dài nói. Chẳng lẽ thật sự phải chấp nhận sự uy hiếp của bọn họ sao? Con không cam lòng, cái tên Diệp Phàm kia thật sự rất đáng giận, đáng hận. Vừa nghĩ tới cái vẻ mặt của anh ta, con đã muốn nôn. Phượng Tứ vẻ mặt tức giận, nói. A Tứ, thế gian này, có rất nhiều người, con phải chịu rất nhiều điều bực bội, không có ai là không phải chịu bực bội. Làm người, phải học được cách mở rộng lòng để có thể tiếp nhận tất cả. Bằng không, việc này con giận, việc kia con cũng giận, vậy thì giận mãi không hết. Kết quả chính là làm bản thân mình bị tổn thương. Đạo dưỡng sinh chính là ở chỗ lý khí thuận khí bình khí, tất cả phải làm được tới mức khí thuận khí hòa mới đúng. Giống chuyện này, chúng ta phải cư xử bình tĩnh. Chẳng qua chỉ là chút ít được mất thôi, cho nên, nhất định phải nhìn thoáng một chút, nhẹ nhàng một chút. Tài Đông Nghi khuyên bảo Phượng Tứ. A Tứ, con có chút khác thường đó. Không ngờ Phượng Thanh Hương đột nhiên cười bí hiểm, liếc mắt nhìn Phượng Tứ. Con khác cái gì, cụ nội, cụ chớ nói lung tung. Phượng Tứ hai má không kìm được ửng hồng, giọng điệu nhẹ nhàng đi nhiều. Còn Phượng Thanh Hương và Tài Đông Nghi đều thoáng nhìn nhau. Hai người trao đổi với nhau bằng ánh mắt, vẻ mặt đều có chút lạ lùng. A Tứ, có phải con có chút? Tài Đông Mi nói nửa câu, nhìn chằm chằm đồ đệ Phượng Tứ. Con không đâu, sư phụ đừng nghi ngờ lung tung. Phượng Tứ mặt đỏ ửng lên, vội vàng nói. Sư phụ, cụ nội, mọi người bảo làm sao bây giờ? Họ Diệp kia hình như cũng rất ghê gớm, lúc gác máy nói là chỉ cho chúng ta thời gian 5 tiếng để suy nghĩ. Vậy con bảo nên làm gì bây giờ A Tứ? Phượng Thanh Hương nửa cười nửa không nhìn chắt gái nói. Phớt lờ anh ta, xem anh thế sẽ thế nào. Con nghĩ, làm quan sợ nhất việc này, đến lúc đó, chúng ta không động thì tự anh ta sẽ phải động, không có mũ quan, anh ta còn vênh váo được nữa không? Phượng Tứ hung hăng nói. Ha ha, chỉ sợ tới lúc đó người ta không sao, tập đoàn Thiên Mộc nhà chúng ta lại thành con dê chịu tội thay. Phượng Thanh Hương cười nhẹ, nói. Sao có thể? Phượng Tứ nói. Có cái gì là không thể đâu, A Tứ, cuộc sống của con vẫn luôn trôi qua rất yên bình, rảnh rỗi thì luyện công, đi khắp nơi ngao du. Con chưa hiểu được quan trường rắc rối. Con thấy không, tiểu tử họ Diệp mới bao nhiêu tuổi, nghe nói 20 mấy tuổi. Người như vậy đã có thể ngồi vào vị trí này, thực lực sau lưng hắn lẽ nào con chưa từng nghĩ tới. Còn nữa. Xét về mặt võ công, người ta có một đại cao thủ tiền bối thần bí làm sư phụ. Ngày đó ta và cụ con đều gặp nạn, có thể nói, hai chúng ta liên kết lại cũng không đỡ lại được người đó. Bất cứ lúc nào người ta cũng có thể lấy mạng của chúng ta. Nhân tài văn võ song toàn như vậy, trên đời cũng khó kiếm được mấy người. Chuyện này,
ta nghĩ, Phượng gia trước tiên hãy cứ thỏa hiệp. Thanh Hương, thế được không? Tài Đông Mi nói. Ừ, trước tiên thỏa hiệp. A Tứ, có một số việc, trước tiên hãy cứ nhịn một chút. Các cụ có câu, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Chúng ta cứ nhịn trước đã. Việc này, không chừng qua một khoảng thời gian, sẽ có thể xoay chuyển tình thế. Hơn nữa, đúng như Diệp Phàm đã nói đấy, hắn bây giờ chính là cột vào cùng một chiếc thuyền với chúng ta. Việc này, đối với Phượng Thảo Thiên mà nói, cũng chưa chắc đã là chuyện không hay. Phượng Thảo Thiên mấy năm nay khác quá, lăn lộn trên thương trường nhiều năm, kiếm được chút tiền, tuy nhiên, cũng sinh ra kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại. So với việc sống trong tù, chỉ bằng gia nhập tổ đặc nhiệm A. Có lẽ, việc này, cũng là một hình thức tôi luyện. Phượng Thanh Hương nói, tổ đặc nhiệm A kia hẳn là rất nguy hiểm, nếu đã là tổ chức thần bí như vậy, nhiệm vụ phải làm chắc cũng rất nguy hiểm. Con sợ anh gặp nguy hiểm, có phải không, thật sự không được. Con nhường Vương Cư và Phượng Lôi, một lục đẳng, một ngũ đẳng, thực sự con cũng chút không nỡ. Bọn họ theo con cũng đã nhiều năm như vậy, đành vậy, con lại bồi dưỡng hai người khác vậy. Phượng Tứ đành cúi đầu, liếc mắt nhìn hai vị, nói. Tuy nhiên, lúc trước bồi dưỡng hai người này, Phượng gia chúng ta bỏ ra không ít sức lực. Không thể để cho tổ đặc nhiệm A nhặt lấy dễ dàng như vậy được. Ít nhất chúng ta cũng phải nhặt lại được cái gì đó. Ví như, bọn họ lập công thì coi như công của anh con, anh có thể ra ngoài trước thời hạn hoặc được miễn thi hành án. Phượng Tứ đúng là thông minh, là người tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt. Diệp Phàm ngủ một giấc trên máy bay. Vừa xuống má bay, Trương Cường đã đợi bên ngoài từ lâu. Vừa ngồi lên xe, Phượng Tứ gọi điện tới, nói. Nhà tôi đồng ý giao Vương Cư và Phượng Lôi cho các anh. Tuy nhiên, anh tôi, Phượng Thảo Thiên, anh bảo người bạn ở tổ đặc nhiệm A tác động để được phóng xuất. Ví như, được hoãn thi hành án chẳng hạn. Anh của cô trước tiên phải gia nhập tổ đặc nhiệm A, lập nhiều công lao mới lấy công chuộc tội. Bằng không, anh ta chẳng lập được công gì, sao giải vây cho anh ta được. Tổ đặc nhiệm A tuy có chút quyền lực đặc thù, nhưng, quyền lực cũng không thể phung phí sằng bậy. Muốn giải vây tội danh, dù sao cũng phải tìm được một lý do chính đáng, bằng không, khó tránh phiền phức. Diệp Phàm nói, thằng này, thật ra trong lòng đã nở hoa từ lâu. Sau đó lại nói, nếu cô đồng ý gia nhập, tôi cam đoan, anh cô lập tức được thả. Hừ, lộ đuôi cáo rồi hả? Phượng Tứ châm chọc nói, ý gì? Diệp Phàm hỏi, mục tiêu của các anh là tôi. Phượng Tứ lạnh lùng hừ nói, lời này cô nói đúng thật là, vậy tôi thành cái gì? Diệp Phàm tôi là cán bộ chính phủ, bí thư thành ủy Đồng Lĩnh. Chỉ là giúp người bạn giới thiệu chút thôi. Cô xem, cô nghĩ xa quá rồi, cô cho rằng tổ đặc nhiệm A có thể tùy tiện vào được hay sao? Người ta có thể coi trọng cô không, đó cũng là vấn đề. Diệp Phàm ra vẻ cao ngạo. Không coi trọng càng tốt, tôi không thèm. Phượng Tứ căn bản cũng không mắc mưu Diệp Phàm. Việc Diệp Phàm khích tướng không có tác dụng gì. Vậy bỏ đi, thế này nhé, yêu cầu của cô tôi có thể nói với bạn tôi. Được hay không, thật ra, các cô có thể thương lượng trực tiếp với họ cũng được. Diệp Phàm nói, hắn cũng sợ thực sự khiến Phượng gia tức giận, ngay cả hai cao thủ cũng không có được thì đúng là đáng tiếc. Tôi không định đàm phán cái gì với họ, một đám cường đạo. Phải chuyển lời thì anh chuyển là được. Phượng Tứ cúp điện thoại, sau khi gác máy. Diệp Phàm nói, đến chỗ thủ trưởng cung, tôi có việc gấp tìm ông ta. Trương Cường không nói lời nào, nhấn ga. Nghe nói bên cậu xảy ra chuyện phải không? Vừa ngồi xuống, Cung Khai Hà trực tiếp hỏi. Ông cũng nghe nói rồi. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, Cung Khai Hà bình thường làm gì có thời gian mà quan tâm đến việc bên chính phủ. Tôi cũng là vì đang chú ý đến một chuyện khác nên mới nghe nói đến chuyện này. Một tiếng trước. Tôi đã xem qua tài liệu. Chuyện lần này của cậu thật đúng là có chút phiền phức rồi. 10 người chết, đúng là sự cố an toàn đặc biệt lớn đó. Lúc trước nếu cậu đã cứng rắn nhất quyết điều tra rõ ràng chuyện này, vậy nên thông báo với cấp trên. Dù sao chuyện đó cũng phát sinh lúc cậu chưa tới thành phố Đồng Lĩnh, không có quan hệ gì với cậu. Nhưng ngược lại, cậu lại là một anh hùng cứng rắn. Chuyện này thật đáng chê cười, tôi không hiểu trong lòng cậu nghĩ cái gì. Lại khiến cho chính mình gặp hạn. Diệp Phàm, việc này rất nghiêm trọng. Hơn nữa, có vài người cố ý làm vậy,
tính chất việc này của cậu càng khác đi. Cậu phải chuẩn bị tâm lý. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Thủ trưởng cung, theo suy đoán của ông, kết quả xấu nhất là gì? Diệp Phàm cười khiêm tốn, nghiêm trang hỏi. Trong quy định của đảng, vậy sẽ mất ngũ quan. Nếu trong đó có giao dịch quyền, tiền, chuyện vào tù cũng không phải không có khả năng. Cái này, trong lòng cậu hiểu được, tôi không nhiều lời làm gì. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Thủ trưởng cung, nếu nói là có giao dịch quyền, tiền thì không thể. Nền tảng của tổ trưởng Diệp chẳng phải ông rất rõ sao, anh ấy còn cần tiền chắc. Trương Cường xen vào một câu, anh ta cũng có chút nóng nảy. Diệp Phàm là trung tâm của Diệp hệ, hắn mà ngã thì còn nói chuyện gì nữa. Thủ trưởng cung, việc này, ông không thể thấy chết mà không cứu được. Diệp Phàm nói, cút sang một bên, tự mình gây ra tự mình đi dọn dẹp. Cung Khai Hà hừ nói, tôi cũng là vì tổ đặc nhiệm A, bằng không, tôi không ngại làm cho ra nhẽ chuyện của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc. Cái này, có quan hệ gì với tổ đặc nhiệm A? Tiểu tử cậu đừng có cái gì cũng muốn lôi tổ đặc nhiệm A vào. Cuối cùng trông cậy lão cung tôi chùi đít cho cậu, nói cho cậu biết, đồng chí Tiểu Diệp, lần này lão cung tôi quyết định, tuyệt đối không nhúng tay vào. Cung Khai Hà nghiêm trang nói. Thủ trưởng cung. Trương Cường vừa nói được ba từ, Cung Khai Hà đã khoát tay. Thôi vậy, thủ trưởng cung không quản thì thôi, coi như tối nay tôi chưa tới. Đến lúc tổ đặc nhiệm A vì chuyện này mà chịu tổn thất lớn thì đừng trách Diệp Phàm tôi trước đó không nói rõ. Tôi đã tận lực, tìm người cho đất nước còn bị mang tiếng xấu. Chịu thì chịu, coi như tôi gặp xui xẻo. Diệp Phàm nói. Ha ha, đồng chí Tiểu Diệp, đừng lôi kéo tôi. Lần này, tôi sẽ không mắc mưu đâu. Cung Khai Hà không ngờ cười cười, không mắc mưu. Thôi vậy, không nói nữa, một ngũ đẳng, một lục đẳng, còn có một tứ đẳng cấp cao nhất. Coi như mất không ba người. Thủ trưởng cung, đêm khuya quấy rầy, tôi phải về đồng lĩnh xử lý phân trên cái mông này. Diệp Phàm đứng lên xoay người định đi. Khoan đã, đồng chí Diệp Phàm, muốn nói thì phải nói rõ ràng. Sao có thể nói bậy hai câu rồi định chạy mất? Cung Khai Hà nghiêm mình nói. Nói cũng chẳng tác dụng gì, phí nước miếng. Diệp Phàm nói. Tiểu tử cậu nếu quả thực có thể nói lý một chút, không chừng tôi còn có thể suy nghĩ. Cung Khai Hà nói, có vẻ mềm mỏng hơn. Diệp Phàm khẳng định lão già này đã cắn câu. Vậy được, tôi vốn rất dễ mềm lòng. Diệp Phàm tìm cái bậc thang để đi xuống. Đến đây, Trương Cường, mau pha trà. Cung Khai Hà hăng hái. Lão già này, vừa nghe nói có người là thích rồi. Diệp Phàm khinh bỉ mắng một câu, miệng nói. Thủ trưởng cung, ông đã xem qua tài liệu, có phát hiện chút gì không? Cái này... Lúc trước cậu chẳng phải đã nói sao? Phượng gia có mấy người, nhưng người ta không chịu vào. Chúng ta lại không tiện bắt ép, chuyện này coi như bỏ đi. Cung Khai Hà nói. Chương 2317, cấp cao. Ha ha, cơ hội lần này tới rồi. Tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc là cây trụ cho kinh tế của Phượng gia. Không có Thiên Mộc, tất cả người của Phượng gia căn bản không còn đường sống. Dù sao cũng phải có nền tảng kinh tế vững chắc một mức nhất định. Diệp Phàm cười nói, ý cậu là tận dụng chuyện này thành thời cơ, buộc Phượng gia chọn mấy người gia nhập tổ A. Cung Khai Hà không ngu, trong nháy mắt liền nghĩ tới việc này. Thông minh, Diệp Phàm cười khan một tiếng, giơ ngón cái lên. Nhiều chuyện, cậu tưởng rằng lão già tôi hồ đồ sao? Chẳng qua cậu muốn mượn chuyện này để khiến bọn tôi chùi mông cho cậu thôi. Nếu cậu thực sự có lòng tốt, trước kia sao không tuyển vào? Đến giờ mới nói. Có phải không, trong lòng cậu tự hiểu. Đồng chí Diệp Phàm, tâm tình này của cậu không ổn lắm. Phải toàn tâm toàn lực có trách nhiệm suy nghĩ cho tổ A mới đúng. Tuy rằng cậu chỉ coi tổ là kiêm chức thôi, nhưng kiêm chức cũng phải làm cho tốt chứ, đúng không nào? Làm người, dù sao cũng phải có chút nhân phẩm mới được. Cung Khai Hà đúng là không dễ bị lừa, người ta đã sớm đi guốc trong bụng Diệp Phàm rồi. Có chứ, thủ trưởng cung. Thật ra dạo trước phát sinh chuyện của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc, tôi cũng nảy ra ý này. Bằng không, tại sao rõ ràng tôi biết hậu quả của việc này mà vẫn làm như vậy, mục đích chính là đặt bẫy Phượng gia. Tôi nghĩ, ở thủ đô có mấy đồng chí không hài lòng với Diệp Phàm tôi, phỏng chừng sẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Không ngờ ý nghĩ của tôi lại trở thành sự thật.
Việc tiếp theo sau đây chính là chuyện của tổ A. Phượng gia đã đồng ý rồi, nếu tổ A ra mặt xử lý việc này, bọn họ sẽ cho mấy người gia nhập. Một người lục đẳng, tên là Vương Cư, biệt danh là Thanh Xà. Một người khác tên là Phượng Lôi, ngũ đẳng, hai người đều là vệ sĩ của Phượng Tứ. Vốn tôi định kéo cả anh của Phượng Tứ, Phượng Thảo Thiên vào. Chỉ có điều, người Phượng gia không đồng ý, sợ vào tổ A, độ nguy hiểm rất cao. Hơn nữa, bọn họ đưa ra một điều kiện, chính là sau này Phượng Lôi và Phượng Cư sau khi gia nhập coi như đã lập công, công đó phải được tính cho Phượng Thảo Thiên. Việc này, không biết có thể xoay sở chút được không? Vì tổ A, tôi cũng không có cách nào khác, nợ các ông hai người, có cách gì? Lần này tôi còn hoàn thành vượt mực đấy. Trình độ của mạng lưới cao thủ này còn vượt qua dự đoán của tổ. Cho nên, tổ cũng không thể mắt thấy chuyện mà không quan tâm. Đương nhiên, các ông mặc kệ cũng được. Đến lúc đó thấy một vài đồng chí lật đổ tập đoàn Thiên Mộc, Diệp Phàm tôi cố nhiên cũng phải chịu xử phạt, đây cũng là chịu vì tổ A đấy. Tuy nhiên, Phượng gia người ta còn có thể cho người gia nhập tổ A sao? Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng thật ra đang khởi quân tấn công đồng chí Cung Khai Hà. Đồng chí Diệp Phàm, lần này là cậu đang hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, một loạt sự việc sau đó cậu nên tự mình xử lý. Hơn nữa, cậu cũng hiểu, cậu bảo tôi nhúng tay vào, nhúng tay như nào. Chuyện lần này quá lớn, nếu tôi ra tay, quá rõ ràng, không thích hợp, không thích hợp. Cung Khai Hà xòe bàn tay già nua ra. Xem ra, nhiệm vụ lần này không phù hợp, bởi vì dính tới nguy hiểm của bản thân. Đành phải đem Phượng ra làm vật hy sinh rồi. Thủ trưởng Cung, về phần chỉ tiêu của tôi sẽ nghĩ cách khác. Diệp Phàm nói, cũng ngang bướng. Hai người không ngờ nhìn chằm chằm đối phương không nói gì. Trương Cường nhìn thấy mà muốn bật cười, trong lòng tự nhủ già trẻ trọi nhau cũng có phần thú vị. Khoảng chừng 5 phút sau, Cung Khai Hà thở dài nói. Cậu muốn tôi nhúng tay như nào? Những lời này, đồng chí Cung Khai Hà nói rất nghiêm túc. Tôi không muốn làm khó đồng chí Cung Khai Hà, rất đơn giản, các ông chuẩn bị một phương án chứng minh tài liệu này một chút. Đến lúc cần các ông chứng minh, các ông đứng ra chứng minh một chút là được. Diệp Phàm lấy ra một tập tài liệu in, đưa cho Cung Khai Hà. Cung Khai Hà sắc mặt cứng đờ, vừa nhận tài liệu vừa hừ nói. Sớm đã có chuẩn bị rồi, đồng chí Tiểu Diệp, tôi thấy cậu sắp thành chuyên gia mưu kế rồi đấy. Nào dám, đây là độc quyền của ông. Diệp Phàm nói lại, Trương Cường bên cạnh rút cục nhịn không được. Diệp Xích, rồi cười một tiếng. Thấy Cung Khai Hà trừng mắt nhìn, Trương Cường lập tức ngượng ngùng nói. Ngại quá, cha này nghẹn họng, ế rồi. Ý của cậu là chứng minh cậu đã sớm thông báo cho tổ rồi. Chỉ là để tranh thủ giành lấy cao thủ của Phượng gia, cho nên, lãnh đạo tổ yêu cầu cậu tạm thời giấu chuyện này đi. Chỉ có điều, chuyện này khống chế ở cấp độ thành phố đồng lĩnh. Đương nhiên, người nên trừng trị các cậu đã trừng trị rồi, nên bồi thường thì các cậu cũng đã bồi thường gấp 2 lần mức của quốc gia rồi. Tuy nhiên, xem tài liệu của cậu, điểm này vẫn có thể chấp nhận được. Ít nhất, giải quyết hậu quả cũng không tồi, chỉ thiếu nước đăng lên báo thôi. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, nói. Tôi không hiểu, đồng chí Tiểu Diệp, cậu sớm đã có dự định nói hay là có nguyên nhân khác? Nếu tiện thì nói một chút nguyên nhân đi. Kỳ thật, nếu nói tôi đã dự định nói từ lâu, cũng có hơi quá sự thật một chút. Tuy nhiên, nếu nói tôi không có dự tính gì, thì cũng không thể. Chuyện liên quan đến Phượng gia, tôi vốn là định báo với tổ A. Khi đó lão Lý của các anh còn nói sẽ quan tâm đến Phượng gia. Chuyện này áp chế xuống, tôi cũng có mục đích nhất định. Từ vòng tròn nhỏ bé là thành phố đồng lĩnh mà nói, tôi muốn hạn chế việc này ở trong phạm vi có thể khống chế được. Tôi không muốn để Phượng gia gặp phải đả kích lớn hơn. Dù sao, lão tổ tông Phượng gia là Phượng Thanh Hương và sư phụ của Phượng Tứ, Tài Đông Mi đều là cao thủ thập đẳng. Lần trước trong cuộc họp bộ máy của tổ A, tôi đã nói qua rồi. Lúc đó chẳng phải tôi nói tổ A phải tạo nên ý thức chịu gian nan khổ cực. Kết quả, còn bị nhiều đồng chí phê bình. Diệp Phàm nói. Cậu đã nói, lúc đó chính tôi cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Kết quả cậu vừa nói, thì đến tôi cũng chấn kinh. Không ngờ lập tức xuất hiện nhiều cao thủ quan trọng như vậy. Theo như tài liệu của chúng ta cho thấy, Phượng Thanh Hương và Tài Đông Mi phỏng chừng trong khoảng thập đẳng cấp 2, 3.
không thể ngờ hai nữ sĩ đã đột phá tới thập đẳng rồi. Còn vị cao nhân thần bí cuối cùng mà cậu nói càng lợi hại gấp nhiều lần. Đây đúng là hồi chuông cảnh báo cho tổ A. Cung Khai Hà khẽ gật đầu nói. Người đó đích xác tồn tại, hơn nữa, tôi còn nghĩ ra một nơi đáng nghi. Đây là nguyên nhân lớn nhất mà tôi quyết tâm ỉm đi chuyện của Phượng gia. Diệp Phàm trở nên nghiêm túc. Nói tiếp, Cung Khai Hà sắc mặt càng trở nên ngưng trọng. Vị tiền bối thần bí kia phỏng chừng là cao thủ cấp 12. Ít nhất phải là cao thủ đạt tới cấp 12 hoàn hảo, trong lúc tức giận mới có thể quăng mấy cái tát vào hai lão thái bà, Phượng Thanh Hương và Tài Đông Nghi, nhưng không gây nguy hại nhiều lắm tới thực lực của hai người. Cho nên tôi nghĩ, có phải vị cao thủ kia có chút kiêng dè Phượng gia hay không? Nếu thật là như thế, vậy không thể gây áp lực quá với Phượng gia, không thể đánh sập toàn bộ tập đoàn Thiên Mộc của bọn họ. Nếu thực sự động phải cao thủ mà tôi nói, đối với tổ A chúng ta, cũng là một chuyện phiền toái rất lớn. Cao nhân đó, thật sự muốn gây chuyện, thì tổ A chúng ta cũng chẳng thể ra mặt chùi đít được. Với hiện trạng của tổ A bây giờ, chính là hai lão thái bà của Phượng gia, chúng ta cũng không nắm được, đừng nói tới người lợi hại hơn. Lẽ nào thực sự phải phái sư đoàn báo săn đi bao vây Phượng gia rồi tiêu diệt? Đó là chuyện không thực tế, cho nên, vẫn phải để lại cho họ chút không gian sinh tồn. Hơn nữa, can thiệp một cách có giới hạn thì sẽ có hiệu quả. Có tác dụng cảnh cáo bọn họ, hơn nữa, còn thu được cao thủ, cớ gì mà không làm. Thủ trưởng Cung, ông thường bảo tôi phải lấy đại cục làm trọng. Cho nên, lần này vì đại cục, tôi đánh đổi bất cứ giá nào. Diệp Phàm nói, Cung Khai Hà suýt chút nữa phun cả ngụm trà trong mồm ra. Trong lòng thầm nhủ tên này thật sự ra mặt dày hơn cả đít nồi. Kiểu sự việc bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo như vậy mà hắn cũng nói cứng vậy được. Cái gì cũng lấy cớ là vì, đại cục. Sáng ngày hôm sau lúc A giờ, Diệp Phàm tỉnh giấc, là bị Kiều đại tiểu thư đánh thức. Anh còn chưa về đồng lĩnh đi, lửa cháy đến mông rồi. Nghe nói tổ điều tra liên hợp do Điền Lâm của phòng đốc tra nội các chính phủ cầm đầu đã thành lập xong, chuẩn bị xuất phát. Kiều Viên Viên có chút nóng nảy, xem ra, chuyện này Kiều gia vẫn thật sự để ý. Phỏng chừng người của Kiều Viễn Sơn vẫn luôn quan tâm, lúc nào cũng báo cáo động tĩnh bên đó cho Kiều gia đại viện. Anh về cũng vô ích, cấp bậc của tổ điều tra cao quá, anh chỉ là cấp giám đốc sở nhỏ nhoi, có tác dụng gì? Không bằng cứ ngủ đi, nếu không, mời cha ra mặt là được. Diệp Phàm duỗi lưng, vẻ mặt bất chấp nói. Cha nói. Chuyện lần này ông không có biện pháp nhúng tay vào. Bảo anh quay về dưới đó, chú ý nghiêm mật quan sát sự phát triển của tình thế. Tốt nhất là nên kéo dài, đợi sau khi việc bên đó quyết định xong thì sẽ có cách. Kiều Viên Viên lại nói, giọng có vẻ hách dịch. Được rồi, anh đi tìm người rồi, không phải vội, chúng ta sẽ không sao đâu. Diệp Phàm có chút đau lòng đưa tay vuốt vuốt hai má của Kiều Viên Viên, còn giơ ngón tay gõ nhẹ lên. Lúc này rồi mà anh còn muốn gì? Kiều Viên Viên lấy tay xóa sạch dấu vết mấy đầu ngón tay của hắn. Sơn nhân tự hữu diệu kế. Ông xã em tuyệt đối sẽ không sao đâu. Diệp Phàm cười nói, đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi đi thẳng tới văn phòng trung ương. Ngựa quen đường cũ, chủ nhiệm Điền của văn phòng trung ương để Diệp Phàm đợi 15 phút. Bởi vì chủ nhiệm Điền quá bận, cán bộ cấp bộ bình thường rất khó gặp được ông ta. Xem ra. Là rất nể mặt Diệp Phàm. Ngồi đi, có chuyện gì nói thẳng, chúng ta từng là đồng nghiệp, không phải lãng phí thời gian. Chủ nhiệm Điền có vẻ khách sáo, ra hiệu cho Diệp Phàm ngồi vào chiếc ghế đối diện. Chủ nhiệm Điền, mục đích đến đây của tôi hôm nay phỏng chừng ông cũng đoán được. Diệp Phàm hơi ngượng ngùng nói. Lúc này cậu nên thủ vững ở đồng lĩnh mới đúng, chứ không phải tới tìm tôi. Điền Giang nói vậy, chứng tỏ rằng ông ta biết việc này. Chuyện này nhất định phải báo cáo với ông một chút, bằng không, tôi cũng sớm về đồng lĩnh rồi. Diệp Phàm thái độ nghiêm túc. Hả? Điền Giang đáp một tiếng, nhìn Diệp Phàm. Chủ nhiệm Điền, ông xem tài liệu này. Diệp Phàm vừa đưa tài liệu, vừa nói lại chuyện liên quan đến Phượng gia. Dù sao, tổ A cũng không phải là bí mật đối với đại quản gia Điền Giang này. Thái độ của đồng chí Khai Hà chính là cái này. Điền Giang nhíu mày. Dơ dơ lên giấy phê chuẩn của Cung Khai Hà. Giấy phê chuẩn này không phải là giả. Diệp Phàm nói. Việc này, đúng là khó xử lý.
rõ ràng biết là chuyện trái pháp luật mà vẫn phải im miệng, các cậu cũng có chỗ khó, chúng tôi hiểu. Rất nhiều chuyện của tổ A đều không thể xử lý theo kiểu công tác bình thường. Rất nhiều thứ không thể lộ ra ánh sáng. Xuất phát điểm của cậu là tốt, chỉ có điều, đối với việc xử lý sự việc bên trong, có chút thiếu sót. Lúc đó nên báo cáo lên trên, chúng tôi còn biết đường chuẩn bị, cũng dễ giải thích, đúng không? Đương nhiên, tôi hiểu được tính bí mật của các cậu. Có lẽ, để giữ bí mật nên các cậu mới làm vậy. Chuyện này, có nguyên nhân sâu xa của nó. Điền Giang nói, thật ra cũng không phải vấn đề giữ bí mật của tổ A đối với chủ nhiệm Điền thì cũng không phải là bí mật. Trong tay chủ nhiệm Điền nắm giữ cơ mật cao nhất của nước Cộng Hòa, chúng tôi còn phải giữ bí mật sao? Chủ yếu là suy xét tới chuyện nếu lỡ việc này không thành, cho nên, không truyền ra ngoài. Diệp Phàm nịnh hót, Điền Giang nghe xong cảm thấy khá thoải mái. Chương 2318, Lửa Thiêu Mông. Ông ta ngồi nghiêng trên ghế dựa, nói. Việc này, như vậy đi, tôi thông báo cho bọn họ một chút rồi tính sau. Cậu cứ về đồng lĩnh trước đi, nghe nói tổ điều tra sắp xuống rồi. Bất kể chuyện này xử lý như nào, tổ điều tra chắc chắn phải xuống. Thái độ của cậu phải nghiêm túc, không thể nói vì nguyên nhân này mà sợ hãi, khiến người ta có ấn tượng xấu. Có một số việc, bên ngoài phải giao phó, bên trong cũng phải gác lại, cái này cần một thời điểm phù hợp, kết hợp lại là được. Được rồi, tôi lập tức về. Diệp Phàm gật gật đầu, vẻ mặt thận trọng. Diệp Phàm vừa về tới thành phố Đồng Lĩnh, khoảng giờ cơm chiều. Ba người Bao Nghị, Vương Long Đông, Mễ Nguyệt đã đặt phòng ở Thúy Hoa Lầu. Diệp Phàm đi thẳng tới đó. Ba đồng chí này, hiện nay là bộ máy trọng yếu nhất ở Đồng Lĩnh của Diệp Phàm. Đương nhiên, tư lệnh viên quân phân khu Lã cũng vậy. Chỉ là, lúc cần Lã Lâm thì trực tiếp gọi điện là được. Còn khi thương lượng bàn bạc đối sách thì không cần ông ta. Sau khi nhân viên phục vụ pha trà xong, đặt xuống mấy món điểm tâm rồi ra ngoài. Bí thư Diệp, dưa chua của Thúy Hoa Lầu này rất ngon, nếm thử chút. Mễ Nguyệt cười nói, kỳ thật, là muốn giúp Diệp Phàm giải tỏa tâm tư một chút. Ừ, tôi nếm thử. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, dùng chiếc đũa gắp một miếng, gật gật đầu khen. Thật sự không tồi, khiến tôi nghĩ tới dưa chua của Tuyết Thôn. Thế nào, không tồi chứ Bí thư Vương, Cục trưởng Bao, dưa chua này vị thuần khiết, tôi đã nói với hai người từ lâu, các anh còn không tin, bây giờ tin chưa? Mễ Nguyệt nhìn hai người đang thưởng thức dưa chua, liếc mắt một cái, hơi có vẻ đắc ý hỏi. Chẳng thấy gì đặc biệt, chỉ có cảm giác chua. Vương Long Đông nhíu mày nói. Không phải chứ. Diệp Phàm quay đầu cười. Không ngon, chua chết mất. Không ngờ đồng chí Bao Nghị còn, khủng hơn, nói ra một câu suýt làm Mễ Nguyệt nghẹn. Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh ta hừ nói. Không biết thưởng thức, cả ngày chỉ biết phá án, đến lưỡi cũng bị án phá hỏng rồi. Ha ha, anh ta không thấy vị gì, cũng thường mà. Diệp Phàm tỏ vẻ thản nhiên cười cười. Vẻ mặt rửng rưng. Bí thư Diệp, vẫn là nhanh chóng bàn đối sách đi. Dưa chua này có gì ngon đâu, nếu còn không bàn thì sẽ chậm trễ mất. Bao Nghị ngồi không yên, vẻ mặt lo lắng. Đúng vậy, gió này sắp thổi tới Đồng Lĩnh rồi. Nhất định chuyện này là có người cố ý gây ra. Vương Long Đông sắc mặt cũng rất khó coi, sắp mưa rồi. Gây ra như nào? Diệp Phàm thản nhiên nói. Lời đồn nào cũng có. Nói lần này tổ điều tra của nội các chính phủ xuống chính là điều tra bí thư Diệp. Có người nói còn có lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Quốc gia trong tổ, xuống đây chính là để bắt giam bí thư Thành ủy Anh. Sau đó tổ điều tra sẽ ra tay điều tra rõ việc này. Vương Long Đông nói. Còn có người nói, bí thư Diệp chắc chắn không còn đất diễn nữa rồi. Khiến cho lòng người cả thành phố đều bàng hoàng. Một vài đồng chí ban đầu theo ta giờ cũng có chút dao động rồi. Con cháu rùa đấy, chính là hai đồng chí trong mạng lưới ở cục hôm nay vừa gặp tôi đã chẳng thèm chào hỏi luôn. Nhưng tôi vẫn chào họ trước một tiếng, một đám như nhìn thấy thần ôn dịch, chỉ gật gật đầu rồi đi. Đều thật, người nào người nấy còn ra vẻ hơn cả cục trưởng tôi. Bao Nghị liền nói tục. Ha ha, không sao, không phải gấp, người khác nói gì là chuyện của họ. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có người cố ý giở trò. Với loại sự việc như vậy, có tin đồn là bình thường, không tin đồn mới là lạ. Các anh xem,
có bao giờ gặp phải chuyện như này mà không khiến gió thổi cỏ bay đâu. Diệp Phàm vẫn tỏ vẻ vững như Thái Sơn mà không biến sắc. Nhưng thật ra ba đồng chí này có chút nghi ngờ. Bí thư Diệp, chuyện lần này thật sự phải rất thận trọng. Đầu mâu của cấp trên nhằm thẳng vào anh. Sự việc như vậy, rất lớn. Một khi điều tra ra thì rất phiền toái. Mễ Nguyệt rõ ràng biết Diệp Phàm hiểu được tính chất nghiêm trọng của việc này, nhưng vẫn nói dài dòng một chút. Nên làm như nào thì làm vậy. Mọi người cứ làm việc bình thường là được. Không cần lo lắng quá, bọn họ đến cứ để bọn họ gây sức ép hết sức. Còn về phần những đồng chí có ý đồ bất lương, nhất định sẽ thừa dịp này sinh sự. Ba người phải chú ý không sơ hở. Còn nữa, đồng chí cấp trên phòng chừng sẽ đến ngay sau đó. Khoảng 8 giờ tối sẽ đến thành phố Đồng Lĩnh chúng ta. Đồng chí Bao Nghị đảm bảo công tác bảo vệ an toàn cho lãnh đạo. Nếu bất cứ đồng chí nào của tổ điều tra bị thương, tôi sẽ bắt anh về hỏi đấy. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Chết vài người càng tốt. Bao Nghị tức giận hừ nói. Diệp Phàm tức quá, trừng mắt nhìn anh ta. Bao Nghị lập tức hơi ngượng ngùng nói. Rất xin lỗi bí thư Diệp, tôi hành động theo cảm tính rồi. Tôi sẽ chú ý những điều này, anh yên tâm, cam đoan tất cả các vị tổ viên đều đến Đồng Lĩnh an toàn, sẽ an toàn quay về thủ đô. Có thể chết thì đương nhiên là tốt, được yên ắng một chút. Tuy nhiên, chết thật thì càng phiền toái đấy. Vương Long Đông nói. Chủ tịch Phượng có đến tìm mọi người không? Sau đó Diệp Phàm hỏi. Cô ấy đã đích thân đến, tuy nhiên, cũng không nói gì. Đoán chừng là đến hỏi thăm tin tức, chỉ là, chúng tôi cũng không biết gì nhiều, mà cũng có những việc không tiện nói ra ngoài. Lúc này, vẫn nên chú ý tránh hiểm nghi, bằng không, sẽ truyền ra tin tức tập đoàn Thiên Mộc cấu kết, thông đồng với Cục Công an thành phố làm án, che giấu sự thật. Bao Nghị gật gật đầu. Họ chắc đã hành động từ lâu, tôi có người ở bên mỏ, nói là lập tức triệu tập cuộc họp để tìm đối sách. Đương nhiên, Phượng Khải Mai cũng không đơn giản. Chẳng qua về mặt kinh nghiệm thực tế thì cô ta không bằng Phượng Thảo Thiên. Loại sự việc như này đối với Phượng Thảo Thiên thì đúng là thuộc như lòng bàn tay, Phượng Khải Mai thì mới gặp lần đầu. Hơn nữa, tôi thấy cô gái này rất coi trọng ý thức pháp luật bảo vệ cá nhân. Cô ta đương nhiên không quen với một vài quy định của chế độ trong nước. Quen dùng luật pháp của châu Âu hay bên Mỹ. Không biết tình hình trong nước khác xa, pháp luật đương nhiên cũng khác nhau do đặc điểm của từng nước. Nếu dùng luật của Mỹ, khẳng định phải chịu thiệt lớn. Cho nên, tôi cũng nhắc nhở cô ấy chú ý điểm này. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn, muốn hiểu rõ thì cũng khó. Bởi vì mỏ than Hải Sơn thuộc khu vực thành phố Trương Hà của Vương Long Đông, tổ điều tra lần này phỏng chừng sẽ trú tại thành phố Trương Hà. Bí thư thành ủy thành phố Trương Hà, Vương Long Đông đứng mũi chịu sào rồi. Thật ra cũng không phải lo lắng quá, Phượng Khải Mai tuy du học nước ngoài, nhưng nếu Phượng gia đã để cho cô ấy tiếp quản vị trí của Phượng Thảo Thiên, khẳng định là có cái lý của họ. Đừng tưởng hai lão thái bà của Phượng gia già rồi, thật ra, họ rất khôn khéo. Đại gia tộc có cái khó của đại gia tộc, chỉ có một cử chỉ sai là sẽ bị gia tộc khác nuốt chừng. Huống chi, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc còn cả một hội đồng quản trị các nguyên lão. Mấy người họ đều theo phong cách làm việc của Phượng Thảo Thiên. Trong lúc mấu chốt này, đề xuất của các nguyên lão thực sự rất quan trọng. Đơn giản là tìm được người nhà người chết để tìm cách liên minh công thủ giữ miệng cho nhau. Xử lý thật tốt chuyện của giếng số 7, còn phương diện thợ mỏ, phải nắm chắc tư tưởng, thực ra chính là phải ngậm miệng lại. Cho dù tổ điều tra xuống điều tra, trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm ra bằng chứng, thực ra cũng rất khó. Không có thời gian nửa năm, cũng khó. Hơn nữa, sau thời gian dài như vậy mới xuống. Từ thời kỳ Phượng Khải Mai thay thế vị trí của Phượng Thảo Thiên, phỏng chứng cứ cũng bị xóa đi tương đối rồi. Diệp Phàm thật ra khá bình tĩnh. Bí thư Diệp, lúc nào cũng không thực tế. Mễ Nguyệt thở dài, đứng lên, múc bát canh chua cho Diệp Phàm. Cô xem, có tôi đây còn sợ gì nữa? Tôi nói không sao thì sẽ không sao, mọi người cứ yên tâm đi làm là được. Trời sập còn có tôi đỡ. Diệp Phàm đột nhiên trở nên khí phách. Vương Long Đồng và Bao Nghị đương nhiên thầm cảm phục. Còn Mễ Nguyệt trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm xúc khó hiểu. Cô không khỏi mở miệng nói. Tôi sợ cái gì, cùng lắm thì không làm, lại về làm người mẫu. Tôi cũng không tin, không có cái mũ này tôi không sống nổi. Những lời này nói ra,
Vương Long Đông và Bao Nghị nhìn Mễ Nguyệt một cách kỳ lạ. Cô gái này, mặt hơi đỏ lên, ý tứ của những lời này rất rõ, có ý tình nguyện xuống địa ngục với Diệp Phàm. Tôi không có ý gì, chỉ là muốn nói, tôi sẽ dũng cảm xử lý chuyện này. Mễ Nguyệt nói thêm một câu, lại giấu đầu hở đuôi. Diệp Phàm giả vờ không nhìn thấy, mải miết húp canh. Đúng đúng, chúng ta đều phải xử lý thật tốt, cùng nhau đối phó với tổ điều tra. Vương Long Đông vội vàng ba phải, chỉ sợ đồng chí Mễ Nguyệt không hạ đài được. Hơn nữa, trong lòng hai anh chàng này cũng có chút ý nghĩ không tốt, phỏng chừng cành hoa của thành ủy này sớm đã hoa trên giường của Diệp Phàm rồi. Bởi vì, Mễ Nguyệt có thể ngồi lên chiếc ghế trưởng ban thư ký thành ủy hiển nhiên là một tay Diệp Phàm đẩy lên. Diệp Phàm vì sao lại đồng ý đẩy một đồng chí nữ lên? Hơn nữa, còn là một cô gái 30 tuổi chưa kết hôn, dáng vẻ rất xinh đẹp. Trong chuyện này, không khỏi khiến người ta tưởng tượng đến thứ giao dịch mờ ám xấu xa giữa nam và nữ. Hừ, hai người nghĩ cái gì đấy? Diệp Phàm đặt thìa xuống, hừ một tiếng, cảnh cáo hai người chớ suy nghĩ lung tung. Ha ha, không nghĩ gì cả. Vương Long Đông vội nói. Đúng đúng, không nghĩ gì. Bao Nghị lại nói thêm một câu, lại càng lòi đuôi cáo. Mễ Nguyệt mặt cũng đỏ hơn, không biết là do rượu hay có nguyên nhân nào khác. Dù sao cũng trợn hai mắt liếc nhìn hai đồng chí kia. Đột nhiên, cô gái này như hạ quyết tâm, nói với hai đồng chí nam. Tôi biết các anh đang nghĩ xấu xa gì trong đầu, nói thật với hai người, tôi và Bí Thư Diệp trong sáng. Mễ Nguyệt tôi vẫn muốn ở bên Bí Thư Diệp, tuy nhiên, Bí Thư Diệp không thích tôi, bây giờ đã hiểu chưa? Hai người này nghẹn họng nhìn chân chối. Rất lâu sau đồng chí Vương Long Đông mới hả được miệng ra nói. Đúng, đúng, đúng là nghĩ lung tung. Hiểu rồi, thật ra, chúng tôi cũng có nghĩ gì đâu. Bao Nghị gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, nói. Chương 2319, núi Thái Sơn có sụp tôi cũng chẳng sợ. Ha ha, Diệp Phàm đột nhiên cười sang sảng, duỗi đầu ngón tay chỉ vào hai đồng chí, cười nói. Lĩnh giáo được sự lợi hại của trưởng ban Mễ Nguyệt chúng ta chưa? Các đồng chí à? Có vài đồng chí trong chúng ta, thích dùng đôi mắt háo sắc để nhìn người. Cho nàng cán bộ nữ, đặc biệt là những cán bộ nữ xinh đẹp được đề bạt, làm ra được thành tích, đều là vì yêu đương với cánh đàn ông mới được vậy. Kỳ thực, hiện tượng này cũng có, nhưng chỉ là số ít thôi. Chúng ta, nhìn vấn đề đừng dùng ánh mắt thành kiến như vậy, nhìn người càng không thể như vậy, hai người nhớ kỹ cho ông đây. Tuy nhiên, khi nói những lời này trong lòng Diệp Phàm kỳ thực cũng hơi chột dạ. Trong suy nghĩ lại hiện ra hình ảnh cơ thể nút bán thân dưới ánh trăng dụ người của Mễ Nguyệt ở huyện Ngư Tử tối hôm đó. Dù lúc đó Diệp Phàm không làm gì, nhưng, thằng nhãi này trong lòng vẫn có thoáng chút ý nghĩ xấu xa. Cái này, dĩ nhiên là do tâm lý của đàn ông, cũng không thể nói Diệp Phàm xấu xa được. Tối hôm đó quả là ám muội, làm Diệp Phàm đến giờ còn chút động lòng. Cùng thời khắc đó, trong Phong Vân Lầu đồng chí chủ tịch thành phố Cao Thành đang ngồi ở đó mặt nở nụ cười. Trưởng ban tổ chức cán bộ Đào Cư Lễ, trưởng ban tuyên giáo Phượng Thủy Linh ngồi hai bên, bên dưới là phó chủ tịch thành phố Ngô Dũng cùng với bí thư quận ủy quận An Lâu đồng chí Triệu Nhất Thành. Trên bàn đầy ắp thức ăn, những con bay trên trời, bơi dưới biển, bò trên đất đều có đủ trên bàn. Đương nhiên, Phong Vân Lâu bảng hiệu rất lớn, bình thường căn bản không có các đồng chí công an bảo vệ động vật đến cửa kiếm phiền phức. Cho nên... Những loài động vật hoang dã bên ngoài rõ ràng có lệnh cấm nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng chúng ở đây, chẳng hạn như tê tê, kỳ nhông hoang. Còn về gà rừng, thỏ, lợn rừng không được bảo hộ thì càng dễ thấy. Chủ tịch thành phố Cao, nếm thử đi, đây chính là kỳ nhông hoang dã chính tông chứ không phải nuôi trong nhà đâu. Triệu Nhất Thành có vẻ nịnh nọt múc chút đồ ăn cho Cao Thành. Vì, tối nay do Triệu Nhất Thành làm chủ. Ha ha. Tất cả mọi người cùng nếm thử chút đi. Cao Thành vừa nếm canh vừa cười nói, thằng này hôm nay tâm tình không tệ. Đúng, 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 tất cả mọi người nếm thử chút đi. Phó Chủ tịch thành phố Ngô Dụng nói, múc một chén cho Đào Cư Lễ và Phượng Thủy Linh trước. Đúng rồi lão Ngô, khoản tiền sở tài chính cấp cho phố Tân Long đã có chưa? Chủ tịch thành phố Cao hỏi. Có rồi, tôi đang bực mình đây, lúc đầu họ rất kiên quyết. Sao mới có mấy ngày đã thay đổi rồi? Vốn muốn đổi tên cho khoản tiền này rồi chuyển xuống, không biết cái cô nàng Mễ Nguyệt dùng thủ đoạn gì,
có thể đả thông quan hệ với Vạn Hữu Lương. Ngô Dụng là phó chủ tịch thành phố phân công quản lý kiến thiết giao thông, anh ta tương đối nghi hoặc, khó hiểu. Có phải do Vạn Phí Tài liên hệ với Mễ Nguyệt, cuối cùng là cùng làm ăn với tên họ Diệp? Việc này, hai bên cùng hợp tác, dĩ nhiên giải quyết được. Lúc này, Phượng Thủy Linh hừ lạnh nói, người phụ nữ này, bộ dạng bình thường, nên luôn coi Mễ Nguyệt là cành hoa không vừa mắt ở thành ủy. Không phải vậy đâu. Đào Cư Lễ lắc đầu, liếc mắt nhìn mọi người một cái nói. Muộn họ làm cùng sao có thể, cái này, ai chẳng biết là Vạn Phú Tài với Khổng Đoan một phe. Vạn Phú Tài có muốn mượn cơ hội cũng không dám đi về phía Diệp Phàm. Huống hồ, dựa vào ông anh là thần tài ở tỉnh Vạn Hữu Lý, Diệp Phàm có cách gì để ép được đồng chí Tiểu Vạn chứ? Tôi lại nghĩ, có phải là Vạn Hữu Lý đánh tiếng với Diệp Phàm? Cuối cùng Diệp Phàm suy xét đến vấn đề tài chính của thành phố, chắc chắn không thể đắc tội với vị thần tài Vạn Hữu Lý này. Cuối cùng bèn nhả ra, chỉ cần tên họ Diệp buông lỏng miệng, khoản tiền kia tự nhiên được cấp xuống thôi. Đào Cư Lễ nói xong, thấy mọi người đều rơi vào cân nhắc. Chắc chắn mọi người đều được mình cảnh tỉnh, thằng này tương đối đắc ý, tự dưng sờ sờ cằm. Đây là tật xấu của đồng chí lão Đào, gặp chuyện xui xẻo thì sờ chán, đắc ý thì sờ cằm. Các lãnh đạo cấp cao ở thành phố đều biết được động tác quái dị của thằng này. Cao Thành khẽ gật đầu, nói. Đúng là đồng chí lão Đào am hiểu nghệ thuật quan trường. Vạn Phú Tài không có lý do gì để làm ngọn cỏ đầu tường. Cho dù Diệp Phàm có giúp đỡ y thì cũng không thể được như Khổng Đoan này không đơn giản. Có quan hệ với nhân vật thứ tư ở tỉnh Phó Bí Thư Tống Tử Lương. Cái này tất cả mọi người đều biết đúng không? Tôi cũng có nghe nói. Lần trước Bí Thư Tống xuống kiểm tra công việc, không phải đã thẳng thừng khen ngợi Khổng Đoan sao? Hơn nữa còn nói phải làm thí điểm ở thành phố Đồng Lĩnh chúng ta, phải nhắm vào việc giáo dục tư tưởng cho các cán bộ. Mấy hôm trước Khổng Đoan có nói với tôi, yêu cầu chúng ta tổ chức một bộ phận như chỉ thị của Bí Thư Tống, lĩnh hội tinh thần của Bí Thư Tống. Và, phải mở một lớp nâng cao cho các cán bộ. Nâng cao cái gì, chính là chuyên nâng cao tố chất tư tưởng. Kỳ thực ấy cả, chỉ là thấy đồng chí nào thuận mắt nâng đồng chí ấy lên để mọi người cảm nhận được sự ấm áp của đồng chí ấy. Đào Cư Lễ nói. Thể hiện thôi. Phượng Thủy Linh hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi không hiểu, Khổng Đoan có điểm nào tốt, sao Bí Thư Tống lại nâng y lên như vậy? Hai bên đều có lợi mà, Bí Thư Tống nói ra miệng, Khổng Đoan đi làm. Cuối cùng có kết quả thử nghiệm, thành tích chia cho anh một nửa tôi cũng có một nửa. Đào Cư Lễ thản nhiên cười cười. Ha ha, mọi người đều sai rồi. Cao Thành đột nhiên cười thần bí. Sai. Tất cả mọi người trong lòng đều đánh dấu chấm hỏi, tuy nhiên, không ai dám hỏi. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vị lãnh đạo của vòng tròn Cao Thành này. Ha ha, chủ của Phong Vân Lầu là ai? Cao Thành cười thần bí. Chẳng lẽ Khổng Đoan cùng ông chủ Phong Vân Lầu hiệu Ngọa Long, Khổng Đông Phong một trong ngũ vương của Tấn Lĩnh có quan hệ? Hình như trước nay chưa từng nghe nói đến, Khổng Đoan dù nói mang họ Khổng, nhưng ở thành phố Đồng Lĩnh chúng ta họ Khổng đâu ít, sao có thể có quan hệ được? Phượng Thủy Linh thiếu chút nữa là kêu lên thành tiếng. Người phụ nữ này giọng cũng không thấp. Ha ha, các người đều sai rồi. Việc này chắc hẳn còn là một bí mật ở thành phố Đồng Lĩnh chúng ta. Dù là những đồng chí hợp tác với Khổng Đoan cũng chưa chắc đã biết được tầng quan hệ này của Khổng Đoan. Cao Thành nói. Thấy ánh mắt mọi người đều lộ vẻ khát khao, thằng này mới đặt muỗng xuống, nói. Nói cho mọi người biết cũng không sao, cha của Khổng Đoan là đồng chí Khổng Tiểu Dương, là anh em kết nghĩa của Bộ trưởng Khổng Chính Húc. Tuy nói Khổng Tiểu Dương lớn hơn Khổng Chính Húc rất nhiều. Nghe nói năm Khổng Chính Húc còn nhỏ nhà rất nghèo. Khổng Tiểu Dương lớn hơn Khổng Chính Húc mười mấy tuổi, khi đó Khổng Tiểu Dương thường xuyên giúp đỡ gia đình Khổng Chính Húc. Chẳng hạn như cho người ta túi gạo khi nhà anh đáy nổi trống trơn, khi chưa kịp đóng học phí thì đóng giúp. Đương nhiên, khi đó tình trạng kinh tế của Khổng Tiểu Dương cũng không tốt gì. Cũng là tằn tiện, góp nhặt mới có được. Cho nên... mới có thể giúp được Khổng Chính Húc sống qua ngày. Sau này, Khổng Chính Húc nhận Khổng Tiểu Dương là đại ca. Hoạn nạn gặp chân tình ấy mà. Tuy nhiên, quan hệ của họ chưa bao giờ công khai, tôi cũng là tình cờ nghe một ông chú kể lại. Khó trách, Khổng Đoan có ông chú như vậy, hèn gì Bí Thư Tống cũng phải khen ngợi y.
Hơn nữa nghe nói gần đây Bộ trưởng Khổng cũng đang hô hào để lên vị trí cầm lái ở Bộ Xây dựng. Chỉ cần Bộ trưởng Khổng lên ngồi ở vị trí số 1 ở Bộ Xây dựng thì Khổng Đoan kia thật sự phát đạt rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ Bí Thư La cũng phải nể mặt y. Triệu Nhất Thành có chút căm giận nói, thằng này, dĩ nhiên là đang mắc chứng đỏ mắt rồi. Thì đang hô hào đấy, nhưng muốn cầm lái Bộ Xây dựng cũng tương đối khó. Muốn cầm lái ở Trung ương đâu phải dễ. Không có gia tộc kiên cố đứng sau chống đỡ, không có lãnh đạo cấp phó quốc gia đứng sau đỡ đầu, muốn đi lên cũng chẳng có cửa. Cao Thành hừ lạnh một tiếng. Cũng đúng, đừng nói chức vị thứ trưởng cao như vậy, ngay cả một chủ tịch huyện, cục trưởng muốn đi lên mà đằng sau chẳng ai giúp đỡ cũng bó tay. Đã không có người giúp đỡ còn không có tiền mà vẫn muốn đi lên thì đúng là mơ mộng hão huyền. Hiện tại, có tiền không có quan hệ không được, có quan hệ không có tiền cũng không được. Có tiền mà không có quan hệ, anh có được tiền người ta cũng chẳng dám nhận. Có quan hệ mà không có tiền trong lòng người ta sẽ không thoải mái, dĩ nhiên nếu muốn người ta đẩy anh lên, thì người ta cũng cứ kéo dài mãi chả muốn giúp. Hai thứ này, không thể thiếu một trong hai được. Chỉ có điều, vị trí của Khổng Chính Húc hiện nay đã có thể làm người ta lé mắt rồi. Quyền lực của Bộ Xây dựng lớn lắm, làm việc gì mà chẳng dính đến bên đó. Đến lúc đó, không chịu cấp giấy chứng nhận cho anh thì anh làm được gì chứ? Ngô Dụng thở dài nói. Đúng lúc này Triệu Nhất Thành đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nịnh nọt hai tay cầm chén rượu, cười nói với Cao Thành. Bí thư Cao, Nhất Thành mời anh ba chén. Anh một chén, tôi ba chén. Tôi nói này lão Triệu, anh có ý gì, không phải đang sỉ nhục tôi đấy chứ? Cao Thành ra vẻ ở oán giận Triệu Nhất Thành, nhưng kỳ thực thằng nhãi này trong lòng vô cùng thích thú. Đúng đúng đúng, mọi người chúng ta cùng Bí thư Cao uống ba chén đi. Lúc này, đám Đào Cư Lễ cũng kịp phản ứng, lập tức nâng ly lên, miệng ai nấy cũng nở nụ cười. Đừng như vậy, chữ bát ba không thể chồng đít lên, đừng gọi bậy bạ. Để người khác nghe được sẽ nghĩ gì, người ta sẽ cho rằng Cao Thành tôi khiêu khích hắn. Cao Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, chữ hắn ở đây đương nhiên là chỉ đồng chí Diệp Phàm rồi. Việc này, tôi thấy ván đã đóng thuyền rồi. Họ Diệp lần này có thể lật ngược tình thế, chữ Đào trong Đào Cư Lễ của tôi cũng sẽ viết ngược. Đào Cư Lễ nói, đúng vậy, chúng ta đều viết ngược hết. Phó Chủ tịch thành phố Ngô Dụng cũng cười nói, được rồi. Mọi người gọi tôi là Phó Bí Thư Cao là được rồi, chén này tôi sẽ uống. Cao Thành cùng mọi người cùng một chén. Mấy tiếng nữa, tổ điều tra liên hợp sẽ tới. Giờ chắc đã vào nội thành thành phố Đồng Lĩnh chúng ta rồi. Bất quá lần này tổ điều tra liên hợp muốn đột kích bất ngờ, nên chúng ta không thể sắp xếp tiếp đãi được. Đào Cư Lễ nói. Không nhận được thông báo của tỉnh, chúng ta chỉ đành giả ngốc. Bằng không, anh đi tiếp đãi không phải chứng tỏ anh biết trước mọi chuyện sao? Thế đâu có được. Triệu Nhất Thành gật đầu. Nghe nói mỏ than Hải Sơn đang loạn lắm. Lúc này, Triệu Nhất Thành nói. Chương 2320, đánh phủ đầu lão Điền. Loạn thì chắc chắn là loạn rồi, tin tức lớn như vậy, chắc hẳn Diệp Phàm sớm đã tiết lộ cho Phượng Khải Mai. Tuy nhiên, chẳng kịp nữa rồi. Tổ điều tra xuống quá nhanh. Chính Diệp Phàm chắc hẳn cũng nhận được tin chưa lâu. Thời gian này, mỏ than Hải Sơn trước kia cũng bị thành phố xử lý rồi. Chỉ có điều thái độ của Bí thư Diệp Phàm không rõ ràng, nghi ngờ có bao che. Nên dĩ nhiên sẽ không báo việc này lên tỉnh. Người này cũng to gan lớn mật lắm. Chuyện như vậy mà dám không báo. Lúc trước Chủ tịch thành phố Cao đã từng đề cập đến việc này, có điều thái độ của Diệp Phàm cứng rắn quá. Lại thêm mỏ than núi Thượng Hải quyên tặng trên 200 triệu nên việc này đành bỏ qua. Tuy nhiên, Chủ tịch thành phố Cao, việc này có liên lụy đến chúng ta không? Đào Cư Lễ đột nhiên nhíu mày. Liên lụy, sao lại liên lụy? Lúc đó chuyện này Phượng Thảo Thiên làm, phong tỏa toàn diện tin tức, chúng ta cũng không biết được tình hình. Chính là sau khi hai mẹ con kia chặn xe kêu oan, kết quả đã điều tra ra rồi. Chỉ có điều, việc này đồng chí Diệp Phàm bao che chặt quá. Không để lộ cho chúng ta nhiều nội dung có giá trị, nếu nhấn mạnh thì chuyện này dính tới cả một tầng của thành phố Đồng Lĩnh chúng ta. Cái này, trên hội nghị thường vụ cũng có ghi chép. Lúc đó, Cao Thành tôi đã phản đối, hơn nữa, việc này, ha ha, tôi đã có chuẩn bị rồi. Dù có dở trò cũng chẳng thể nào dính đến tôi dược. Chỉ có tên Khổng Đoan là phải tự làm sạch mình. Cao Thành hừ một tiếng, thằng này,
sắc mặt cũng có chút âm trầm. Kỳ thật, thằng này trong lòng cũng có chút không nỡ. Nếu muốn truy cứu tới cùng, chủ tịch thành phố Như Y cũng uống đủ. Phần lớn trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Diệp Phàm, nhưng Cao Thành chắc chắn cũng phải gánh chút trách nhiệm. Tuy nhiên, Cao Thành đã có chuẩn bị. Cùng thời gian đó, ở nhà Khổng Đoan cũng rất nhộn nhịp. Trên sofa phòng khách có mấy người ngồi, chẳng hạn Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tất Vân Lý, Bí thư Đảng ủy Công an Trì Hạo Cường, Bí thư Quận ủy Quận Đồng Lĩnh Nhâm Tín Thiên, Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Vạn Phú Tài. Bí thư Khổng, cơ hội lần này chắc chắn không thể bỏ lỡ. Tất Vân Lý nói, cơ hội lần này đúng là khó khăn lắm mới có được. Diệp Phàm chắc chắn là xong rồi, Cao Thành cũng khó thoát khỏi liên quan, thành phố Đồng Lĩnh đang nghênh đón thời đại tẩy bài lớn. Vị trí của Diệp Phàm, dù nói thế nào thì giờ cũng nên để Bí thư Khổng bước lên rồi. Nhâm Tín Thiên nói, kỳ thực, mọi người trong lòng ai cũng có tính toán riêng. Khổng Đoan lên rồi, Trì Hạo Cường dĩ nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào vị trí của gã. Còn Cao Thành xuống, Tất Vân Lý có thể tiếp nối. Khổng Đoan dẫu có ngồi ở vị trí của Cao Thành thì Tất Vân Lý cũng có thể ngồi vị trí Khổng Đoan để lại. Còn Trì Hạo Cường, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố hẳn là không làm được. Nhưng, muốn kiêm chức Cục trưởng Cục Công an chắc chắn không khó. Bất kể là vị trí nào, mấy người này đều có cơ hội. Còn Nhâm Tín Thiên chỉ mong có thể lên được một nấc, ngồi vào vị trí của Tất Vân Lý. Tính toán của mấy người này dường như đều có chút giống nhau. Mấy người này đã tự coi mình là ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rồi. Tự đem chức vị trong bộ máy thành ủy thành phố Đồng Lĩnh phân chia sạch sẽ. Loại suy nghĩ này đương nhiên có chút buồn cười, tuy nhiên, con người mà, ai chả có giấc mơ. Bên Hải Thiên có để mắt đến không vậy? Tất Vân Lý quay đầu hỏi Trì Hạo Cường. Yên tâm, bọn bảo vệ quảng có người của chúng ta. Từ khi Diệp Phàm cứng rắn đàn áp chuyện mỏ than Hải Sơn trong phạm vi nội bộ thành phố Đồng Lĩnh, tôi đã cho người để mắt rồi. Trì Hạo Cường trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Lão Trì, không thể qua loa được, chúng ta khó có được cơ hội. Chẳng hạn, người nhà của người gặp nạn ở mỏ Hải Sơn có liên hệ không? Còn nữa, công nhân mỏ than Hải Sơn có liên hệ không? Còn vua cỏ Phượng Thảo Thiên trước kia làm bao nhiêu chuyện xấu? Chẳng hạn như chiếm đất, dọa nam nạt nữ, mỏ than Hải Sơn trốn thuế. Đến lúc đó, chỉ cần tổ điều tra đến, sẽ cùng lúc làm khó dễ từ mọi phía. Bất cứ chuyện mục nát nào Phượng Thảo Thiên làm cũng đổ hết lên đầu y. Diệp Phàm có liên kết với Phượng Khải Mai, họ có lên trời cũng không ứng phó được. Huống hồ, lần này tổ điều tra đã sắp xuống tới nơi rồi. Việc này, cấp trên có thể có người xuống, chứng tỏ, cấp trên đã có người không hài lòng với Diệp Phàm. Diệp Phàm từ văn phòng trung ương xuống, người ta vẫn dám xuống, vậy chứng tỏ đã được Chủ tịch Đường đồng ý. Diệp Phàm, chết chắc rồi. Ác hẳn, không chỉ có vấn đề hái mũ quan, có thể còn phải ngồi tù nữa. Tất Vân Lý vẻ mặt nghiêm túc sắp xếp. Chuyện lần này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần điều tra việc này là sẽ có bằng chứng vững như sắt, còn Diệp Phàm đã ra tay đàn áp ở hội nghị thường vụ giờ có muốn thay đổi cũng không được. Chuyện này quá lớn, có quá nhiều người chết, hắn, không thể nào lật lại ván cờ. Nhâm Tín Thiên hừ lạnh nói. Mễ Nguyệt cùng phường với Diệp Phàm, cô ta có gian lận trong bản ghi chép ở hội nghị thường vụ không? Lúc này, Vạn Phú Tài nói. Hừ, muộn rồi, tôi đã cho người theo dõi rồi. Khổng Đoan hừ lạnh một tiếng, hai mắt lóe lên tia sát khí rồi biến mất. 9 giờ tối, tổ điều tra đã đến thành phố Đồng Lĩnh, lúc này, Diệp Phàm và Cao Thành rốt cuộc đã nhận được thông báo. Hai vị đầu sỏ không dám chậm trễ, lập tức đến nhà khách thành phố Đồng Lĩnh nghênh đón tổ điều tra. Còn bên bảo vệ đã âm thầm tổ chức lực lượng canh gác nhà khách Đồng Lĩnh. Bí thư Diệp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phó trưởng ban thư ký nội các chính phủ kiêm chủ nhiệm phòng đốc tra nội các chính phủ, tổ trưởng tổ điều tra, lão già Điền Lâm mặt cười tủm tỉm, từ xa nhìn thấy Diệp Phàm đã nhiệt tình đưa tay ra cười nói. Biết lão già này tới để thấy mình xui xẻo, trong lòng Diệp Phàm thầm hừ lạnh, ngoài mặt vẫn nở nụ cười nói. Vừa mới nhận được thông báo, không thể đón từ xa, ngại quá. Lần này đồng chí Điền Lâm đưa cả hai tay, Diệp Phàm cũng bắt bằng hai tay. Bốn bàn tay siết chặt lấy nhau. Những đồng chí không biết còn tưởng hai người này có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Những đồng chí biết được đều âm thầm lắc đầu. Bốn bàn tay này đều chứa đầy sát khí.
Đến đây, Bí thư Diệp, tôi giới thiệu với anh một chút. Vị này là Cục Phó Tổng cụ Giám sát An toàn Quốc gia, đồng chí Tài Thắng Lý. Sau khi buông tay ra, Điền Lâm chỉ vào một lão già gầy gầy nói. Diệp Phàm tiến lên chào hỏi. Vị này là phóng viên nổi tiếng của chuyên mục Tiêu điểm Đài truyền hình quốc gia, chủ nhiệm Hải Ninh. Điền Lâm chỉ vào một phụ nữ xinh đẹp giới thiệu. Ha ha, không cần giới thiệu, Bí thư Diệp từng là bạn cùng lớp với tôi. Hải Ninh vẻ mặt cười tươi tiến lên bắt tay Diệp Phàm. Năm đó khi huấn luyện ở trường Đảng Trung ương, Diệp Phàm có từng quen biết Hải Ninh. Lúc ấy Hải Ninh đang là trạm trưởng phân trạm Tân Hoa xã. Hơn nữa cũng chẳng có quan hệ tốt đẹp gì, không ngờ oan ra ngõ hẹp, giờ gặp lại nhau. Chắc chắn là do Điền Lâm và Trương Hướng Đông cố ý sắp xếp rồi. Vì, chắc hẳn hai lão đã điều tra kỹ lý lịch của mình. Lần này sắp xếp Hải Ninh xuống, nhất định là muốn làm rõ chuyện mỏ than Hải Sơn. Chào cô bạn học cũ, vài năm không gặp đã xinh đẹp hẳn ra đấy. Diệp Phàm vẻ mặt nhiệt tình bắt tay Hải Ninh. Ha ha, lần này xuống chủ yếu muốn làm vài tiết mục về an toàn mỏ than. Chúng tôi sẽ theo sát đoàn người chủ nhiệm Điền, bất cứ lúc nào cũng báo cáo mọi tình huống. Đến lúc đó, kính xin anh bạn học cũ có thể ủng hộ. Hải Ninh cười nói. Ủng hộ cái cọng lông, cô tới bêu xấu ông đây mà ông đây còn phải ủng hộ cô à. Đồ con rùa Điền Lâm, ông tính toán hay lắm. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng một câu. Thằng này miệng cười nói. Đương nhiên là thế rồi, chúng ta là bạn học mà. Đến lúc đó, chỉ cần phóng viên Hải Ninh cần gì, cứ nói với trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt là được rồi. Thành phố Đồng Lĩnh chắc chắn sẽ ủng hộ đài truyền hình quay phim chế tác. Cần xe cần người, cứ mở miệng là được. Ban tuyên giáo thành ủy thành phố Đồng Lĩnh, đài truyền hình đều sẽ cật lực ủng hộ. Thấy Diệp Phàm bình tĩnh tươi cười, trong lòng Hải Ninh thầm nói anh thật không hiểu hay đang giả ngu. Trẻ tuổi mà lòng dạ đã sâu thế, xem ra, tên này đã trưởng thành hơn nhiều. Không còn như hồi ở trường nữa. Tôi cảm ơn Bí thư Diệp trước nhé, chắc hẳn tổ phỏng vấn sẽ ở đây thời gian dài, sẽ làm phiền anh bạn Bí thư Diệp nhiều đấy. Hải Ninh vẻ mặt cười tươi, Diệp Phàm thật sự muốn tiến lên tát cho cô nàng này một cái. Rõ ràng là đang cười giễu mình mà. Ha ha, cũng chưa chắc, hướng gió mà, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Không chừng hôm nay chúng đến nhưng mai lại kéo nhau đi. Quốc gia chúng ta lớn như vậy, có bao nhiêu việc cần các đồng chí tổ đốc tra đi đốc tra đúng không nào? Chỉ sợ chủ nhiệm Hải Ninh lúc đó về tay không lại nuối tiếc. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh cười nói. Yên tâm đi Bí thư Diệp, cả nước tuy có nhiều việc. Tuy nhiên, lần này xuống đây, là muốn nắm bắt thật tình hình. Không nắm bắt được tình hình trở về chúng tôi sẽ bị phê bình. Để không bị phê bình chúng tôi phải nắm rõ được tình hình. Cho nên, các đồng chí đều đã chuẩn bị để chiến đấu lâu dài rồi. Lần này xuống sẽ đóng tại thị xã Trương Hà, ở địa phương cho dễ làm việc ấy mà. Chủ nhiệm Điền cười nhạt, từ câu đầu tiên đã đọ sức với Diệp Phàm. Ý là lần này tôi xuống đây điều tra đến cùng, chưa điều tra được sẽ chưa thu binh. Ha ha, hoan nghênh, cấp trên nhiều người xuống quá, nghe nói mọi người sẽ không ở nhà khách thành ủy. Nếu ở bên ngoài, vậy có thể tăng chút thu nhập cho thị xã Trương Hà rồi. Diệp Phàm cười nói. Điền Lâm hơi sững sờ, thiếu chút nữa bị nghẹn họng. Lão già này cười khan nói. Cũng để tiện cho công tác, lần này chúng tôi điều tra độc lập, ở tại nhà khách thành ủy không tiện. Chủ nhiệm Điền, nếu mọi người không ở nhà khách thành ủy thì ở nhà khách Trương Hà. Tôi sẽ sắp xếp. Lúc này, Chủ tịch thành phố Cao Thành tiến lên, vẻ mặt nhiệt tình nói. Ha ha, không cần sắp xếp, chúng tôi sẽ tự lo. Điền Lâm không cho Cao Thành chút thể diện, cái này, chỉ là đang diễn cho Diệp Phàm xem. Ám chỉ tổ điều tra của tôi không dính đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố các người, lần này sẽ không chút lưu tình đấy, giải quyết việc chung, anh đợi đấy mà xem. Rạng sáng hôm sau, tổ điều tra đã đến Trương Hà. Vương Long Đông là nhân vật số 1 ở thị xã đã đưa toàn bộ bộ máy thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã đến nghênh đón tổ điều tra. Vừa nhìn thấy đội ngũ nghênh đón, chủ nhiệm Điền lặng thần một chút, trong nháy mắt, sắc mặt trầm xuống. Xin lỗi chủ nhiệm Điền, hôm qua nhận được thông báo gấp quá. Có nhiều cán bộ thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã đi công tác, họp hành, xuống nông thôn. Cho nên, ở đây chỉ còn lại vài đồng chí. Vương Long Đông vẻ mặt xin lỗi nói.
Chương 2321, ý cấp trên. Không sao, không sao. Chúng tôi cũng tới hơi đột ngột, không cần phải phô trương gì đâu, các đồng chí chúng ta, trước nay đâu chú ý đến mấy chuyện này phải không nào? Cái này, chúng tôi xuống còn quấy rầy công việc bình thường của mọi người. Không được rồi, không được rồi. Điền Lâm cố nặn ra nụ cười, vẻ mặt giả bộ thản nhiên. Đúng, đúng, chủ nhiệm Điền trước nay luôn yêu cầu bản thân phải mẫu mực. Long Đông, cậu cứ làm theo ý của chủ nhiệm Điền đi. Cái gì nên làm cứ làm, tất thảy đều lấy công việc làm trọng. Diệp Phàm đứng cạnh nói. Các anh cứ về đi, khi nào cần tôi sẽ thông báo với các anh. Vương Long Đông quả thật quyết đoán, lập tức xoay người, vung tay về phía các đồng chí cấp dưới của mình ở thị xã Trương Hà, đuổi tất cả đi như đuổi muỗi. Hiện tượng lập tức vắng vẻ, chỉ còn lại vài đồng chí trong tổ điều tra cùng với Vương Long Đông và chủ tịch thị xã Trương Hà, Triệu Tín Lâm. Chủ nhiệm Điền khóe miệng không khỏi hơi co giật, thằng này mờ mịt liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Biết đồng chí Vương Long Đông này nhất định là người hầu thân tín của Diệp Phàm. Cái này rõ ràng là muốn làm các đồng chí trong tổ điều tra khó chịu, ngay cả người đi nghênh đón cũng đuổi đi. Đây chẳng phải là đang khinh thường tổ điều tra do Điền Lâm làm thủ lĩnh sao? Chúng ta lập tức xuất phát đi mỏ than Hải Sơn, các đồng chí, cũng sắp bước sang năm mới rồi, thời gian vô cùng gấp gáp. Mọi người phải nắm chắc thời gian, tranh thủ điều tra rõ tình hình trước Tết, chúng ta còn phải về báo cáo công tác nữa. Tuy nhiên, trước khi xuất phát tôi phải nhấn mạnh vấn đề kỷ luật. Đồng chí nào dám làm việc không công minh, người đầu tiên Điền Lâm tôi bắt chính là đồng chí đó. Chủ nhiệm Điền vung tay lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Rồi xoay người lại nói với Diệp Phàm. Bí thư Diệp là người bận rộn, đồng chí Vương Long Đông của Trương Hà chắc cũng có việc phải làm. Hôm nay không cần các anh phải đi cùng, cứ để chủ tịch thành phố Cao đi cùng chúng tôi một chuyến. Điền Lâm nói. Vậy cũng được, chủ tịch thành phố Kép hãy phối hợp với chủ nhiệm Điền điều tra lấy chứng cứ, tranh thủ điều tra mọi việc cho rõ ràng nhé. Diệp Phàm nói hai câu đơn giản, xoay người bước lên xe. Bí thư Diệp đi nhé. Tôi không tiễn, tôi sẽ làm theo chỉ thị của anh, toàn lực phối hợp với chủ nhiệm Điền triển khai công tác. Cố gắng điều tra rõ tình hình trước Tết, nếu trước Tết mà vẫn chưa điều tra rõ mọi chuyện, anh nhất định phải nghiêm khắc phê bình tôi. Cao Thành vẻ mặt tươi cười hét lớn, nói với Diệp Phàm. Ha ha, chủ tịch thành phố Cao là đồng chí tốt, anh ấy luôn nghe lời lãnh đạo. Diệp Phàm cười nói, khởi động xe, thằng nhãi này làm ra vẻ khích lệ đồng chí Cao Thành. Tuy nhiên, Cao Thành cảm thấy câu nói này hình như có ý gì đó. Chẳng lẽ đang nói mình là kẻ theo đuôi, là nô tài của lãnh đạo? Nô tài thì nô tài, so với mày một tên bí thư sắp xui xẻo thì vẫn mạnh hơn nhiều, Cao Thành trong lòng hung hăng nói. Chủ nhiệm Điền, cần chuẩn bị những gì ạ? Cao Thành xoay người lại cười híp mắt hỏi. Thấy xe Diệp Phàm đi xa, Điền Lâm vung tay lên, la lớn. Lên đường! Lên đường! Điền Lâm ông đừng có đi Tây Thiên Thỉnh Kinh là được rồi. Vương Long Đông đứng trước cổng tòa nhà thị ủy rủa thầm một câu. Chủ tịch thành phố Cao, nghe nói đám bảo vệ của mỏ than Hải Sơn thực chất đều là đám lưu manh. Cho nên, để đảm bảo an toàn cho tổ điều tra, tôi yêu cầu bên cục công an thành phố các anh phải mang nhiều đồng chí đi cùng, nếu có cảnh sát có vũ trang đi cùng thì càng tốt. Trên xe, vẻ mặt Điền Lâm nghiêm túc nói. Cục trưởng cục công an thành phố tên Bao Nghị. Là do bí thư Diệp đặc biệt đưa từ tổng đội giao thông sở tỉnh xuống. Nếu tổ điều tra thực sự cần, tôi có thể nói với bí thư Diệp, xem có thể kêu đồng chí Bao Nghị đưa người xuống không. Về phần cảnh sát có vũ trang cũng có thể xin chút chỉ thị. Cao Thành liếc mắt nhìn Mễ Nguyệt nói. Những lời này rõ ràng có ẩn ý, nói cho Điền Lâm biết cục trưởng Bao Nghị này là người của Diệp Phàm. Việc này cứ để đồng chí Mễ Nguyệt xin chỉ thị đi. Hơn nữa. Tôi thấy cục trưởng Bao Nghị phải nắm công tác toàn cục của toàn thành phố, nhiệm vụ của tổ điều tra của chúng ta quá rộng không biết mấy ngày mới xong, bản thân đồng chí Bao Nghị không cần phải xuống đâu. Không thể làm chậm trễ công việc của anh ấy, chủ tịch thành phố Cao cứ đề cử một chức phó đem theo vài tinh binh xuống là được rồi. Còn cảnh sát có vũ trang, không phiền đến các anh. Tôi sẽ trực tiếp bảo tư lệnh Trịnh Bá Thanh của tổng đội tỉnh đưa người đến. Điền Lâm lập tức kiên quyết loại bỏ Bao Nghị. Chỉ cần là người của Diệp Phàm, Điền Lâm đều không cần. Lão già này phòng bị cũng chu đáo nhỉ. Diệp Phàm nghe Bao Nghị báo lại bèn hừ lạnh nói.
Bí thư Diệp yên tâm, tuy nói đồng chí cục phó Đinh Tài Minh do Cao Thành tiến cử. Tuy nhiên, lính dưới tay cậu ta là do tôi sắp xếp. Ha ha, trừ phi đồng chí Đinh Tài Minh chuyện gì cũng tự làm được hết, bằng không, vẫn phải dựa vào lính của tôi mới được. Bao Nghị cười khan một tiếng. Đinh Tài Minh là người của Cao Thành, sao anh ta có thể nghe lời anh như vậy? Diệp Phàm có chút kinh ngạc hỏi, trong lòng thực sự ngầm bội phục khả năng điều khiển người của đồng chí Bao Nghị. Đương nhiên là cậu ta có ý kiến, vốn cậu ta báo lên một bản danh sách khác. Nhưng, tôi là ai chứ, cục trưởng cục công an thành phố Đồng Lĩnh, sao có thể để cho cậu ta quyết định mọi chuyện được? Tôi chỉ nói một câu, những người anh đề cử tôi cảm thấy không thích hợp, đến lúc đó nếu xảy ra vấn đề gì thì anh chịu hoàn toàn trách nhiệm chứ. Tên kia vừa nghe, không ngờ hơi sợ. Kết quả, đương nhiên là thỏa hiệp, tôi lập tức gạch bỏ tên những người mà cậu ta đưa lên. Cậu ta cũng chẳng dám nói gì, kỳ thực, Đinh Tài Minh cũng không tính là thiết can của Cao Thành. Phó cục trưởng thường trực Ninh Mãn bị anh treo đấy chẳng làm được cái tắm gì, nếu Cao Thành muốn cho ai tiến vào pháo đài cũng phải qua tay bí thư Diệp anh mới được. Bao Nghị cười khan một tiếng. Vậy thì được rồi, anh có thể chỉ huy từ xa. Diệp Phàm cười nói. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Điền Lâm có vẻ chỉ đang làm bộ. Bọn họ thực sự không phải dựa vào cục công an thành phố mà dựa vào cảnh sát có vũ trang. Bao Nghị nói. Cảnh sát có vũ trang, tôi cũng không nhận được yêu cầu điều động cảnh sát có vũ trang của đồng chí đội trưởng chi đội thành phố Thái Hào. Chẳng lẽ anh ta báo cáo với anh? Diệp Phàm hỏi. Không, tốt xấu gì tôi cũng là cục trưởng cục công an còn kiêm nhiệm danh hiệu chính ủy của chi đội cảnh sát vũ trang thứ nhất. Nếu thật sự đội trưởng Thái cần điều người, dù sao cũng phải báo với tôi một tiếng đúng không nào. Tuy nhiên, lúc nãy tôi có để lại một tâm đắc, theo như báo cáo bên đó, Điền Lâm đã trực tiếp tìm Trịnh Bá Thanh của Tổng đội Cảnh sát Vũ Trang tỉnh. Quan hệ của hai người đoán chừng không tệ, nghe nói do đồng chí Cung Thành Sinh đội trưởng chi đội một cấp dưới của Trung đoàn Cảnh sát Vũ Trang tỉnh phối hợp công tác với Điền Lâm. Bọn họ đã lên đường rồi, chắc hẳn đã thương lượng từ trước. Sắp đến Trương Hà rồi. Trong khoảng thời gian trống này chắc hẳn sẽ phối hợp với Cục Công an thành phố. Cung Thành Sinh vừa đến, chắc Cục Công an thành phố sẽ bị đá sang một bên. Cho nên, người của tôi sắp xếp chắc hẳn chỉ được Điền Lâm sai chuyện vặt thôi, không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Bao Nghị nói, mặc kệ lão, cứ tùy cơ ứng biến. Hơn nữa, chiến trường của chúng ta không phải ở dưới đó. Diệp Phàm nói, Bao Nghị không hiểu. Trong lòng tự nhủ Điền Lâm đã giết đến mỏ than Hải Sơn rồi, chiến trường còn không ở đó thì ở đâu chứ? Chiều ngày hôm sau, chủ nhiệm văn phòng Trung ương Điền Giang phê chỉ thị, có vẻ hơi vội vàng. Hai mắt ông sáng loáng, nhìn lại chỉ thị của Chủ tịch Đường, nhân tài không thể mất, oan khuất phải ra tay. Chủ nhiệm Điền ngẫm nghĩ, đi thẳng đến nội các chính phủ. Không lâu sau, tiến vào văn phòng của đồng chí Toàn Hưng Điền Phó Thủ tướng Thường vụ. Một trong những đầu sỏ của nước Cộng Hòa. Lão Điền, đã lâu không gặp anh, ngồi xuống đi. Toàn Hưng Điền vẻ mặt nhiệt tình chào hỏi, bước về phía sofa. Vì công tác, nên chủ nhiệm văn phòng Trung ương Điền Giang kỳ thực cũng thường xuyên liên hệ với Toàn Hưng Điền. Quan hệ của hai người hoàn toàn là quan hệ đồng chí, đương nhiên, vì vị trí đặc thù của Điền Giang, nên cũng không thể có biểu hiện quá mức nhiệt tình với bất kỳ đồng chí nào. Có chuyện riêng cần báo cáo với ngài. Chủ nhiệm Điền vừa ngồi xuống vừa lấy trong cặp một túi tài liệu, Phó Thủ tướng Toàn cũng không nói gì, nghiêm túc dở xem. Cái này bảo người ta xử lý thế nào, nhân tài của tổ đặc nhiệm A không thể nào để mất. Những thợ mỏ chịu oan khuất phía dưới cũng quan trọng, cả hai. Phó Thủ tướng Toàn thầm thì một câu. Đúng vậy, thân thủ của hai đồng chí Vương Cư Hòa và Phượng Lôi của Phượng gia tương đối cao, hơn nữa, kinh nghiệm cận chiến phong phú. Nhân tài như vậy đúng là nhân tài tổ đặc nhiệm A đang cần gấp. Chủ tịch Đường nhấn mạnh phải nâng cao thực lực của tổ đặc nhiệm A. Đối với tình hình của tổ đặc nhiệm A phải luôn luôn chú ý. Đối với những nhân tài đặc biệt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tuy nhiên, hai người này đều là người của Phượng gia. Nếu tổ điều tra xuống ra tay quá độc ác, người ta chắc chắn sẽ gấp với chúng ta. Nếu quốc gia cưỡng ép tuyển dụng, chỉ sợ dù tạm thời người ta vào đội vì sự bức bách của quốc gia, nhưng vào đội rồi sẽ hai lòng hai dạ, chỉ sợ không tốt cho tổ đặc nhiệm A, cho quốc gia. Huống chi, quốc gia chúng ta, những gia tộc lớn như vậy cũng không phải ít.
còn có Thiếu Lâm Võ Đang Thanh Thành Nga Mi, những môn phái lớn đang ngó chừng. Đối với chuyện này quốc gia không nên dùng thủ đoạn quá mức cứng rắn. Nên suy xét về lâu về dài, vừa đấm vừa xoa mới là đạo trị quốc. Cho nên, Chủ tịch có chỉ thị rõ ràng, những nhân tài như Vương Cư Hòa tuyệt đối không thể để mất. Phượng gia cũng có tính toán phương diện này, đó là vì đồng chí Diệp Phàm đã cùng họ bàn bạc trước rồi. Nhưng quyền lợi của những thợ mỏ gặp nạn cũng phải được đảm bảo, phải giải oan cho họ. Cái này, chính là vấn đề nắm bắt được mức độ điều tra. Xử lý cụ thể thế nào, vì lần này tổ điều tra liên hợp là do phòng đốc tra của bên các anh điều xuống. Mà người phụ trách là đồng chí Điền Lâm, phó trưởng ban thư ký nội các chính phủ. Cho nên, chủ tịch có ý bảo tôi qua đâu liên lạc. Xem có thể đưa ra được phương án nào cụ thể, để có thể đưa ra kết quả vừa lòng cả hai bên. Đương nhiên, phương án cụ thể là chuyện của bên anh, tôi chỉ phụ trách móc ngoặc chuyện này. Vốn việc này nên do đồng chí Cung Khai Hà ra mặt. Chỉ có điều, tổ đặc nhiệm A có quy định đặc biệt, không được nhúng tay vào khối sự vụ. Cho nên, đồng chí Cung Khai Hà không nên ra mặt, kết quả, tài liệu của Diệp Phàm rơi vào tay tôi. Đương nhiên, tôi cũng có gọi điện xác minh với đồng chí Cung Khai Hà. Quả thực là có việc này. Điền Giang vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 2322, làm khó Trương Hướng Đông. Nhân tài không thể bỏ rơi được. Thấy những người thợ mỏ gặp khó khăn thì phải giúp đỡ, đó là yêu cầu của quốc gia. Bằng không, công bằng ở đâu? Chính nghĩa ở đâu? Bên phía chính quyền bắt buộc phải chấp hành theo chỉ thị của Chủ tịch Đường. Chỉ có điều, vừa nãy cậu cũng nói rồi, nhân tài thì Phượng gia phải cam tâm tình nguyện mới được. Việc này tương đối khó giải quyết đây. Nói đến đây, Toàn Hưng Điền thở dài một tiếng, trầm ngâm một lúc mới nói tiếp. Phỏng chừng. Việc này muốn làm mỹ mãn thì e là hơi khó. Đồng chí Điền Lâm xuống tạo thanh thế quá lớn. Không riêng gì ở thủ đô, mà rất nhiều những đồng chí ở nơi khác đều âm thầm quan sát tình hình mà tiến hành. Nếu xử lý không ổn thỏa, làm sao có thể giải thích cho mọi người được? Đây là yêu cầu vừa phải đạt được cá, vừa phải đạt được tay gấu, khó quá lão Điền à. Tôi cũng biết, việc này rất khó giải quyết. Tuy nhiên, dù có khó giải quyết đến đâu cũng phải làm. Huống hồ, việc này không thể kéo dài hơn được, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nghĩ đến hậu quả mà ra đầu tôi cũng phát run rồi đây này. Điền Giang nói, còn có một vấn đề nữa. Nếu chuyện của tổ điều tra lần này là do Trương Hướng Đồng và Điền Lâm phối hợp với nhau đưa ra, thì tôi sẽ phải đánh tiếng với đồng chí Trương Hướng Đông một chút. Chỉ có điều, việc này nói thế nào đi nữa thì cũng là một chuyện phiền phức đặt trước mặt chúng ta. Tổ đặc nhiệm A đối với chúng ta mà nói thì cũng chẳng là bí mật gì, nhưng đối với đồng chí Trương Hướng Đông thì là một bí mật lớn. Bí mật này nhất định không được để lộ ra ngoài, nhưng lại muốn làm cho đồng chí Trương Hướng Đông không lo lắng thì lại là chuyện khó đây. Chúng ta đều là đồng chí, hy vọng cũng có thể làm cho họ tâm phục khẩu phục, phải nói bằng sự thật thì mới được. Phó Thủ tướng Toàn sắc mặt có chút nghiêm trọng nói. Ông nhìn Điền Giang một cái, nói. Việc này. Nếu báo lên từ sớm thì dễ làm hơn. Lúc đó, tổ điều tra chưa được thành lập, chúng ta có thể khống chế chuyện này từ khi còn manh nha. Bây giờ thì, ha ha, ai ăn ốc thì người đó sẽ tự đi mà đổ vỏ. Việc này, vốn Diệp Phàm đã giải quyết rất tốt rồi. Những người gặp nạn cũng đã nhận được hỗ trợ thích hợp. Nói thật, lúc trước cho dù có báo lên thì đối với Diệp Phàm mà nói thì vẫn chẳng có chút tổn thương nào. Bởi vì lúc phát sinh tai nạn mỏ thì đã là cách đây một năm trước. Diệp Phàm lúc đó còn ở văn phòng trung ương, chẳng có liên quan gì đến cậu ta cả. Mà đồng chí Diệp Phàm cũng đã báo cáo cho tổ A ý kiến xử lý. Xuất phát điểm của cậu ta là tốt, đều là vì nhân tài của đất nước cả. Hơn nữa, những người thợ mỏ gặp nạn kia đều được nhận tiền bồi thường cao gấp đôi tiêu chuẩn quốc gia. Mà người xử lý việc này không tốt là Phượng Thảo Thiên hiện tại vẫn còn nằm trong nhà lao. Chứng tỏ, bên phía thành phố đồng lĩnh kia cũng đã xử lý đúng theo pháp luật. Kẻ đáng phải chịu báo ứng thì đã chịu báo ứng, chỉ thiếu một cái đó là chưa báo cáo lên mà thôi. Về phần Phượng Thảo Thiên tổ A cũng là suy nghĩ đến mặt nhân tài, không để đánh rắn động cỏ mà khiến cho họ chạy hết. Cho nên mới không báo cáo, không ngờ lại xảy ra sự tình này. Có những đồng chí ấy mà, khả năng đâm dao phía sau đúng là rất giỏi. Điền Giang nói những lời này. Phó Thủ tướng Toàn đều hiểu cả,
đây đương nhiên là chỉ hai người Trương Hướng Đông và Điền Lâm rồi. Ha ha, nhìn từ góc độ của bọn họ thì cũng chẳng sai gì có đúng không? Những việc như thế này, theo quy định mà nói thì đều phải báo lên trên tỉnh. Thậm chí còn phải báo lên Trung ương ngay lập tức. Chuyện này, liên quan đến quá nhiều những công nhân mỏ gặp nạn, từ Trung ương đến địa phương đều phải cùng hành động. Bằng không, nếu như chuyện nào cấp dưới cũng giấu cấp trên thì nhà nước này sẽ tồn tại kiểu gì? Hơn nữa, nếu còn lẫn cả tình cảm cá nhân trong đó nữa thì càng không nên. Phó Thủ tướng Toàn nói. Ha ha, đúng thế. Đây chính là sự đối lập giữa pháp và tình. Phó Thủ tướng Toàn, tôi còn có việc, xin phép được đi trước. Thấy nói chuyện cũng khá lâu rồi, ý tứ cũng đã rõ ràng, chủ nhiệm Điền đương nhiên tính bài chuồn rồi. Hai, ông thì đi nhanh rồi. Một mớ chuyện hỗn độn này thì để cho tôi xử lý. Hơn nữa, lại không thể kéo dài thêm. Nếu như để cho Điền Lâm dở thêm trò gì thì càng phiền phức. Phó Thủ tướng Toàn xoa xoa mái tóc bạc phơ của mình, ngồi ngẩn người một lúc. Sau đó, đột nhiên gọi thư ký bên ngoài. Tiểu Chu, cậu lập tức gọi điện cho đồng chí Trương Hướng Đông, gọi ông ấy lập tức đến đây. 3 rưỡi chiều, Trương Hướng Đông mới đến văn phòng làm việc của Phó Thủ tướng Toàn. Bộ dạng vô cùng cung kính. Đối với việc được Phó Thủ tướng triệu kiến này, trong lòng Trương Hướng Đông vẫn có chút kích động. Bởi vì cơ hội này không dễ gì có được. Đương nhiên, đối với việc triệu kiến này của Phó Thủ tướng Toàn, Trương Hướng Đông cũng đã tìm hiểu qua thư ký Chu Lâm, chỉ đó điều, miệng thư ký Chu kín như bưng, không để lộ chút manh mối nào. Ngồi đi. Trương Hướng Đông ngồi đúng ghế của chủ nhiệm Điền Giang lúc trước ngồi. Thấy Phó Thủ tướng Toàn còn khách khí như vậy, trong lòng Trương Hướng Đông còn có chút đắc ý. Ông ta tự nhủ, chẳng lẽ lại có chuyện tốt rơi xuống đầu mình sao? Nào, uống trà đi. Phó Thủ tướng Toàn không ngờ còn đích thân đẩy chén trà mời Trương Hướng Đông. Trương Hướng Đông vừa thấy vậy, không khỏi có cảm giác được sủng ái mà thấy lo sợ. Ông ta vội đứng lên, miệng nói. Nên để cho Hướng Đông rót trà cho lãnh đạo mới phải. Đừng có khách khí, chúng ta đều là đồng sự, không nên phân biệt lãnh đạo với cấp dưới làm gì. Cứ gọi tôi là Lão Toàn một cách, bí mật, là được. Phó Thủ tướng Toàn nói chuyện tương đối khách khí. Nhấp một ngụm trà, Phó Thủ tướng Toàn đặt chén trà xuống. Trương Hướng Đông thấy vậy cũng liền đặt chén trà xuống, lưng ngồi thẳng tắp, ra vẻ đợi lãnh đạo cho chỉ thị. Đồng chí Điền Lâm xuống cũng đã được hơn một ngày rồi nhỉ? Phó Thủ tướng Toàn hỏi. Sao lại hỏi cái này nhỉ? Chẳng lẽ Phó Thủ tướng Toàn cũng đang chú ý vấn đề này hay sao? Trong nháy mắt những ý nghĩ này lóe lên trong đầu Trương Hướng Đông. Tuy nhiên, lão già này vẫn rất bình tĩnh đáp. Vâng, đồng chí Điền Lâm dẫn đội đi từ đêm hôm qua. Tổ điều tra không quản ngại vất vả, 5 giờ sáng hôm nay thì đã đến thị xã Trương Hà rồi. 9 giờ sáng thì đến mỏ than Hải Sơn, lập tức triển khai công tác điều tra luôn. Vì tính chất của mỏ than Hải Sơn, nên để đảm bảo an toàn cho nhân viên tổ điều tra. Thành phố không những đã điều động cảnh sát xuống hỗ trợ điều tra, mà đồng chí Điền Lâm còn lên tỉnh mượn người của cảnh sát vũ trang nữa. Mục đích là để tạo điều kiện cho việc điều tra được tiến hành thuận lợi. Nghe nói, tổ điều tra trước đây của thành phố Đồng Lĩnh còn bị đánh nữa. Ngay cả đồng chí cục trưởng cục công an thành phố Bao Nghị cũng bị đánh cho trọng thương. Cho nên, đối với thực trạng nghiêm trọng này, đồng chí Điền Lâm suy nghĩ cũng thật là chu đáo. Hơn nữa, đồng chí ấy còn yêu cầu bọn họ dừng tất cả các hoạt động sản xuất lộn xộn. Sau khi điều tra rõ ràng, rồi mới quyết định cho sản xuất tiếp hay không. Chu đáo cái gì, đây không phải là thêm phiền phức hay sao? Phó Thủ tướng Toàn nghĩ thầm trong bụng, miệng nói. Ừ, sự an toàn của các thành viên tổ điều tra rất quan trọng. Tuy nhiên, làm như vậy liệu có phản tác dụng không? Vừa nghe thấy vậy, trong lòng Trương Hướng Đông hơi trầm xuống. Lời này là có ý gì, chẳng lẽ Phó Thủ tướng Toàn lại không ủng hộ việc làm này sao? Trương Hướng Đông vội giải thích nói. Phó Thủ tướng Toàn, hiện tại có một số kẻ khai thác mỏ không coi pháp luật ra gì nữa rồi. Mỏ than Hải Sơn là mỏ nổi tiếng ác ở trong tỉnh Tấn Lĩnh. Nếu không đưa ra những biện pháp mạnh thì chúng sẽ lại tiếp tục gây sức ép, cản trở thì tổ điều tra sẽ không thể tiến hành được. Làm như vậy cũng là vì đồng chí Điền Lâm bất đắc dĩ mà thôi. Vốn đồng chí ấy cũng không phải không suy nghĩ đến việc cứ để cho bọn họ tiếp tục sản xuất rồi tiến hành điều tra.
nhưng chỉ e rằng đến lúc đó công nhân gây rối thì càng khó giải quyết hơn. Hai, thôi được rồi, anh đi xem cái này đi. Đây là do chủ nhiệm Điền ở văn phòng trung ương chuyển tới đó. Phó Thủ tướng Toàn đứng lên, lôi trong tủ ra một tập tài liệu. Đương nhiên là không phải tài liệu gốc rồi, mà số tài liệu này đều đã được Phó Thủ tướng Toàn tự động thủ, cắt nối, sửa sang lại rồi mới chuyển cho Trương Hướng Đông. Chỗ phần về tổ đặc nhiệm A thì đã được xóa đi. Trương Hướng Đông nhìn một lượt, vẫn không hiểu ra sao. Trong lòng lại suy nghĩ một hồi mới đặt tài liệu xuống, hỏi. Tài liệu này, sao lại thế nhỉ? Bởi vì trong đó không hề có chỗ nào đề cập đến tổ đặc nhiệm A. Phần về cao thủ Phượng gia nhập đội thì càng không có. Anh nghi ngờ tính chân thật của tài liệu này. Phó Thủ tướng Toàn nghiêm mặt nói. Không phải không phải, tôi đâu dám nghi ngờ chứ, chỉ là có chút. Trương Hướng Đông trong lòng trùng xuống, liền vội vàng đứng lên ấp úng nói. Ông ta dường như cũng hiểu, hình như Phó Thủ tướng Toàn muốn đem chuyện này áp xuống. Ý kiến của tôi chính là 8 chữ sau, thấy oan phải cứu, biết chừng biết mực. Phó Thủ tướng Toàn đứng đắn nói, sau đó quay sang vỗ cai Trương Hướng Đông nói. Việc này anh đi về xử lý đi, chỉ cần có mức độ là được, lợi ích của những người thợ mỏ bị nạn phải được đảm bảo. Nhưng cũng có một số phương diện cần phải chiếu cố. Như vậy, liệu có làm khó các đồng chí trong tổ điều tra không? Ngay cả tôi cũng cảm thấy mơ hồ, liệu Phó Thủ tướng có thể cho chỉ thị rõ ràng hơn được không? Nếu không các đồng chí ấy sẽ không biết làm thế nào, nhỡ xảy ra việc gì lại không hay. Trương Hướng Đông nói lời cuối với ý dò xét Phó Thủ tướng Toàn. Cái này không phải còn có anh nữa sao? Tôi tin tưởng anh, đồng chí Hướng Đông ạ. Phó Thủ tướng Toàn vỗ vỗ vai Trương Hướng Đông, vẻ mặt thân thiện nói. Đi ra khỏi phòng làm việc của Phó Thủ tướng, Trương Hướng Đông liền đem tập tài liệu của Phó Thủ tướng Toàn làm quạt, vỗ vỗ lên mặt mình vài cái. Sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại giống lên một tiếng. Vừa muốn giải oan, nhưng lại có chừng có mực, nhưng chừng mực kiểu gì đây, mẹ nó chứ. Tuy bực tức là thế nhưng việc Phó Thủ tướng giao cho vẫn phải làm. Hơn một giờ đêm, chủ nhiệm Điền Lâm vội vàng từ mỏ than Hải Sơn đi đến nhà của Trương Hướng Đông. Lão Điền, phía dưới thế nào? Trương Hướng Đông trực tiếp hỏi. Còn có thể thế nào nữa, bọn họ chẳng dám động đậy, có tư lệnh Trịnh phái người đến, lẽ nào bọn họ thật sự muốn đấu với quốc gia? Tuy nhiên, chuyện phối hợp cũng tương đối chênh lệch, muốn hỏi cái gì, muốn nắm bắt được một chuyện nhỏ nào cũng lề mề cả buổi sáng. Tôi chuẩn bị sáng mai mạnh tay một chút, giết gà dọa khỉ. Phượng Khải Mai của tập đoàn Thiên Mộc vẫn chưa xuất hiện. Cô nàng này, định chơi trò thần bí với tôi, cô ta còn non lắm. Điền Lâm hơi có vẻ đắc ý nói. Chương 2323, xử lý thế nào đây? Các ông phải điều tra người ta đương nhiên phải kéo rồi. Chuyện này là bình thường, tuy nhiên, Diệp Phàm có hành động gì không? Trương Hướng Đông hỏi. Không có, thân tín của hắn đều bị tôi đẩy ra ngoài mỏ than Hải Sơn. Hơn nữa, đồng chí Cao Thành tỏ ra rất phối hợp với chúng ta. Ngay cả đồng chí Khổng Đoan cũng thỉnh thoảng nhắc nhở cái gì đó. Khiến tổ điều tra phải đi không ít đường vòng. Điền Lâm cười nói. Chắc muốn làm ngư ông đắc lợi đó mà. Trương Hướng Đông đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng. Cái này tôi hiểu, không phải là đang muốn mượn tay chúng ta để cho Diệp Phàm một vố sao. Tuy nhiên, Điền Lâm tôi đâu có thể trở thành súng của bọn họ được. Bọn người kia đúng là ngu hết chỗ nói. Điền Lâm vẻ mặt tự tin nói. Bọn họ cũng không ngu đâu, các người cũng đang lợi dụng lẫn nhau thôi. Trương Hướng Đông cười lạnh nói. Các ông nắm chắc mấy phần là có thể giải quyết được việc này. 8 phần. Điền Lâm hừ nói. 2. Lão Điền, việc này, bảo tôi phải nói gì đây, tôi thật sự khó mở miệng quá. Trương Hướng Đông đột nhiên nhíu mày nói. Chẳng lẽ có biến cố sao? Điền Lâm giật mình, đứng bật dậy nói. Ừ, là việc tương đối khó giải quyết, việc này biết chừng biết mực là được. Trương Hướng Đông sắc mặt khó coi nói. Biết chừng biết mực, rốt cục là muốn thích đáng đến mức nào? Chẳng lẽ đây là ý của cấp trên sao? Điền Lâm vội vàng hỏi. Hai, cậu hỏi cái này để làm gì, cứ làm theo là được. Trương Hướng Đông tỏ vẻ không vừa ý nói. Ủy viên Trương, không phải là tôi tò mò, mà nếu không hỏi rõ thì biết làm thế nào? Hơn nữa,
Việc này tôi nghĩ đã khó giải quyết lắm rồi. Bởi vì chúng ta tạo ra thanh thế lớn quá. Cái này nếu muốn có chừng có mực thì khó đây. Nếu ủy viên Trương đã chỉ thị cho tôi như vậy thì tôi cũng chỉ muốn thỉnh giáo một chút, tất cả sẽ làm theo chỉ thị của ngài. Điền Lâm vội vàng giải thích nói. Việc này, hai, lão Điền à, đúng là làm khó cho ông rồi. Tuy nhiên, ông phải cân nhắc một chút, liệu có phải việc này luôn luôn có biện pháp giải quyết hay không? Tổ điều tra khẳng định phải tiếp tục điều tra, chỉ có điều việc điều tra này phải có mức độ, chỉ tương đối là được. Phải đào, nhưng không được đào quá sâu. Hơn nữa, có một số việc phải biến báo một chút. Vừa có thể đem việc này đặt trên mặt bàn, để qua được ánh mắt của quần chúng nhưng cũng lĩnh hội được ý tứ của cấp trên. Trương Hướng Đông lập lờ nói nước đôi. Thực như vậy thì chúng ta lần này là công cốc rồi. Hơn nữa, tôi là còn có cảm giác như đi ăn trộm gà không được, còn mất cả nắm thóc nữa. Điền Lâm bộ dáng tương đối suy sút. Ta nghĩ, lão Điền, liệu có phải chúng ta đều nghĩ sai rồi không? Có phải chúng cái gì rồi không? Trương Hướng Đông nói. Ý của ông nói là chúng kế của người khác. Điền Lâm đột nhiên cả kinh, đứng bật người dậy, trán đều đã lấm mồ hôi. Ông cân nhắc một chút, có phải có vấn đề không? Việc này, cũng không biết là vị tôn thần nào đã tuồn tài liệu tham khảo nội bộ đi lên. Kết quả, vị tôn thần kia chưa đâm đao thứ hai mà chúng ta đã có cảm giác tóm được đao thứ hai rồi. Tuy nhiên, đao thứ hai này khó đâm đấy. Trương Hướng Đông vẻ mặt bình tĩnh nói. Người ta là đao, mình là cá. Điền Lâm lẩm bẩm một tiếng. Sắc mặt ông ta bỗng đen xì như miếng gan lợn, nói. Tôi cũng có chút cảm giác này rồi, việc này theo lý mà nói thì chắc có lẽ không phải là đám Diệp Phàm muốn răng bẫy chúng ta. Hắn thì hoàn toàn có thể loại trừ, nếu hắn thực có gan làm chuyện như thế thì tuyệt đối là đang đùa với lửa. Hắn sẽ không đần mà đi làm như vậy đâu. Việc này lớn thế nào, ngay cả một thằng ngốc cũng nhìn ra được. Trương Hướng Đông lắc lắc đầu, nói. Có phải là bên Bắc Kinh kia làm không? Điền Lâm khóe miệng rông dài một chút. Lão thất phụ Yến Xuân Lai ấy hả, đúng là có chút giống bút tích của hắn thật. Điền Lâm không kìm nổi mắng một câu. Phải biết rằng, Điền Lâm nếu không phải giận tới cực điểm, thì tuyệt đối sẽ không mở miệng mắng người như vậy. Người ta là cán bộ cao cấp mà. Cũng không thể khẳng định chắc chắn là hắn, Diệp Phàm thành kẻ thù của tương đối nhiều người. Chỉ ở Bắc Kinh thôi, ông đã nghe qua chưa, mối thù của Cố gia với hắn, tuyệt đối sâu đậm hơn chúng ta nhiều. Trương Hướng Đông hừ nói. Nghe nói việc Cố Long Thiên, tan học, là có liên quan đến hắn. Hơn nữa, cháu của ông ta đến giờ nghe nói cũng bị liệt cả người, trí lực còn chẳng bằng đứa trẻ lên 8. Cố Phong Sơn nghỉ ngơi một hồi. Lại lên Đông Sơn rồi. Giờ thăng chức lên chủ tịch của một tỉnh rồi. Phỏng chừng, Cố gia nhẫn nhịn bao năm nay giờ cũng đến lúc nổ tung rồi. Tuy nhiên, tôi không biết nếu đem tài liệu này tuồn lên trên thì tại sao Cố gia lại không đâm tiếp đao thứ hai? Chẳng lẽ bọn họ đoán được việc chúng ta sẽ ra tay sao? Điền Lâm có chút không tin, nói. Có lẽ là chúng ta nóng vội rồi. Bọn họ vốn dự định sẽ hạ đao thứ hai đấy. Tuy nhiên lại bị chúng ta chắn ngang. Tuy nhiên, tại sao bọn họ không hạ tiếp nhỉ? Nếu như mọi người hợp lực thì không phải việc này sớm được giải quyết rồi sao? Trương Hướng Đông có chút tiếc nuối, lắc đầu nói. Thôi được rồi, nói những lời này cũng vô ích. Trước mắt mời ủy viên Trương chỉ giáo, có chừng có mực ở đây, như thế nào mới là hợp lý? Điền Lâm nói. Ha ha, biện pháp không phải là không có. Thật ra Diệp Phàm đã sớm đem chuyện của mỏ than Hải Sơn bí mật báo lên trên rồi. Chỉ có điều, Diệp Phàm lúc đó suy nghĩ đến thực tế của thành phố Đồng Lĩnh, mà những người thợ gặp nạn cũng đã được bồi thường thỏa đáng. Chính quyền thành phố Đồng Lĩnh cũng rất tận tâm, điều này khiến cho người nhà của những người gặp nạn cảm thấy rất vừa lòng. Chỉ có điều tài liệu này ở phòng làm việc đưa lên hơi chậm một chút. Kết quả, không nghĩ đến tốc độ của bên các cậu lại nhanh như vậy, đã xuất phát từ sớm rồi. Trương Hướng Đông nói. Hai, rõ ràng là thằng nhóc này đã làm, chuyện tốt mà. Chúng ta không những không thể hạ được hắn, mà lại còn phải đi đổ vỏ cho hắn, đây là đạo lý nào chứ? Việc này, tôi thật sự không làm được. Ủy viên Trương, tức nghẹn mà chết mất. Hơn nữa, không chừng cấp trên có người lại cho rằng việc này là do chúng ta làm. Chúng ta sẽ bị chết oan. Mẹ nó chứ, đây rốt cục là chuyện gì thế này? Điền Lâm đăm đăm nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp.
Hơn nữa, việc này không phải chúng ta cho lên tài liệu nội bộ. Mà kẻ đâm dao kia thì luôn luôn canh chừng chúng ta. Nếu chúng ta muốn nhắm mắt bước qua thì người ta chưa chắc đã đồng ý. Đến lúc đó người ta lại lôi ra chuyện tổ điều tra giải vây cho đương sự, thì chúng ta sẽ biến thành cái gì? Đến lúc đó phải xử lý thế nào chứ? Đúng vậy, nhất định phải thận trọng mới được, bằng không, ngay cả chúng ta cũng có thể sẽ bị dụ dỗ. Trương Hướng Đông vẻ mặt khó coi nói. Về đến nhà, chiếc máy hút bụi trong nhà cũng đã bị Điền Lâm đá cho hỏng. Còn chân ông ta cũng bị thương chút xíu. Đêm hôm khuya khoắt còn muốn gọi người đến xử lý. May mà lão già này còn có thể đi được, nếu không thì phiền phức lớn. Rạng sáng hôm sau, Điền Lâm liền quay về thành phố Đồng Lĩnh. Lão liền tập trung mấy lãnh đạo của tổ điều tra liên ngành lại để hội ý. Khi Điền Lâm mịt mờ truyền đạt ý tứ, thì các vị đầu lĩnh đều không có ý kiến gì. Việc này, vốn chẳng có mấy liên quan đến bọn họ, nên chỉ mong sớm được rời khỏi mỏ than Hải Sơn. Bằng không, nếu làm không tốt thì chẳng khác gì tự đẩy mình vào vũng bùn cả. Phó tổ trưởng tổ điều tra Thắng Lý là người đầu tiên lên tiếng. Chỉ nhiệm Điền, cũng sắp Tết rồi. Bên cục giám sát chúng tôi nhiều việc lắm. Việc này tôi thấy cũng điều tra tương đối rồi. Sự thật rõ ràng, mỏ than Hải Sơn ở trong tay Phượng Thảo Thiên đích xác là xảy ra một số vấn đề. Nhưng mấy vấn đề này thành ủy thành phố Đồng Lĩnh cũng đã báo cáo lên trên rồi. Chẳng qua là khi đó vì một số nguyên nhân nên chưa được báo kịp thời lên văn phòng chính phủ mà thôi. Tôi thấy, một số đồng chí có tư tưởng rất qua loa đại khái. Đối với những đồng chí không kịp thời báo cáo kia thì nhất định phải phê bình rút kinh nghiệm. Bằng không, anh xem đi, gây ra nhiều chuyện như vậy. Làm cho chúng ta phải khổ sở dãi nắng dầm mưa như thế này. Lãng phí thời gian không nói, còn làm trễ nãi công tác nữa chứ. Ừ, tôi thấy lần này xuống cũng là điều tra lại thôi. Việc này, nếu thành ủy Đồng Lĩnh đã làm rõ ràng rồi, hơn nữa cũng đã xử lý Phượng Thảo Thiên rồi. Mà ngay cả tập đoàn Thiên Mộc cũng đã ra mặt giải quyết tốt việc này. Huống chi, người ta cũng có thành ý, rút ra hơn 200 triệu, còn xây dựng mười mấy trường học nữa. Có một số việc, không nên cứ nắm mãi mà không chịu buông. Như vậy chẳng khác gì trả đũa người ta cả. Mà chúng ta là ai chứ? Là tổ điều tra chứ không phải tổ đi trả đũa. Nếu cứ gây sức ép xuống thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cứ trực tiếp báo lên trên thôi. Một vị chủ nhiệm ở Bộ Giám sát Quốc gia nói. Chủ nhiệm Điền, theo hai ngày theo dõi phỏng vấn của tôi, mỏ than Hải Sơn quả thật còn rất nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Liệu có nên kiên trì thêm một thời gian nữa không? Biết đâu chúng ta sẽ nắm được những tài liệu sống khác thì sao? Nếu không, trở về lại khó ăn khó nói. Huống hồ, cứ như vậy mà về thì có ý nghĩa chứ? Phóng viên CCTV Hải Ninh có chút bất mãn nói. Cô gái này chính là đang phân cao thấp với Diệp Phàm. Tư liệu sống, cô còn cần tư liệu sống gì? Việc này vốn nó chỉ như thế, người ta đã làm rõ rồi, cô còn định chế tác ra cái gì nữa? Điền Lâm tức giận quát Hải Ninh. Hải Ninh mặt hơi đỏ, cô có chút không hiểu. Chủ nhiệm Điền đang nói những lời này và chủ nhiệm Điền của hai ngày hôm trước như thể là hai người khác nhau vậy. Hơn nữa, mấy phó tổ trưởng này như thể cũng muốn rút khỏi nơi khỉ ho cò gáy này rồi thì phải. Chương 2324, chán nản bỏ đi. Quả nhiên, hai ngày sau, có một chuyện khiến đám Cao Thành và Khổng Đoan suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp đã xảy ra. Tổ điều tra đã rút hết khỏi thị xã Trương Hà. Đánh tiếng với Diệp Phàm và Cao Thành, nói là đã điều tra rõ ràng, phải về Bắc Kinh báo cáo. Đi thong thả nhé chủ nhiệm Điền, à, còn đại ký giả Hải Ninh, khi nào rảnh rỗi đến đây quay phim, chỉ đạo công tác. Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh lúc nào cũng hoan nghênh mọi người. Diệp Phàm cười nói. Đến cái rắm, ông đây không bao giờ đến cái xó xỉnh này nữa. Chủ nhiệm Điền trong lòng thầm mắng, miệng cũng cười nói. Ha ha, thành phố Đồng Lĩnh là một nơi rất tốt, rảnh rỗi nhất định sẽ ghé qua. Đến lúc đó, bí thư Diệp, chúng ta lại cùng nhau ôn chuyện. Nhìn đám Điền Lâm vội vã bỏ đi, Cao Thành vẻ mặt buồn bực lắc đầu. Còn Khổng Đoan vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm mấy chiếc xe hơi đang nhả khói phóng đi. Buổi tối, tại tòa nhà số 1 thành ủy của Diệp Phàm. Mễ Nguyệt đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn, trên bàn là Vương Long Đông và Bao Nghị. Ha ha, đám sâu bọ chết tiệt cuối cùng cũng đi rồi, bí thư Diệp, mọi người cùng cạn một ly nào. Bao Nghị vẻ mặt thích thú cười nói,
đưa chiếc ly lên, rót đầy đầy rượu vang vào. Cục trưởng Bao, người đi không có nghĩa là mọi việc đã kết thúc. Kết quả vẫn chưa có, không phải chúc mừng còn hơi sớm sao. Tính cách Vương Long Đông đã lão luyện hơn nhiều, nét u sầu trên mặt còn chưa hết. Ha ha, Long Đông, không cần lo lắng quá mức, bọn họ đi vội vàng như vậy, chắc chắn là có lý do. Diệp Phàm vẻ mặt thản nhiên, cười thần bí. Sáu con mắt đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nhìn tôi là gì, ở 2-3 ngày rồi, hẳn là đã có kết quả. Hơn nữa, việc cũng đâu phải lớn lắm, nhiều nhất chỉ là bị phê bình. Diệp Phàm cười nói, giơ chén lên nói. Nào, chúng ta cạn một chén. Loảng xoảng, bốn ly rượu chạm vào nhau. Diệp, bí thư Diệp có thể tiết lộ một chút không? Bao Nghị sờ đầu, hỏi. Thấy mọi người đều nhìn mình, thằng nhãi này hơi ngại, lại sờ cằm, nói. Tôi ấy à, chẳng có ý gì khác, chỉ là hơi tò mò thôi. Không phải muốn thám thính bí mật của lãnh đạo đâu. Không nên hỏi đừng hỏi. Diệp Phàm chọc ghẹo. Bí thư Diệp tên Ninh Mãn này đúng là đáng ăn đòn. Lúc này, Bao Nghị vội vàng nói sang chuyện khác. Làm sao vậy? Diệp Phàm đặt muỗng xuống, nói. Tên này không phải đã bị anh treo rồi sao, vậy mà y vẫn không chịu ngồi yên. Lần này tổ điều tra xuống, y đã tạm thời bị cách chức mà còn lén hành động. Tự mình đem theo vài đồng chí cảnh sát xuất mã cùng Cao Thành. Hơn nữa, còn theo tổ điều tra đi đến vùng mỏ than Hải Sơn Mẫn Cảm. Hình như còn lục soát tìm người nhà của thợ mỏ gặp nạn, giật gây các thợ mỏ chỉ trích, y gây ra cả đống chuyện bẩn thỉu. Bao Nghị vẻ mặt giận dữ nói. Loại người này nên bắt từ sớm rồi, phải hạ gục triệt để mới được. Mễ Nguyệt xen mồm vào nói. Trong khoảng thời gian nay mọi người đều mệt mỏi rồi, chuyện của Ninh Mãn cứ gác ca một bên. Cuối năm rồi, để mọi người ăn Tết vui vẻ đi. Tuy nhiên, Bao Nghị và Vương Long Đông phải chú ý. Tôi nhớ em trai của thằng nhãi này không phải tên Ninh Đông sao, có mở Thuận Phong khí mậu gì đó, nghe nói chuyên về xe cải trang đấy. Diệp Phàm nói. Vâng, bí thư Diệp, tôi sớm chú ý đến hắn. Hơn nữa, tôi còn góp nhặt được vài thông tin hữu dụng. Đến lúc đó sẽ hữu ích đấy. Bao Nghị gật đầu. Có thể bắt được hắn không? Vương Long Đông hỏi. Chứng cứ còn chưa đầy đủ để có thể kéo được Ninh Mãn xuống nước, hắn giảo hoạt lắm. Chuyện của em trai trước nay hắn chưa bao giờ xuất mã, toàn sai cảnh sát dưới tay đi làm. Tuy nhiên, chỉ cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, thẩm vấn rõ mấy tên tâm đắc của hắn, chắc hẳn, đồng chí Ninh Mãn sẽ xong đời thôi. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Dương Tiêu ở Sở Tỉnh cũng hơi khó giải quyết. Chuyện của tôi lần trước nghe nói Phó Giám đốc Sở Dương ra sức ủng hộ hắn. Nếu Phó Giám đốc Sở Dương đã muốn nhúng tay vào, muốn một lần giải quyết triệt để Ninh Mãn e cũng hơi khó. Trừ khi có thể tìm được bằng chứng thép đẩy Ninh Mãn vào tù. Tạm thời tôi chưa thể nào ra tay được. Hơn nữa, tôi cũng vừa mới tới đây chưa lâu, riêng chuyện nội bộ trong cục còn chưa xử lý xong. Tôi nghĩ, bài trừ ngoại tất thanh nội trước, Ninh Mãn là một pho tượng lớn ở cục công an thành phố, muốn dịch chuyển được hắn phải đợi thời cơ. Bao Nghị vẻ mặt ngưng trọng, nói. Kỳ thực bên Long Đông có thể ngầm sắp xếp người điều tra Thuận Phong khí mậu. Đương nhiên. Phải chú ý đừng rút dây động rừng. Điều tra vụ án thì Bao Nghị có kinh nghiệm, hai người các anh phải trao đổi tin tức cho nhau mới đúng. Tôi nghĩ, cục công an thành phố chúng ta chắc chắn có thể nắm toàn diện trong tay. Như vậy mới có lợi cho việc triển khai công tác của chúng ta. Tuy nhiên, nhân vật số 1 của phòng công an thị xã Trương Hà Anh đã xử lý được chưa? Diệp Phàm hỏi Vương Long Đông. 2. Vương Long Đông sắc mặt có chút buồn bực. Cái này kỳ thực làm khó bí thư Vương rồi. Bao Nghị dường như cũng biết được gì đó, ngồi bên cạnh nói giúp. Đường Vân là bí thư đảng ủy công an kiêm trưởng phòng công an thị xã Trương Hà, người này rất mạnh mẽ. Nghe nói là người thân của Khổng Gia, Phượng Vân Lầu. Là một tên luôn ỷ vào uy phong của Khổng Gia. Năm ngoái, tên này đã đơn phương độc mã lên Bắc Kinh kiếm tiền, kết quả, kiếm được một khoản xây tòa nhà từ bộ xây dựng. Vương Long Đông buồn bực nói. Ngay cả trụ sở làm việc của phòng công an thị xã Trương Hà cũng lấy cái tên rất khí khách Tụng Phong Lầu. Tụng Phong Lầu, chẳng lẽ có ý tán Tụng Phong Vân Lầu của Khổng Gia? Diệp Phàm thuận miệng nói. Đúng vậy, việc này tôi cũng có nghe nói. Y muốn nói tiền này là do Khổng Đông Phong của Phong Vân Lầu kiếm về.
ý của Đường Vân là phòng công an thị xã Trương Hà là cái gì đó của Phong Vân Lầu. Mễ Nguyệt nói, khẩu khí lớn thật, phòng công an thị xã Trương Hà đường đường là cơ quan nhà nước, không ngờ thành bảo hộ của Phong Vân Lầu. Chuyện như vậy mà Đường Vân cũng có thể nghĩ ra, chỉ bằng điểm này đã có thể thấy tên đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì rồi. Chắc hẳn là ỷ vào thế lực Khổng gia, làm ra nhiều chuyện chẳng ra gì rồi. Diệp Phàm hừ nói. Vương Long Đông gật đầu, chua xót nói. Hai, nói ta mất mặt, ngay cả lời tôi nói cũng chẳng sai khiến được y. Có lần vì một vụ án nhỏ dính đến Phong Vân Lầu của Khổng gia. Đường Vân căn bản chẳng thèm phái người đi điều tra sự việc, khổ chủ đã đến quỳ gối trước cửa nhà tôi. Tôi mới biết chuyện, kêu Đường Vân qua, tên đó nói chuyện hỗn xược, mặt mày láo toét. Còn dám đập mạnh cửa văn phòng bí thư, từ đó về sau, tên đó càng khoa trương, có lần còn dám vỗ bàn trước mặt tôi trong hội nghị thường vụ. Lúc đó tôi cũng tức giận vỗ bàn, tuy nói y cũng nhường nhịn một chút, tuy nhiên, từ đó trở đi, tên đó càng lúc càng không nghe lời. Có chuyện cần đến y thì y chối ba chối bốn. Việc này, bí thư Diệp vừa mới tới, tôi cũng không dám làm phiền anh. Hơn nữa, Khổng gia thế lớn, đành phải mắt nhắm mắt mở vậy. Long Đông, anh nhìn cũng giỏi thật. Diệp Phàm bất mãn hừ nói. Không đành lòng cũng có cách nào khác, bí thư Diệp chưa từng lãnh giáo sự phô trương của Phong Vân Lâu. Lúc Phong Vân Lâu khai trương, Mercedes-Benz, BMW, Audi chen chúc nát phố Tân Long. Để đảm bảo an toàn giao thông, lúc ấy đội cảnh sát giao thông của Cục Công an thành phố đành tạm thời phong tỏa con phố Tân Long. Người không biết còn tưởng có lãnh đạo tỉnh ủy nào xuống tòa nhà thành ủy mới thế. Khi đó có nhiều đồng chí có phân lượng trên tỉnh cũng xuống ủng hộ. Khổng Chính Húc tuy nói không về làm chỗ dựa cho con trai. Nhưng Bộ Xây dựng cũng có một cán bộ cấp thứ trưởng xuống. Nghe nói hôm trai Trương Tiền mừng được hơn 3 triệu. Khổng Đông Phong là một công tử. Một thanh niên không chức không quyền so với quan cao cấp sở hình như còn có bẻ phái mạnh hơn. Đủ mọi hạng người, hắc bạch đạo đều nể mặt y. Mễ Nguyệt châm chọc nói. Nghe nói người này rất có thủ đoạn, bình thường rất ít xuất hiện ở Phong Vân Lầu. Thực khách của Phong Vân Lầu trừ cán bộ của chính phủ, còn là lão tổng của những công ty lớn. Nghe nói người có thể lấy được thẻ VIP cấp độ A của Phong Vân Lầu có chuyện gì bất bình có thể gặp trực tiếp giám đốc Phong Vân Lầu. Để y truyền tin đến cho Khổng Đông Phong. Vương Long Đông nói. Thẻ VIP cấp độ A này chắc không dễ có. Bao Nghị hừ nói. Đương nhiên, nếu một năm anh tiêu phí ở Phong Vân Lâu 1 triệu thì có thể nhận được thẻ VIP cấp độ A. 500 ngàn là thẻ VIP cấp độ B. Nghe nói có vài ông chủ lớn gặp phải việc bất bình. Vậy thì phải làm sao, lập tức đến đây tiêu phí. Vốn là cấp độ B đấy. Trong 1-2 ngày tiêu phí được 100 ngàn. Từ cấp độ B sẽ thăng lên cấp độ A. Thế là có thể tìm Phong Vân Lầu để dàn xếp chuyện bất bình rồi. Kể ra, Khổng Đông Phong cũng rất có đầu óc kinh doanh. Anh là khách VIP cấp độ A, nhưng nếu năm sau không tiêu phí đến 10.000 thì thẻ sẽ thành phế thải hoặc xuống cấp. Cho nên, bởi vậy, có rất nhiều ông chủ lao đầu vào tiêu phí để đạt đến mức 1 triệu, làm chủ được thẻ A trước đã. Thời buổi này, làm ăn, ai chả gặp phải những chuyện khó dàn xếp. Mễ Nguyệt nói, ha ha, Khổng Đông Phong không phải có biệt hiệu Ngọa Long sao? Nghe nói còn là một trong ngũ vương của Tấn Lĩnh, quả là có đầu óc kinh doanh. Chỉ cần buộc chặt được mười mấy khách VIP hạng A, mỗi năm đã có mấy chục triệu rơi vào hầu bao rồi. Lại thêm hạng B và không có hạng nữa, Phong Vân Lầu mỗi năm muốn kiếm được vài xúc triệu chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, thiếu gia họ Khổng cũng chẳng làm gì trái pháp luật, cũng không cần cha mình phải ra mặt. Ai nấy đều tự nguyện nộp tiền mà. Diệp Phàm cười nói, đột nhiên nghiêm mặt, quay đầu hỏi Bao Nghị. Phong Vân Lầu kinh doanh hợp pháp không? Hợp pháp, ha ha, kinh doanh hợp pháp sao kiếm được tiền? Phong Vân Lầu không chỉ là nơi tụ tập của thực khách. Kỳ thực, Phong Vân Lầu chẳng khác gì câu lạc bộ giải trí. Phía sau Phong Vân Lầu có mảnh đất lớn, ở đó mới là nơi giải trí thực sự của Phong Vân Lầu. Vì sao có nhiều người quyền quý thích đến Phong Vân Lầu? Nguyên nhân lớn nhất là vì Phong Vân Lầu do Khổng Đông Phong mở, nguyên nhân thứ hai là do thức ăn ở đây đặc biệt. Thứ ba là do khu giải trí phía sau, ở đó chi phí rất cao, tuy nhiên, nghe nói cấp bậc cũng rất cao. Anh muốn phá trinh một cô gái, người ta lập tức cung cấp cho anh. Anh muốn chơi ba chơi bốn, người ta cũng chuẩn bị cho anh.
Hơn nữa, tỉnh Tấn Lĩnh ai mà không biết, Phong Vân Lầu do công tử Khổng gia mở. Có cảnh sát nào không đầu óc tự đi kiếm phiền phức chứ? Cho nên, khu giải trí phía sau Phong Vân Lầu rất vững chắc, tuyệt đối không sợ bị người ta bắt ngay trên giường. Cái này, cũng là nguyên nhân khiến vài cán bộ nhà nước thích. Dù sao việc này cũng không thể nào để lô được, tìm một nơi kín đáo vẫn tốt hơn. Huống chi, chi tiêu của cán bộ rất thoải mái, loại hóa đơn nào Phong Vân Lầu cũng có. Muốn tìm con gái nhà người ta ăn uống cũng có thể xuất hóa đơn, phá trinh xử nữ cũng có hóa đơn, cái gì cũng có cả, chỉ cần anh muốn, người ta có thể làm được tất. Bao Nghị cười nói.